Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 16. Chân trời mênh mông là nơi anh yêu. Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng để Ngân Hồ trên ghế salon, sau đó hắn lấy điện thoại từ trong túi ra. Yuri đã hoàn toàn nhảy vào cạm bẫy cậu sắp đặt, tiếp theo phải xem diễn xuất của cậu. Là Elip gọi tới. Lý Trạch Vũ lạnh lùng cười, yên tâm, tuồng kịch này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Tôi tin tưởng cậu, ngừng một lát, Elip lại nói, quân đế, chuyện này thì thôi, mong cậu nói lời phải giữ lời. Lý Trạch Vũ an ủi, yên tâm, con người tôi coi trọng nhất chữ tín. Hy vọng vậy, Elip rõ ràng không dám gật bừa. Cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ bấm số khác. Có thể bắt đầu rồi, giọng nói Alex vang lên. Lý Trạch Vũ cười nói, không sai, có thể bắt đầu rồi. Được thôi, lát nữa tôi sẽ thông báo với Gusen, bảo bọn họ chuẩn bị chuyển nhà. Tâm trạng Alex không tệ. Điện thoại lại cúp máy. Ngân Hồ tò mò hỏi, anh chuẩn bị kéo Yuri xuống ngựa. Lý Trạch Vũ cười ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay, Yuri quyết tâm muốn đối phó anh chắc chắn phải để gã ta cùng Bruce về hưu sinh sống. E rằng không chỉ là để bọn họ về hưu mà sống nhỉ. Ngân Hồ đương nhiên không tin. Cô thông minh nên thật ra cũng đã đoán được kế hoạch Lý Trạch Vũ rồi. Bruce và Yuri quyền cao chức trọng, nếu xử lý bọn họ không khác khiêu khích quyền uy cả nước Mỹ. Trước tiên kéo hai người xuống ngựa rồi lại âm thầm xử lý. Cứ như vậy cho dù những ông lớn nước Mỹ biết ai làm thì cũng sẽ không trêu chọc một kẻ điên vì hai người đã chết. Lý Trạch Vũ ôm eo Ngân Hồ, trêu ghẹo nói, nếu như mỗi người phụ nữ đều thông minh như em thì đàn ông trên thế giới sao sống được nữa. Ngân Hồ dựa sát vào vai hắn, trên gương mặt hiện lên ý cười. Thông minh hơn thì thế nào, còn không phải bị anh chinh phục. Thời gian hai ngày thấm thoát trôi qua. Khi ánh dương biến mất trên bán đảo Grandview, một lượng lớn máy bay cỡ lớn chuyên chở hành khách lần lượt đáp xuống sân bay. Hơn 800 thành viên thuộc tộc bất tử xếp hàng lên máy bay một cách có trật tự. Ai nấy đều hưng phấn lạ thường. Bởi vì họ đều dành phần lớn thời gian sống co cụm trên mảnh đất bé như mắt mũi này, tất cả đều vô cùng khao khát cảnh xa hoa truy lạc ở bên ngoài. Hơn 3.000 người ở lại chỉ biết thèm thuồng hâm mộ mà thôi. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi Gusen đã hứa sẽ đón bọn họ cùng rời khỏi đây nhanh thôi. Những chiếc máy bay lục tục cất cách, điểm đến chính là thành phố New York. Bên ngoài lâu đài huyết hoàng, một chiếc máy bay trực thăng cỡ lớn đã chờ sẵn từ lâu. Một số người đàn ông cẩn thận khiêng một chiếc quan tài bằng đồng lên trực thăng. Niceller cung kính nói, huyết hoàng đại nhân, ta đi thôi. Gusen không vội, chỉ hỏi, Niceller, cậu đi theo bốn hoàng bao nhiêu năm rồi? À, Niceller ngẩn người, không hiểu vì sao Gusen bỗng dưng hỏi tới vấn đề này, nhưng hắn ta vẫn kính cẩn đáp lời, khoảng chừng 150 năm. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt đã qua hơn 100 năm rồi. Gusen dường như đang chìm đắm vào hồi ức, ông ta trầm giọng thời dài, cậu đi theo bổn hoàng nhiều năm như vậy, bổn hoàng có bao giờ bạc đãi cậu hay không? Nghe vậy, Niceller biến sắc, nín thở định thần lại, quyền lực, địa vị, gia đình, tất thảy những gì tôi có đều là do huyết hoàng đại nhân ban cho. Mọi thứ của cậu đều là bốn hoàng ban cho, vậy tại sao cậu lại muốn phản bội bổn hoàng? Gusen bất ngờ cất cao giọng. Niceller để lộ vẻ căng thẳng, nhưng vẫn làm bộ không hiểu gì, huyết hoàng đại nhân, có phải ngài đã nghe được tin đồn bậy bạ hay không? Làm sao tôi có thể phản bội ngài chứ? Gusen nheo mắt, trầm giọng nói, ta cũng hy vọng người ta nói xấu cậu, bởi vì bổn hoàng thật sự không nỡ giết cậu. Bịch! Niceller quỳ sụp xuống đất, thề thốt chân thành, huyết hoàng đại nhân, tôi luôn trung thành với ngài, tuyệt đối không có hài lòng, xin ngài minh xét. Ha ha! Gusen cười lạnh, đáp, vậy bổn hoàng hỏi cậu, tại sao Taylor lại biết đến sự tồn tại của hoa trường sinh trên đời này? Cậu đừng nói với tôi là quân đế tiết lộ cho ông ta. Trong phút chốc, Niceller đổ mồ hôi lạnh, thấp thỏm đáp, huyết hoàng đại nhân, tôi, ai ra? Gusen thở dài thườn thượt, nói, trong những năm qua, cậu luôn âm thầm qua lại với Taylor, ông ta cũng nhiều lần cho cậu tiền bạc vật chất. Lẽ nào cậu cho rằng bổn hoàng không hay biết gì? Cốp cốp cốp. Niceller dập đầu xuống đất lia lịa, hốt hoảng nói, huyết hoàng đại nhân, đúng là tôi đã nhận tiền bạc của cải của thân vương Taylor, nhưng tôi thật sự chưa từng bán đứng ngài. Ta biết, những năm qua cậu chỉ thay mặt Taylor giám sát bốn hoàng,
không hề làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, bằng không cậu đã chết từ lâu rồi, nhưng, lần này cậu tuyệt đối không nên tiết lộ tung tích của Hoa Trường Sinh cho ông ta biết, cho dù là tên đó đã chết. Ban đầu, Niệm Tình đi Seller hầu hạ nhiều năm, Cushion còn có thể mắt nhắm mắt mở với hắn ta. Nhưng lần này đi Seller đã chạm vào điểm mấu chốt của ông ta rồi. Huyết Hoàng Đại Nhân, hãy cho tôi. Á! Đi Seller chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cushion tóm đến trước mặt, ngay sau đó há miệng nhe ra hai chiếc răng nanh, thoạt nhìn còn dài và sắc nhọn hơn cả răng nanh của các tộc nhân tộc bất tử bình thường, đâm vào thật mạnh. A! Đi Seller trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Khi Cushion hút hết máu của Đi Seller, đối phương đã biến thành một xác khô, bị ông ta tiện tay quăng xuống đất. Sau khi nhìn lại nơi bản thân đã sống hàng trăm năm, Cushion thu lại sự miễn cưỡng, ngồi lên máy bay trực thăng. Cùng lúc đó, trong một trang viên tư nhân ở Gogerji, Julia tung tăng bơi lội trong bể bơi, vóc dáng đầy đặn, đường cong gần như hoàn mỹ, dường như không có chút tì vết nào trên cơ thể, e rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ không khỏi trở nên điên cuồng vì cô ta. Sau hai vòng bơi, cô ta ngoi đầu khỏi làn nước, chợt phát hiện một người phụ nữ đang ngồi tựa vào ghế dựa bên bể bơi. Không có chút động tĩnh nào, như thể người phụ nữ này thình lình xuất hiện vậy. Là cô, Ngân Hồ. Rõ ràng là Julia biết kẻ vừa tới kia. Ngân Hồ vắt chéo cặp đùi thon dài, cười nhạt, cô có hứng thật đấy, quá nửa đêm vẫn còn bơi lội ở đây. Quân đế cho cô tới đây à? Julia nhíu mày, cười lạnh, tại sao anh ấy lại không tự mình đến đây? Là vì không dám gặp tôi hả? Cạch! Một khẩu súng hiện ra trên tay Ngân Hồ, họng súng nhắm thẳng vào Julia, cô nói với giọng châm chọc, đi lên nói chuyện với tôi. Thấy cảnh này, Julia hoàn toàn không sợ hãi chút nào, nghênh ngang nói. Nơi này là địa bàn của tôi, giết tôi, cô cho rằng cô có thể thoát thân sao? Ngực của cô rất lớn, thảo nào đầu óc lại đần độn như vậy. Ngân Hồ lắc đầu, mỉa mai, tôi có thể lặng lẽ vào đây mà không gây ra động tĩnh gì, cô cảm thấy đám người vệ sĩ tử thị kia còn sống nối không? Julia tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Tất cả vệ sĩ ở bên cạnh Julia đều đã phải trải qua sự huấn luyện nghiêm ngặt, là tử thị chỉ trung thành với gia tộc Rothschild của cô ta. Ngoài độ trung thành cao, họ còn là những người có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Julia khẳng định Ngân Hồ tuyệt đối không có bản lĩnh giải quyết hết các vệ sĩ mà không gây ra động tĩnh gì. Nghĩ vậy, Julia đưa mắt nhìn quanh một vòng, hắng giọng hô lên, quân đế, cái tên phụ bạc nhà anh, tới rồi mà không dám ra gặp em sao? Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đang lặng lẽ ấn thân bĩu môi, nghĩ thầm cô nàng này cũng không phải hạng. Ngực to mà óc như quả nho. Nếu đối phương biết tỏng rồi thì trốn cũng không có nghĩa lý gì, vì vậy hắn bèn thủng thẳng đi đến rìa bể bơi. Thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện, Julia phì cười, em biết ngay là anh. Julia, lúc trước tôi đã cảnh cáo cô đừng nên đùa với lửa, cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai ư. Lý Trạch Vũ nhìn xuống hỏi. Julia trèo lên khỏi bể bơi, bước từng bước tới trước mặt Lý Trạch Vũ, sau đó ưỡn bộ ngực nảy nở lên, anh muốn em làm gì em cũng bằng lòng. Sao em dám không nghe chứ? Nói thật lòng, Lý Trạch Vũ lúc này có chút khó xử không biết phải làm sao. Nếu là người phụ nữ khác, hắn rất có thể sẽ dùng một dao để kết thúc mọi chuyện. Song, Julia thì khác. Mặc dù cô ấy đã đính hôn với người khác vì gia tộc mình nhưng lần đầu tiên của đối phương đã bị hắn cướp mất, hơn nữa người ta còn vì hắn mà ly hôn. Hắn thực sự không thể xử sự vô tình như vậy được. Lúc này, Ngân Hồ tiến lại. Đẩy Lý Trạch Vũ sang một bên, trừng mắt nhìn Julia bằng ánh mắt. Bất thiện, quân đế sẽ thương hoa tiếc ngọc với cô, nhưng tôi thì không. Dứt lời, Ngân Hồ tung ra một cái tát. Cô dám đánh tôi. Julia trợn mắt lườm lại. Bốp! Đáp lại cô ta là một cú vả lạnh như băng. Ngân Hồ hừng hực khí thế, nói, từ hôm nay trở đi, cô phải theo sát bên người tôi. Nếu cô có gan rời khỏi tầm mắt của tôi, cứ trông mắt lên xem tôi xử lý cô thế nào. Cô, ánh mắt Julia ngập tràn lửa giận, cô ta quay sang nhìn Lý Trạch Vũ, quân đế, đây là cách anh đối xử với tôi sao? Shut up, tôi đã cảnh cáo cô chớ đùa với lửa. Lý Trạch Vũ buông thõng tay, tỏ vẻ mình cúc khôn quy chỉ úp kỳ được. Ánh đèn neon rực sáng trời đêm, thành phố New York nghênh đón một đoàn khách đặc biệt. Yuri đích thân tới sân bay để tiếp đón. Nhưng, sau khi nhìn thấy 800 kẻ dị tộc đứng trước mặt, sắc mặt ông ta có phần nghiêm trọng.
không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Trời mưa nhỏ. Cushion Cheo đi tới trước mặt Yuri, mỉm cười chào hỏi, Bộ trưởng Yuri, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào mừng ngài huyết hoàng đến đây. Yuri vốn định ôm lấy Cushion, nhưng lại sợ đối phương sẽ cắn cổ mình, cuối cùng ông ta đổi sang bắt tay người ta. Dưới sự sắp xếp của chính phủ, hơn 800 tộc nhân tộc bất tử được bố trí đến sống trong những lâu đài ở khu vực ngoại thành. Yuri yêu cầu Naloni bắt đầu hành động, ông ta muốn hạ gục quân đế nhanh nhất có thể. Chẳng mấy chốc, toàn New York dậy sóng, người dân rõ ràng có thể cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng đang từ từ quét qua mỗi ngóc ngách của thành phố. Không chỉ có FBI huy động lực lượng mà cả quân đội cũng hiện diện dày đặc. Tất cả đều được trang bị vũ trang đầy đủ. Nhà Trắng, năm ông lớn một lần nữa tập hợp với nhau. Dinell là người đầu tiên chất vấn Yuri, tại sao ông lại khẳng định cái tên quân đế kia đang ở New York? Ha ha! Yuri không hề nao núng, lấy một tấm hình ra khỏi túi, đưa tới trước mặt Dinell. Kiến trúc trong ảnh là tượng nữ thần biểu tượng của thành phố New York, đứng bên dưới đó là một thanh niên mặc kiểu áo tôn trung sơn. Chính là quân đế. Tấm hình này là do thuộc hạ của Naloni thu được từ 3 ngày trước. Vì vậy tôi dám chắc quân đế đang ở New York. Yuri nói như đinh đóng cột. Dinell nhíu mày, nói, vậy vì sao ông dám khẳng định quân đế sẽ không rời đi? Hắn không phải kẻ ngu, nếu biết chúng ta truy nã hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách rời khỏi New York, thậm chí trốn khỏi quốc gia này. Không. Yuri xua tay ngắt lời đối phương, hắn chắn chắn sẽ không bỏ đi. Nhìn vào dáng vẻ tự tin của Yuri, Dinell không nhịn được hỏi. Sao ông lại khẳng định là thế? Bởi vì hắn chưa đá được toi xuống đài. Yuri nhếch mép cười gằn. Nghe xong, một nỗi sợ hãi thoáng hiên lên trong mắt Elip người đang trầm ngâm hồi lâu. Hiển nhiên, ông ta không ngờ rằng Yuri lại có thể lường đến điểm này. Ha ha! Yuri bật cười lạnh lùng. Nói, việc Nhà Trắng bị tấn công, hay cái chết Các Lô và Tam Đại Tu La Vương đều là tác phẩm của quân đế, Bruce cũng vì thế mà phải xin nghỉ hưu sớm. Có lẽ các người đều cho rằng sự trả thù của quân đế đã chấm dứt ở đây, nhưng tôi đảm bảo hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Nghe vậy, Dinell cũng hơi dao động. Nếu Yuri rút lui, vậy thì cái danh phó trên đầu mình cũng có thể bị gạt bỏ. Nghĩ đến điều này, ông ta còn bắt đầu cầu nguyện rằng những lời Yuri nói ra là đúng sự thật. Quân đế ơi quân đế, cậu hãy cố gắng lên. Sút bay kẻ đáng ghét kia khỏi ghế đi. Yuri dường như cũng đã đoán được ý đồ của Dinell. Ông ta liếc nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lẹm, Dinell, ông hãy giữ kỹ ý nghĩ của mình trong lòng đi, tôi sẽ không ngu xuẩn như Bruce đâu. Tôi cũng cho là thế. Dinell nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo. Buổi tối, Gorgozy. Lý Trạch Vũ vừa ra khỏi phòng riêng đã nghe thấy một tràng âm thanh thảm thiết. Hắn lần theo tiếng động, nhìn qua khe cửa thấy Julia đang bị trói cứng, Ngân Hồ thì cầm một cái roi ra, thỉnh thoảng lại quất lên người đối phương. SM. Lý Trạch Vũ nuốt nước bọt, bỗng có cảm giác thèm thuồng. Chát chát, Ngân Hồ quất hai phát roi. Julia kinh hồn bạt vía, nói, đừng đánh tôi, sau này tôi không dám nữa. Hừ, Ngân Hồ hừ lạnh, từ trên cao nhìn xuống, cô cho rằng tôi sẽ tin à. Tôi thề, tôi đảm bảo sau này không dám làm trái ý quân đế, tôi sẽ coi lời anh ấy nói là thánh chỉ. Julia ra sức hứa hẹn. Dù vậy, Ngán Hồ vẫn không muốn dừng tay. Lý Trạch Vũ khẽ lắc đầu, vẫn phải nhờ Ngân Hồ điều giáo đàn bà. Suy nghĩ thay đổi như điện xẹt, hẳn đi tới gara để xe, lấy chiếc Bugatti của mình, đạp ga, nghênh ngang phóng đi. Vài giờ sau, đã đến nửa đêm. So với ban ngày, New York về đêm yên tĩnh hơn nhiều, nhưng nó vẫn cực kỳ náo nhiệt. Bởi lẽ thanh niên ở đây rất thích sổng về đêm. Chiếc Bugatti bắt mắt lao vun vút trên đường lớn, lập tức thu hút sự chú ý của bao người. Trong đó có cả các FBI đang bí mật hành động. Lý Trạch Vũ mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc lá thơm, dừng ở ven đường thêm vài phút đồng hồ. Một gã FBI xác nhận người trên xe là mục tiêu mình cần tìm, lúc này mới báo cáo tình hình lên người chỉ huy trực tiếp. Thật ra hắn ta rất muốn tiến lên bắt giữ mục tiêu, nếu vậy hắn ta sẽ lập được công lớn hơn. Đáng tiếc, một âm thanh nhắc nhở vang lên trong lòng hắn ta. Nếu muốn sống lâu hơn một chút thì tuyệt đối không được làm thứ việc ngu xuẩn này. Trong lúc đó, Naloni nhận được tin báo từ thuộc hạ, ông ta lập tức báo cáo tin này cho Yuri. Yuri bị đánh thức khỏi mộng đẹp vốn rất là bực mình,
nhưng sau khi biết tin quân đế xuất hiện, sự bực dọc ấy lập tức bay biến, thay vào đó là sự hưng phấn không thể che giấu được. Yuri nhanh chóng nhấc điện thoại ở đầu giường, bấm gọi một sổ điện thoại. Bộ trưởng Yuri, ông cũng có thói quen sinh hoạt về đêm à? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng trêu ghẹo của Gusen. Yuri không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề luôn, ngài huyết hoàng, quân đế đã xuất hiện, bây giờ tôi xin mời ông lập tức lên đường giải quyết tên đó. Nhớ kỹ, tôi muốn hắn sống. Không thành vấn đề. Gusen sảng khoái nhận lời. Sau khi cúp điện thoại, Yuri chỉ nghĩ tới cảnh lão quái vật kia tóm được quân đế là lại khoái chí đến mức khó vào giấc nổi. Trong cùng một thời gian, Gusen uống một bát chất lỏng màu đỏ, ông ta không vội vàng phối hợp hành động với Yuri mà lại lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số quen thuộc. Xem ra lũ phế vật kia làm ăn cũng nhanh nhẹn lắm, nhoáng cái đã tìm đến ông rồi. Lý Trạch Vũ cất giọng châm chọc. Gusen cười nhạt, nói, màn trình diễn tuyệt đỉnh bắt đầu rồi sao? Quân đế lên sàn rồi. Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói, cử đám thuộc hạ ông không vừa mắt tới đây đi, để tôi quét sạch chúng thay ông. Tôi đây có nên cảm ơn cậu hay không? Gusen nhếch mép cười khố. Lý Trạch Vũ chề môi, đáp, cảm ơn thì không cần, tôi làm vì Angela thôi. Nghe thấy cái tên Angela, Gusen thở dài thườn thượt. Thực sự không còn cách để làm cô ấy tỉnh lại à? Lý Trạch Vũ hỏi với vẻ không cam lòng. Gusen trầm giọng đáp, thật sự không có, vì một dao kia của cậu đâm trúng tim rồi. Nghe xong, Lý Trạch Vũ câm lặng. Có lẽ Gusen cũng đã cảm nhận được sự áy náy của hắn, ông ta lên tiếng an ủi, nó yêu cậu, thế nên nó sẽ không oán trách cậu. Lý Trạch Vũ cúp máy trước. Ngay sau đó, Gusen hô lên một tiếng, Luckerson. Huyết hoàng đại nhân. Một lão già nhỏ gầy đi tới, lão chính là tân quản gia thế chỗ đi Seller. Sau thoáng trầm ngâm, Gusen ra lệnh, gọi Jimmy về tới đắp cho bổn hoành quy. Một lát sau, Jimmy dáng người xinh đẹp đi tới trước mặt Gusen. Huyết hoàng đại nhân, ông không thể đế tôi đi, tên kia sẽ xử lý tôi. Biết được muốn để mình đi diễn kịch với quân đế, Jimmy từ chối ngay tại chỗ. Vừa nghĩ tới khí kình vô hình kia của Lý Trạch Vũ giết chết Taylor trong chớp mắt thì cô ta cảm thấy sợ hãi trong lòng, thề rằng cả đời này cũng không muốn nhìn thấy tên khủng bố kia. Gusen khoát tay áo, an ủi, yên tâm đi, bản hoàng đã nói quân đế rồi, hắn sẽ không có thành kiến với cô nữa. Thật sao, Jimmy hơi nửa tin nửa ngờ. Gusen nhướng mày, cô không tin bản hoàng. Sao tôi lại không tin huyết hoàng đại nhân chứ? Jimmy nghĩ lại thì mình là thuộc hạ của Gusen, nếu mình xảy ra chuyện gì thì sẽ là tổn thất lớn với ông ta, đối phương quả thực không có lý do lừa cô ta. Cô đã chứng kiến bản lĩnh của quân đế rồi. Nếu như bản hoàng chỉ phái một vài người có thực lực thấp tới thì những chính khác nước Mỹ kia chắc chắn sẽ có ý kiến. Gusen nói sâu xa, tuồng vui này chúng ta phải diễn tốt, sau này mới có lý do lưu lại. Vẻ mặt Jimmy do dự, vẫn chưa đáp lại. Gusen tiếp tục khuyên, Jimmy, đến lúc đó bản hoàng sẽ ghi nhớ công lao của cô, tộc Osamai của cô sẽ có được lợi ích lớn nhất. Thật à, Jimmy tin thật. Gusen bảo đảm. Bản hoàng tuyệt đối sẽ không lừa cô. Tôi tin tưởng huyết hoàng đại nhân. Jimmy cười nói, vậy bây giờ tôi sẽ dẫn người đi phối hợp với quân đế. Gusen khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng Jimmy rời đi, trong mắt ổng ta hiện lên vẻ gian trá. Lục đại thân vương của tộc bất tử chỉ có thân vương McKittrick tộc xe tai trung thành với ông ta, mấy thân vương còn lại đều kiêu căng không thôi. Trước mắt trừ Jimmy thì bốn kẻ khác đều chết rồi. Chỉ cần Jimmy vừa chết thì lục đại thị tộc sẽ nằm chắc trong tay ông ta. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên ông ta rất cảm kích Lý Trạch Vũ. Trên tuyến đường trung tâm thành phố, Lý Trạch Vũ lái Bugatti đi dạo xung quanh, thậm chí thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện nhân sinh với một vài phụ nữ nhiệt tình cởi mở. OMG, bỗng nhiên tôi thấy nóng quá, có thể lên xe của anh tận hưởng máy điều hòa không khí tí không? Anh đẹp trai. Nếu như đêm nay anh đưa em về thì em sẽ cho anh cảm nhận buổi tối tuyệt vời nhất. Tụi em là chị em ruột, chỉ cần anh bằng lòng, anh có thể cùng có được cả hai tụi em. Đối với người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền này, những người phụ nữ kia đều ước gì có thể leo lên xe hắn rồi lăn trên giường của hắn. Lý Trạch Vũ lộ ra vẻ mặt có lỗi, sorry, anh cũng rất muốn lên giường với các bé, nhưng có một vài tên xấu xa sẽ ngăn cản anh. Ai, thằng khốn kiếp nào dám ngăn cản tụi em? Bố em là nhân viên cảnh sát,
anh có thể tống nó vào tù. Những người phụ nữ kia ai nấy đều căm phẫn. Đúng lúc này, ối, đường đi bốn phía bỗng xuất hiện mười mấy bóng người. OMG, ma kìa. Có ma cà rồng. Mấy người phụ nữ nhiệt tình cởi mở kia bị tộc bất tử đế lộ ra răng nanh hù dọa đến mức mặt mày xanh mét, nhanh chân bỏ chạy. Mà Lý Trạch Vũ không nhanh không chậm xuống xe rồi giáng từng đòn một vào tộc bất tử tới gần. Một màn này đã hù dọa mọi người xung quanh đến mức mặt mày trắng bệch. Ối một tiếng gầm nhẹ, Jimmy nhảy xuống từ trên lầu cao không xa, bay thẳng tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Quân đế, tôi tới phối hợp với anh, bỏ qua tất cả chuyện trước kia, sau này chúng ta sẽ là bạn, được không? Jimmy lấy lòng trước. Lý Trạch Vũ cười ha ha hỏi, vậy tộc nhân của cô bị tôi diệt không ít. Lẽ nào cô không hận tôi sao? Không sao, Jimmy sờ môi đỏ mình, cười quyến rũ, chỉ cần anh bằng lòng, tôi thậm chí bằng lòng làm người phụ nữ của anh. Người ích kỷ chính là như vậy, chỉ cần mình sống tốt thì đâu thèm quan tâm người khác. Nhiều, dòng dõi mất rồi có thế sinh tiếp, điều kiện tiên quyết là mình phải còn sống. Nhưng mà Jimmy không biết một phen xém chút của cô ta đã khiến Lý Trạch Vũ nôn ra bữa cơm đêm qua. Mặc dù cô ta xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, nhưng tuổi cô ta có lẽ còn già hơn ông cố nội của ông cổ nội Lý Trạch Vũ. Khẩu vị của hắn không có nặng như vậy. Mắt thấy vẻ mặt Lý Trạch Vũ đần độn, Jimmy còn tưởng hắn đã đồng ý nên lập tức vui vẻ ra mặt nói, quân đế, chúng ta so đại mấy chiêu rồi tìm một chỗ không người nói chuyện nhân sinh nhé. Anh không cần phải nương tay với người ta. Nói xong lời cuối, giọng nói của cô ta đã chuyển sang kiểu uốn éo. Má, Lý Trạch Vũ thực sự không nhịn được. Xoay người bay vút đi, tốc độ nhanh đến mức Jimmy còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo đi. Quân đế, anh muốn làm gì? À, Jimmy còn chưa nói xong đã bị đấm một phát, trong chốc lát chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biến. Binh bốp, mẹ cô chưa từng dạy cô làm người phải có đạo đức à? Binh bốp, cho cô làm ông đây mắc ói nè. Lý Trạch Vũ mắng một câu thì Jimmy bị đấm một cú. Sau mấy cú đấm, Jimmy thoi thóp nằm trên mặt đất. Uất ức nói, tôi không phải người, tôi là ma cà rồng. Mẹ nó cô còn dám mạnh miệng, Lý Trạch Vũ tiến lên đấm đá mấy phát, không hề nương tay. Người này thật hung ác. Chắc chắn đây không phải đang đóng phim chứ, đây chính là ma cà rồng đó. Không dân chúng nước Mỹ nhìn thấy người hành hung ma cà rồng bên đường thì đều bội phục sát đất. Còn có không ít người lấy điện thoại ra chụp lại một màn này đăng lên mạng, lượt xem càng lúc càng cơ ơ. Tộc bất tử trốn trong tối còn lại nhìn thấy Lý Trạch Vũ hung mãnh như vậy, ngay cả thân vương cũng bị đè xuống đất cọ sát, bọn họ đã sớm sợ vỡ mật, nào còn dám tùy tiện tiến lên. Mấy tên FBI ấn náu trong đám đông thấy cảnh này thì lập tức báo tình hình cho cấp trên của mình. Sau khi Naloni nhận được tin tức thì nhanh chóng báo lại cho Yuri. Yuri đợi trái đợi phải nhưng không chờ được tin tốt, ngược lại đợi được quân đế trở thành anh hùng hành hung ma cà rồng. Mẹ nó hắn đùa à? Yuri lập tức lấy điện thoại ra liên lạc với Gusen. Người của ông đều là thùng cơm à. Yuri rất tức giận, cho nên vừa mở miệng đã gào thét quở trách. Gusen lạnh lùng đáp lại, tế tướng Yuri, xin ông chú ý lời nói của mình, nếu như ông cảm thấy chúng tôi không được, vậy bản hoàng có thể lập tức dẫn người đi. Nghe nói như thế, Yuri lập tức bình tĩnh lại, giọng điệu bỗng nhiên trở nên khách khí, sorry, huyết hoàng các hạ, vừa nãy là tôi không lựa lời mà nói. Xin ngài đừng để ý. Lúc này Gusen mới thấy hài lòng. Yuri chuyến đề tài, huyết hoàng các hạ, người ngài phái thực lực quá yếu, phải biết ngay cả tam đại tu la vương cũng chết trong tay quân đế đó, tôi cho rằng ngài cần đích thân ra tay. Khẽ suy nghĩ, Gusen khổ sở nói, như bây. Giờ trời cũng sắp sáng rồi. Yuri nghe nói như thế thì nguội lạnh trong lòng. Thật vất vả tìm được quán đế, phía bên Gusen lại xảy ra sai sót nghiêm trọng. Có điều ông ta cũng hiểu thể xác của tộc bất tử không thế ra nắng, chỉ có thể bảo người ta theo dõi quân đế, tuyệt đối không được mất dấu, rơi tối hôm sau lai đế Gusen tự mình ra tay. Bên kia, Jimmy thoi thóp được Lý Trạch Vũ mang lên xe, tiếp theo hắn nhấn chân ga nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt mọi người. Quân đế, thả tôi đi, cầu xin anh. Jimmy không suy yếu đến mức không thể giữ trạng thái cuồng hóa. Bốp, Lý Trạch Vũ tát một cái, thả cô làm gì? Tôi còn phải dẫn cô đi tìm Hoa Trường Sinh. Cái gì? Jimmy nghe nói như vậy thì chớp mắt bình tĩnh lại, kích động ngồi thẳng người, anh. Anh không đùa tôi à? Bốp, Lý Trạch Vũ lại tát thêm một phát rồi cười khấy,
là cô đùa với ông đây trước. Jimmy phát hiện sát khí trên người đối phương, trong lòng run lấy bấy. Cô ta biết nếu mình còn không nghĩ cách trốn thoát thì thật sự rất có thể chết ở đây. Cô đừng hòng trốn, Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, không ai có thể trốn thoát khỏi tay tôi. Nghe vậy, Jimmy càng hoảng sợ, quân đế, tôi có thể cho anh tiền, chỉ cần anh thả tòi. Ô, cô có bao nhiêu tiền? Lý Trạch Vũ tỏ ra cảm thấy hứng thú. Mắt Jimmy xoay tròn, dựng thẳng một ngón tay lên, $1 tỷ được không? Cái gì, cô tưởng ông là ăn mày hả? Jimmy hoảng sợ, vội sửa lời, 5 tỷ, tôi cho anh 5 tỷ. Không được, Lý Trạch Vũ kiên định lắc đầu nói, mặc dù tôi rất nghèo, nhưng 5 tỷ tôi còn chưa đế vào mắt. Jimmy biết đối phương đang muốn dở công phu sư tử ngoạm, cô ta cắn răng nói, 10 tỷ, chỉ cần anh thả tôi có thể lập tức cho anh 10 tỷ. Không thể nào. Lý Trạch Vũ vẫn từ chối, chuyến đề tài nói, có lẽ cô không biết, tên Brandy kia cho tôi $20 tỷ tôi cũng không bỏ qua cho hắn, muốn tôi bỏ qua cho cô, ít ra 40 tỷ. 40 tỷ. Jimmy trừng to mắt. Phải biết tài sản mấy năm nay của cô ta cộng lại cũng chưa tới 40 tỷ. Có thế trả góp không? Ma xui quỷ khiến Jimmy hỏi một câu. Lý Trạch Vũ xém chút đã không nhìn được mà buột miệng cười, hắn lập tức dừng xe ở ven đường, đi tới cốp xe phía trước lấy ra một chiếc máy tính bảng và đưa cho Jimmy. Chuyển khoản đi. Tôi cho anh 30 tỷ trước, còn 10 tỷ tôi sẽ trả cho anh trong vòng 3 năm, được không? Vẻ mặt Jimmy thành thật nói. Do dự một lát, Lý Trạch Vũ nghiêm túc nói, vậy cô phải coi trọng chữ tín, nếu dám lừa tôi sẽ khiến cô không thấy được mặt trăng ngày mai. Tôi cam đoan sẽ giữ chữ tín. Thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của hắn, Jimmy đã tin mấy phần rằng đối phương sẽ tha cho mình, thế nên bèn sảng khoát bắt đầu chuyển khoản. Trong lúc đó, Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn mặt trời sắp xuất hiện, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Sau mấy phút, Jimmy dâng laptop lên bằng hai tay, kích động nói, đã chuyến rồi, tôi có thể đi được chưa? Có thể, Lý Trạch Vũ làm một động tác mời. Jimmy vui mừng, lập tức mở cửa xe bước xuống. Nhưng lúc này mặt trời đã lên cao, mà nơi đây là một đồng bằng, phía trước không có làng mạc, phía sau không có cửa hàng, vốn không có nơi nào có thể tránh nắng. Jimmy vội quay lại, quân đế, anh có thể tiễn tôi về không? Tòi không thể ra nắng. Đương nhiên có thể phục vụ cho thân vương Jimmy là vinh hạnh của tôi, có điều phải thu tiền xe. Lý Trạch Vũ trà sát tay, không khó nhận ra hắn đã chuẩn bị bóc lột khách hàng. Lúc Jimmy nghe thấy câu trước thì trong lòng còn đang mừng thầm, nghĩ thầm tên trước mặt này xem như có chút tình người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng lúc cô ta nghe tới câu phải thu tiền, trái tim lập tức giật thót. Hiển nhiên nữ thân vương này đã bị hố đến mức sợ hãi rồi. Cô ta ngại ngùng hỏi, cần bao nhiêu tiền? Lý Trạch Vũ dựng thẳng một ngón tay lên nói, không nhiều, 10 tỷ đô là được. What? Jimmy ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ. Không có tiền, Lý Trạch Vũ nhíu mày. Châm chọc, không có tiền cô còn ngồi xe cọng lông. Nghèo hèn. Sau khi mắng xong thì đạp thẳng chân ga chạy tới đích đến. Vù vù, nhìn xe rời đi như ngựa hoang mất cương, lòng Jimmy như cho tàn. Quân đế, anh trở lại cho tôi. Ôi! Quân đế, thiếu nhân hèn hạ nhà anh, bản vương làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Jimmy xem như hiểu rõ rồi, ngay từ đầu Lý Trạch Vũ đã không định bỏ qua cho cô ta, mà cô ta còn ngu ngốc cho người ta 30 tỷ đô. Nhưng mà bây giờ cô ta vốn không có thời gian tức giận. Bởi vì tia nắng đầu tiên đã chiếu lên người cô ta. Jimmy cổ hết sức chạy như điên, tìm được một cái cây nhỏ không cao hơn một người. Cô ta muốn dùng cây nhỏ che nắng, đáng tiếc không có chỗ đứng. Lúc ánh nắng càng lúc càng to, thân xác người phụ nữ đã bị dây đốt cháy đến mức hoàn toàn thay đổi. Tiếng kêu rên tan nát cõi lòng kéo dài 4-5 phút, Jimmy mới hoàn toàn bị ánh nắng đốt thành cho bụi. Vù vù vù, một lát sau, Bugatti quay trở về, Lý Trạch Vũ kéo cửa kính xe xuống xác nhận Jimmy đã chết đến mức không còn hạt bụi, hắn lại đạp chân ga nghênh ngang rời đi. Đêm hôm ấy, FBI và đại binh tìm kiếm khắp thành, đáng tiếc không tìm thấy tung tích quân đế. Tiền của người nộp thuế được dùng để nuôi một đám vô dụng như bọn bây à, ngay cả một người sống cũng không tìm được. Nuôi heo còn mạnh hơn bọn bây, Yuri tức giận chỉ vào mũi Naloni chửi một trận. Naloni cúi đầu, không dám thở mạnh.
Yuri tức đến mức thở dốc, mẹ nó ông lơ đãng làm gì, còn không mau đi tìm đi. Vâng, Naloni rời đi giống như chạy trồn. Mấy ngày kế tiếp, quân đế giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cho dù Naloni phái người đào sâu ba thước cả thành phố New York thì cũng không tìm được. Một đám tộc bất tử Gusen mang tới cả ngày không có việc gì, ban ngày đi ngủ, ban đêm thì tới hộp đêm chơi hái. Dần dần xảy ra bất trắc, có mấy hộp đêm. Xuất hiện thi thể bị hút cạn máu tươi. Naloni lập tức báo tình hình cho Yuri. Dân chúng yêu cầu cảnh sát phá án, mà bọn họ biết rõ hung thủ là ai nhưng không thể bắt. Bởi vì đám ma cà rồng này chính là bọn họ mời đến. Yuri biết tình hình nghiêm trọng, chỉ có thể bảo Naloni đè chuyện này xuống. Mà ông ta cũng tự mình tìm tới Gusen. Huyết hoàng các hạ, xin ông quản tốt thuộc hạ của mình, nếu như còn xuất hiện chuyện tối qua thì cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Yuri cảnh cáo thẳng thắn. Khí thế Gusen không hề yếu hơn đối phương, ông ta trầm giọng hỏi thuộc hạ của bản hoàng có từ mấy trăm đến hơn ngàn người, chắc chắn sẽ có mấy tên kiêu căng khó thuần, bản hoàng không ngăn được chuyện này. Ông có ý gì đây? Yuri bất mãn hỏi. Gusen giang tay ra nói. Tôi không có ý gì khác, nếu như tể tướng Yuri cảm thấy chúng tôi phiền phức thì có thể phái người đưa chúng tôi về. Ông xác định, trong cơn tức giận, Yuri thật sự muốn đưa đám đương sự Gusen không yên phận này về bán đảo Grandview. Nhưng mà lúc này quân đế đã xuất hiện. Quân đế đã biến mất mấy ngày nay lại xuất hiện với thái độ rất ngạo mạn. Hắn định lái chiếc Bugatti ngầu lòi đột nhập vào Nhà Trắng thì bị binh lính giơ súng ngăn cản. Bạn cho rằng hắn sẽ trốn tránh ư? Không đâu. Lý Trạch Vũ bình tĩnh bước xuống xe, mắng đám binh lính, các người có biết tôi là ai không? Dám chặn xe của tôi, các người có tin ngay ngày mai cả chín đời nhà các người sẽ bị giết sạch hết không hả? Nói xong, hắn còn tiện tay tát cho mỗi người một cái thật mạnh. Đám binh lính thấy hắn lái chiếc xe sang phiên bản giới hạn, khí thế trên người lại rất mạnh mẽ, nhất thời cả đám đều sợ hắn là con cháu của kẻ có quyền nên không dám chống cự, thậm chí sĩ quan đứng đầu còn xin lỗi rối rít. Tiếp theo, quân đế nghênh ngang đi vào mà không bị ai ngăn cản. Sau đó, khi bị triệu kiến, đám binh lính mới biết đối phương là quân đế tiếng tăm lừng lẩy. Không ai biết nhóm binh lính này đã cảm thấy vui mừng đến mức nào vì hành động khôn ngoan của bản thân. Đối phương là quân đế đấy, trước mặt người ta bọn họ chưa chắc đã có cơ hội nổ súng hơn nữa, sau khi đối phương bỏ đi, thì cả chín đời nhà bọn họ có thể sẽ bị giết thật. Nói gì đi nữa thì hành động chạy tới Nhà Trắng và đánh binh lính của quân đế chẳng khác gì công khai tát một cái vào mặt Yuri. Yuri nhanh chóng bỏ qua ý định tiền đoàn người Gusen đi, mà chuyển sang hy vọng Gusen có thể cử người đến đối phó với quân đế. Thủ tướng Yuri, ông muốn bổn hoàng ở thì ở, muốn bổn hoàng đi thì tôi phải đi sao, có phải các người đã quá khinh thường tôi rồi không? Gusen lên mặt. Tuy rằng Yuri cảm thấy khó chịu nhưng trước mắt ông ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Gusen nên đành phải nén giận. Thế nhưng dù ông ta nói hết lời thì cũng không lung lay được suy nghĩ phải rời đi của Gusen. Huyết hoàng, phải làm sao ông mới chịu ở lại? Yuri tỏ ra mềm mỏng. Gusen thoáng im lặng rồi bình tĩnh nói, vậy đi, nếu các người cho chúng tôi một mảnh đất. Phong thì chúng tôi sẽ đáp lại bằng lòng trung thành, như vậy chúng tôi mới không cảm thấy lạc lõng. Ông nói gì? Yuri nhíu mày. Nếu ông ta cho tộc bất tử một mảnh đất phong thì có khác gì dẫn cướp vào nhà chứ? Bao năm qua, nước Anh đã phải đau đầu vì không thể đuổi được tộc bất tử ra khỏi lãnh thổ, sao bọn họ dám để đám người không an phận này tiến vào nước mình? Thủ tướng Yuri, bổn hoàng biết ông đang lo lắng điều gì? Gusen khuyên, ông yên tâm, chúng tôi chỉ muốn có một mảnh đất với diện tích tương tự như bán đảo Grandview thôi, bốn hoàng cũng cam kết rằng người dân trong tộc sẽ an phận. Đừng có đùa. Yuri lắc đầu từ chối, điều này không thể được, huyết hoàng hãy thay đổi điều kiện khác đi. Gusen cười lạnh và nói, nếu các người đã không có thành ý thì không còn gì để nói nữa, ông hay sai người đưa chúng tôi ra ngoài đi. Dứt lời, ông ta đứng dậy bỏ đi. Yuri lập tức tiến lên ngăn Gusen lại, nghiêm túc nói, huyết hoàng, tôi thật sự không thể đồng. Ý với điều kiện này. Và lại trước khi đồng ý hợp tác với nhau các người cũng không hề đề cập đến yêu cầu này. Gusen lạnh lùng đáp lời, trước khi hợp tác bổn hoàng cũng không ngờ bọn tôi sẽ bị người ta kêu tới đuổi đi như con chó, nếu biết trước như vậy thì dù nói gì bổn hoàng cũng sẽ không đồng ý. Huyết hoàng, thủ tướng Yuri, Gusen ngắt lời đối phương, nếu các người cho chúng tôi một mảnh đất phong,
vậy thì dù quý quốc có chuyện gì cần giúp đỡ, miễn là trong phạm vi khả năng chúng tôi làm được chúng tôi tuyệt đối không chối từ. Hửm. Nghe vậy, trong mắt Yuri đảo tới đảo lui. Ai cũng biết một thành viên của tộc bất tử đều sở hữu thế chất và lực lượng mạnh mẽ. Nếu những người này chịu làm việc cho mình. Nghĩ vậy, Yuri ba phải nói, Huyết Hoàng, ông cứ đối phó với quân đế trước đi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại và trả lời cho ông, thế nào? Được rồi, Cushion thoải mái đồng ý. Bấy giờ Yuri mới thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, Naloni báo cáo hành tung của quân đế cho Yuri biết rồi tự mình dẫn đám người Cushion đi. Nửa giờ sau, khi Lý Trạch Vũ đang lái chiếc Bugatti đua xe trong trung tâm thành phố New York, hàng chục FBI đã chặn hắn lại. Nhưng mà bọn họ không dám tùy ý ra tay mà chờ Cushion đến. Cậu là quân đế. Ông là Huyết Hoàng à. Cushion và Lý Trạch Vũ đứng cách nhau hơn 10 mét, cả hai đều quan sát đối phương. Hồi lâu sau, Yuri ngồi trong xe hô lên, Huyết Hoàng, đừng làm chậm trễ thời gian, trực tiếp bắt hắn lại đi. Lão khốn Yuri, ông cứ chờ đó cho bản đế. Lý Trạch Vũ lạnh lùng nói rồi liếc nhìn về phía Cushion, đợi bản đế xử lý xong tên quái vật này sẽ tính sổ với ông. Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn, Yuri cảm giác như nhiệt độ trong xe nhanh chóng giảm xuống khiến ông da lạnh run. Chỉ dựa vào một mình cậy mà muốn xử lý bổn hoàng ư. Dứt lời, Cushion bắt đầu tấn công trước. Lý Trạch Vũ chẳng những không lùi lại mà còn tiến lên. Bóng dáng hai người đan xen vào nhau, đấm đá qua lại. Bịch! Lý Trạch Vũ tung ra một chưởng mạnh mẽ nhưng Cushion lại né được, thế là sức mạnh đó dừng trên một chiếc xe hơi. Dầm! Cánh cửa xe cứng rắn của chiếc xe nọ bẹp rúm. Ngay sau đó, Cushion đánh ra một cú đấm mạnh nhưng cũng bị Lý Trạch Vũ tránh được, còn thân xe thì bị thủng một lỗ. May mà mình mời lão quái vật Cushion này tới, nếu không quân đế lợi hại như vậy, làm gì có ai đánh bại được hắn chứ? Cảnh tượng trước mắt làm cho Yuri đang ngồi trong xe sợ chết khiếp. Naloni ngồi bên cạnh lập tức mở miệng nịnh hót, thủ tướng quá sáng suốt. Yuri cười lạnh, ông ta thầm nghĩa tôi không sáng suốt thì còn ai sáng suốt nữa. Bịch bịch, nắm đấm của Lý Trạch Vũ và Cushion chạm vào nhau, hai người đều lùi về phía sau vài bước, lần nữa nhìn về phía đối phương. Đến lúc rồi, Lý Trạch Vũ nhẹ giọng nói. Cushion hạ giọng đáp lại, đánh thêm một lát đi. Bổn hoàng còn chưa cuồng hóa, nếu không tên nhóc Yuri kia sẽ cho rằng bổn hoàng không cố gắng hết sức. Ok. Lý Trạch Vũ cười nói, hãy cho tôi biết được sức mạnh của hoàng đế tộc bất tử đi nào. Như cậu muốn. Dứt lời, Cushion gầm nhẹ, hai chiếc răng nanh dài mọc ra. Trong nháy mắt, Lý Trạch Vũ có thể cảm nhận được cả sức mạnh và khí thế của đối phương đều tăng lên đáng kể, hắn không dám lơ là mà âm thầm khởi động Ngự Long thần công. Hãy nhận lấy nắm đấm của tôi. Tới đây nào. Lý Trạch Vũ đánh ra một quyền, tạo nên một cơn gió lốc trong không khí, bấy giờ Cushion cảm thấy mặt bị gió thổi tới đau đớn. Ông ta không thể nào ngờ một con người lại. Sở hữu được sức mạnh mạnh mẽ đến thế. Hừ. Cushion khẽ gầm lần nữa, trán nổi gân xanh, lúc này ổng ta chẳng giống một ông già chút nào, rõ ràng người này là một con thú dữ. Dầm. Kinh khí mạnh mẽ khiến cây cột cao chọc trở ở gần bọn họ bị đánh gãy nát. Huyết Hoàng, xem như ông lợi hại, bản đế không chơi với ông nữa. Nói xong, Lý Trạch Vũ lao vút đi, chỉ để lại tàn ảnh. Cushion không đuổi theo, răng nanh trên khóe miệng từ từ rút ngắn lại. Kẻ chi Yuri bước xuống xe và chất vấn, Huyết Hoàng, sao ông không đuổi theo? Ông ta thấy Cushion chiếm ưu thế thì vui mừng khôn xiết, ai ngờ hai người bất ngờ dừng lại, Cushion cũng trơ mắt nhìn quân đế bỏ chạy. Thủ tướng Yuri, bổn hoàng chỉ phụ trách giết người chứ không chịu trách nhiệm đuổi theo. Cushion chỉ nói một câu đã phủi sạch trách nhiệm, Yuri há mồm thở dốc, muốn nói rồi thôi. Ông ta hiểu suy nghĩ trong lòng Cushion, chẳng qua là Cushion sợ ông ta quá cẩu rút ván, sau khi bắt được quân đế lại không tuân thủ hứa hẹn mà thôi. Mặc dù trong lòng Yuri rất bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy mạnh của Huyết Hoàng, ý tưởng muốn thu tộc bất tử vào dưới trướng của ông ta càng mạnh mẽ hơn. Huyết Hoàng, yêu cầu lúc nãy ông đưa ra tôi sẽ nhanh chóng thực hiện, nhưng tôi cũng hy vọng lần sau khi đụng độ với quân đế, ông phải bắt lấy đối phương. Không thành vấn đề. Cushion võ ngực đảm bảo, chỉ cần thủ tướng Yuri làm cho bổn hoàng hài lòng, bổn hoàng chắc chắn cũng sẽ làm ông vừa ý. Tốt nhất là vậy, Yuri gật đầu, nửa giờ sau, Cushion về tới nhà. Sau khi cửa lớn khép lại,
cuối cùng ông ta cũng không kiềm chế được mà phun ra một ngụm máu. Quản gia Luckerson vội vàng bước tới đỡ ông ta, "Huyết hoàng đại nhân, ngài bị thương sao?" Cusson lau khô vết máu trên khóe môi, "Không sao, đi chuẩn bị máu đi, bổn hoàng muốn dùng bữa." "Vâng," Luckerson lập tức làm theo. Cusson ngồi trên ghế sofa, sắc mặt càng tái nhợt hơn. Lúc này đây, ông ta đã không biết dùng từ nào để hình dung sự bàng hoàng trong lòng mình. Lúc nãy khi giao chiến với Lý Trạch Vũ, ông ta cảm nhận được đối phương vẫn chưa dùng hết sức, vậy mà hắn lại có thể làm ông ta bị thương. Rốt cuộc tên nhóc quân đế này là người thế nào? Sao hắn lại mạnh như vậy chứ? Cùng lúc đó, sau khi cắt đuôi đám FBI đuổi theo sau lưng, Lý Trạch Vũ hóa trang rồi lái chiếc Haval H9 suốt đêm rời khỏi thành phố New York. Lúc này, chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Quân đế, kế hoạch tiến hành đến đâu rồi? Giọng nói của Alex truyền đến. Lý Trạch Vũ bĩu môi, tức giận nói, lẽ nào ông không biết gì về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây sao? Ha ha, tôi không tin ở thành phố New York không có người đưa tin của ông. Được rồi. Alex cười khổ nói, tôi chỉ muốn biết trang kế hoạch của cậu thì bao lâu nữa những kẻ quái vật đó sẽ rời khỏi nước Anh của chúng tôi. Không quá 2 tháng nữa. Lý Trạch Vũ vô cùng tự tin. Chỉ cần châm thêm vài mồi lửa lớn nữa, hắn tin chắc lão cáo giả Yuri sẽ sập bẫy. Nghe vậy, Alex cười nói, vậy tôi cảm ơn cậu trước, còn nữa, chỉ cần việc này thành công, tôi sẽ đồng ý gả Naliza cho cậu. Ông chịu nhưng tôi thì chưa, lúc trước ông đã nói sẽ chuẩn bị nhiều của hồi môn. Này, này, Lý Trạch Vũ chưa kịp nói hết câu đối phương đã tắt máy. Mẹ nói Lý đại đương giá tùy tiện vứt điện thoại sang bên cạnh rồi đạp chân ga. Mấy tiếng sau, khi mặt trời mọc, chiếc Haval H9 xuất hiện trước cửa một căn biệt thự nằm ở thành phố Gorgorzy. Lý Trạch Vũ về tới nhà vừa định đi tắm thì lại chạm mặt, Julia vừa thức dậy. Ngài về rồi. Lý Trạch Vũ gật đầu, tôi muốn tắm rửa. Tôi đi chuẩn bị nước ngay. Julia chạy vào phòng tắm như thể sợ làm chậm trễ thời gian của Lý Trạch. Sau khi được Ngân Hồ dạy dỗ, người phụ nữ này đã trở nên thành thật. Lý Trạch Vũ chỉ hướng đông thì cô ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Thời gian 10 ngày thật sự rất nhanh, nhưng với Yuri mà nói, mỗi ngày lại dài như một năm. Không chỉ vậy, ông ta còn bị chọc tức. Cứ cách 3 đến 5 ngày là quân đế lại xuất hiện, nhưng khi huyết hoàng Gusson đuổi tới nơi thì hắn đã trốn mất tăm. Ban đầu, phạm vi hoạt động của hắn chỉ gói gọn trong thành phố New York, thế nhưng sau đó hắn lại xuất hiện ở các thành phố lân cận như thành phố Newport và thành phố Colorado. Đến cuối cùng không ai biết quân đế sẽ bất ngờ xuất hiện ở đâu, nhưng thằng nhóc này giống như có mắt thần vậy, chỉ cần Gusson sắp đến nơi thì hắn sẽ trốn đi ngay. Tại hội nghị Nhà Trắng, tôi nghi ngờ trong chúng ta có nội gián. Yuri nghiêm mặt, câu nói ngắn gọn của ông ta khiến bầu không khí trong phòng họp trở nên hồi hộp. Thủ tướng Yuri, những người đang ngồi tại đây đều đã tuyên thệ dưới cờ nước và trải qua nhiều lần khảo nghiệm về lòng trung thành, nếu không có chứng cứ thì tôi mong ông hãy rút lại lời nói này. Tuy hơi chột dạ nhưng Elip vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu không có định lực sao ông ta có thể lăn lộn đến vị trí chủ tịch đại hội đồng được chứ? Diệp vội vàng hùa theo, chủ tịch đại hội đồng nói đúng, mong thủ tướng, Yuri hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Trong số những người có mặt tại đây, gác ta là người đáng nghi nhất. Bởi vì một khi Yuri rơi đài thì người đầu tiên có khả năng thay thế vị trí của ông ta chắc chắn là Dinel. Vì thế, tất nhiên sẽ có người nghi ngờ gã ta âm thầm chống đối lại Yuri. Yuri nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía Dinel, tôi chỉ nghĩ ngờ mà thôi, điều nào trong bộ luật quy định tôi không được nghĩ ngờ hả? Nghe vậy, Dinel cảm thấy như bản thân vừa bị vụ oan giá họa, gã ta nóng nảy nói, tôi cũng nghi ngờ ông phản quốc đấy, dù sao pháp luật cũng không cấm tôi nghi ngờ. Giảo hoạt. Yuri bất ngờ đập bàn, Dinel, tôi cũng không nói là mình nghi ngờ cậu, sao cậu lại kích động như thế? Lẽ nào cậu có tật giật mình à? Dinel mạnh mẽ nói, ai có tật giật mình thì tự người đo biết. Dứt câu, gã ta liếc nhìn mọi người xung quanh rồi nói, các vị, mới hôm qua thủ tướng Yuri của chúng ta đã đề nghị hai cơ quan lập pháp cấp cho những kẻ quái vật kia một mảnh đất phong, mọi người nói xem có phải ông ta đang phản bội tổ quốc hay không? Mọi người xôn xao. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Yuri. Tất cả những người đang ngồi ở đây đều biết tộc bất tử là loại gì, một khi đám quái vật đó tiến vào đất nước bọn họ chắc chắn sẽ khiến cho người dân cảm thấy khủng hoảng. Dù sao cũng chẳng có ai muốn sống chung với một đám quái vật hút máu cải.
Thủ tướng Yêu Y, lời phó thủ tướng Dineo là thật sao? Philip lạnh giọng chất vấn. Lúc nãy khi Yuri hoài nghi có nội gián, trong lòng ông ta hơi hoảng loạn. Thế nên bây giờ Dineo hướng sự nghi ngờ về phía Yuri, ông ta nhất định phải đứng về phía Dineo. Yuri nhíu mày, bình tĩnh nói, không sai, đúng là tôi đã âm thầm đề nghị với hai cơ quan lập pháp, nhưng vậy thì sao? Ông ta cười lạnh rồi nói tiếp, tuy rằng đám quái vật kia thoạt nhìn khá đáng sợ nhưng trên thực tế bọn chúng chẳng đáng là gì, chỉ cần chúng ta muốn thì có thể tiêu diệt bọn họ bất kỳ lúc nào, tôi không biết vấn đề có gì đáng lo lắng chứ. Dineo châm chọc nói, ông nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, để xem đến lúc đó ông giải thích thế nào với người dân. Nghe vậy, Yuri nhíu mày chặt hơn. Ban đầu ông ta chỉ nghi ngờ Dineo là nội gián, bây giờ thấy gã ta lộ rõ địch ý với mình như thế, Yuri càng thêm khẳng định suy đoán của mình hơn. Thấy hai người đối chọi gay gắt, Philip thầm mắng, đúng là hai kẻ ngốc. Nửa tháng nay, Lý Trạch Vũ sống rất thoải mái. Rảnh rỗi thì hắn dạy dỗ Julia một chút, hoặc là ve vãn với Ngân Hồ một chút, ngủ một chút. Trong thời gian nhàn rỗi, hắn lộ mặt làm thịt mấy tên FBI cho vui. Gần đây Lý Trạch Vũ đang nấu cháo điện thoại với Trần Thanh Tuyết, biết rằng Triệu Như Mộng đang đi khắp thế giới để tìm hắn, không biết đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra không. Thế là sau khi cúp điện thoại, hắn chủ động bấm gọi cho Triệu Như Mộng. Chồng ơi! Dừng lại, đừng gọi tôi như vậy. Triệu Như Mộng mới mở miệng nói đã khiến Lý Đại Đương ra nổi da gà. Không biết đầu óc của người phụ nữ này bị làm sao, hẳn khuyên như thế nào đều không thay đổi, trong đó toàn cơ bắp. Chồng ơi, chúng ta đã bái đường mài được, cô thích gọi như thế nào cũng được. Lý Trạch Vũ lại ngắt lời, nói sang chuyện khác, nghe nói cô có chuyện tìm tôi. Triệu Như Mộng buột miệng hỏi, chồng ơi bây giờ anh đang ở đâu? Còn nữa, vì sao trước kia em không gọi cho anh được? Lý Trạch Vũ nhếch miệng đang ở nước ngoài cho nên đổi số điện thoại. Sao, cô tìm tôi có chuyện gì? Có chuyện rất quan trọng. Triệu Như Mộng có giọng điệu lo lắng. Hách Liên vô tình đã xuất hiện món đồ chơi nào? Lý Trạch Vũ, sột soạt, nhảy lên từ trên ghế salon. Lúc trước Hách Liên vô tình bị hắn đánh trọng thương rơi xuống vách núi, hắn vốn tưởng rằng lão già vô học đó đã chết chắc, cho dù không chết thì chí ít cũng phải bị thương 1 năm rưỡi, không ngờ chưa được bao nhiêu tháng thì lão A đã xuất hiện. 1 tuần trước, Hách Liên vô tình bất ngờ trở lại tái Bắc, tuyên bố muốn chém chồng thành từng mảnh, không chỉ có như thế. Lão ta còn trách móc mẹ em nương nhờ chồng rồi đánh mẹ em khiến mẹ bị thương nặng. Triệu Như Mộng nghẹn ngào nói, cho dù Lý Trạch Vũ không nhìn thấy cô thì hắn cũng có thể tưởng tượng ra một người phụ nữ nũng nịu khóc đến mức hai mắt đâm lệ. Vừa nghĩ tới đây thì Lý Đại Đương gia đã giận điên lên rồi. Tôi sẽ nhanh chóng quay về, nếu như lão già vô học đó xuất hiện thì cô bảo lão ta đứng chờ ở Tái Bắc, sau khi quay về tôi sẽ đi tìm lão ta ngay lập tức, ông đây muốn xem là ai chém ai thành từng mảnh. Lý Trạch Vũ cúp máy, hắn cảm thấy có hơi không yên lòng, thế là gọi cho Ngọc Linh Lung. Thằng nhóc thối, mấy tháng này con mất tích và chạy đi đâu rồi? Con hãy thành thật khai báo có phải con đi ra ngoài trêu chọc phụ nữ không? Vi sư cảnh cáo con, nếu con dám quên tố y nhà vi sư thì vi sư sẽ không tha cho con. Cuộc gọi vừa được kết nối thì Ngọc Linh Lung lập tức lại nhảy nói một tràng. Với hắn, Lý Trạch Vũ vội vàng ngắt lời nói, xin sư phụ Linh Lung đừng cắn nhăn nữa. Bây giờ sư phụ phải lập tức đi về Tuyên Thành tìm hai chị em Trần Thanh Tuyết. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngọc Linh Lung nghe thấy giọng điệu khác thường của hắn thì không còn đùa giỡn nữa. Lý Trạch Vũ kể chi tiết, Hách Liên vô tình hiện thân, con lo rằng lão ta không tìm thấy con thì sẽ kiếm chuyện với người của con. Ngoài ra sư phụ sẽ liên lạc với sư phụ Vô Trần và sư phụ Nhất Trinh, tốt nhất 3 người hãy tập trung lại một chỗ, lần này lão già đó còn dám hiện thân. Con nghi ngờ rằng có khả năng sức mạnh của lão ta đã mạnh lên không ít, nếu không thì không dám nói khoác không biết ngượng. Được, vi sư lập tức liền đi tìm và tụ họp với bọn họ. Ngọc Linh Lung có thể phân biệt cái gì nhẹ cái gì nặng. Lý Trạch Vũ lại cúp máy, hiển nhiên trong lòng hắn nóng như lửa đốt nên không tiếp tục trì hoãn nữa. Mà lúc này đúng lúc Husson liên lạc hắn, nói rằng Yuri đã lấy được một lãnh địa cho bọn họ, mặc dù vị trí địa lý không tốt lắm, nhưng diện tích lại rộng hơn. Bán đảo Grandview gấp mấy lần. Đồ vật Husson muốn đã tới tay gã, lúc này Lý Trạch Vũ quyết định triển khai nước cờ kế tiếp. Tộc bất tử quậy phá nước Mỹ. Vào ban đêm, mấy chục câu lạc bộ đêm xảy ra án mạng cùng lúc. Người chết đều bị hút sạch máu tươi mà chết.
Trong khoảng thời gian trước có người đăng video về quỷ hút máu lên trên mạng, lúc ấy rất nhiều người dân còn tưởng rằng đó là người đang quay phim, cho tới giờ phút này bọn họ mới biết trên thế giới thật sự có quỷ hút máu. Trong phút chốc toàn bộ nước Mỹ sống trong khủng hoảng. Những áp lực to lớn mà chính phủ phải chịu đựng đều rơi lên trên người Yuri, khiến cho bộ trưởng già thêm 10 tuổi trong một đêm. Bộ trưởng Yuri, hiện tại mày nên giải thích với người dân. Dinel không nhịn được diều cợt. Yuri thở một hơi dài, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, ông ta không biết nên như trấn an dân chúng bằng cách nào. Lúc này Elip mở miệng đề nghị, tôi có ý kiến là đuổi đám quái vật đó ra ngoài. Đuổi chúng nó đi. Yuri nhíu mày, vậy lúc đó để ai đi đối phó với quân đế? Elip nhún vai, nói, tất nhiên quân đế quan trọng nhưng cuối cùng vẫn không quan trọng bằng người dân, nếu chúng ta không thể trấn an dân chúng, hai cơ quan lập pháp có thể sẽ khiến chúng ta rớt đài. Không tệ, nhất định phải đuổi đám quái vật đó đi. Bộ trưởng Yuri, ban đầu chính ông nói ông sẽ chịu trách nhiệm về tất cả hậu quả, bây giờ tôi mời ông chịu trách nhiệm. Hai ông lớn khác lần lượt mở miệng. Sau khi hội nghị kết thúc, Yuri rời khỏi Nhà Trắng để đi tới lâu đài của Gusen. Gusen, con mẹ nó rốt cuộc ông có ý gì? Yuri hoàn toàn nổi khùng, ông ta chỉ vào Gusen chửi ầm lên, tôi vừa cho ông một phần lãnh địa mà ông lập tức dung túng để thuộc hạ quậy phá, có tin tôi sẽ khiến các người cuốn xéo không? Cuốn xéo? Khóe miệng Gusen cong lên thành nụ cười quỷ quyệt, bộ trưởng Yuri à, ông có năng lực đó sao? Tôi không có. Yuri chỉ vào mũi mình rồi gầm lên, tôi đã có năng lực để các người ở lại thì tất nhiên có cách để các người cuốn xéo, không tin thì ông có thể thử xem. Gusen nghiền ngẫm mỉm cười, trêu chọc nói, vậy chúng tôi sẽ thử xem. Yuri nghe tới đây thì nheo mắt lại, trong phút chốc dường như ông ta ngửi thấy có mùi âm mưu. Rất nhanh, màn đêm bắt đầu buông xuống, bởi vì xảy ra hàng loạt vụ án quỷ hút máu ở câu lạc bộ đêm nên rất nhiều. Người trẻ tuổi không dám ra ngoài chơi, nhưng vẫn có không ít người gan lớn liều mạng. Kết quả là, dưới tình huống tộc bất tử nhận được sự cho phép thì trên cơ bản mỗi người đều đi ra ngoài phóng túng. Trong vòng một đêm, những vụ án mạng tăng lên gần 300 vụ. Dân chúng bùng nổi. Sáng sớm đã có người dân kết bè kết lũ đi ra đường biểu tình, hơn nữa nhân số trong đội ngũ càng ngày càng tăng. Đến buổi trưa, đội ngũ biểu tình đã có gần hơn 1 triệu người. Hai cơ quan lập pháp đưa ra mệnh lệnh, nếu trong vòng 3 ngày không thể đưa ra câu trả lời cho dân chúng thì bọn họ sẽ để 5 bộ trưởng chủ trì Nhà Trắng về hưu về nhà. Bộ trưởng Yuri, ông định xử lý chuyện này như thế nào? Trước đó là bản thân ông nói ông sẽ tự chịu trách nhiệm, hiện tại ông mau chịu trách nhiệm đi, đừng liên lụy đến chúng tôi. Những con quái vật đó là do ông dẫn tới thì ông tự đi tiên chúng nó đi. Lúc trước tôi đã khuyên ông mà ông không nghe, bây giờ thì hay rồi. Elip và mấy người Dinel có cùng chung mối thù, tất cả đều chỉ mũi nhọn vào Yuri. Yuri ngồi im không nói một câu, liên tục rít thuốc lá trong tay. Đến bây giờ ông ta có thể khẳng định rằng ông ta đã bị trúng kế, nhưng lại không nghĩ ra khâu nào đã xảy ra vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, trong chốc lát đột nhiên đôi mắt ông ta co lại. Nội gián, mẹ nó thật sự có nội gián. Cho dù Yuri đã nhiều lần chắc chắn trong đoàn đội của ông ta có nội gián, nhưng giải quyết tộc bất tử mới chuyện quan trọng nhất trong mắt ông ta. Nếu lại để cho những quái vật đó quậy phá lung tung từ đó tạo ra sự khủng hoảng, đến lúc đó việc nghỉ hưu sớm của ông ta sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí có thể ông ta sẽ sinh sống trong tù suốt nửa đời sau. Khi Yuri rời khỏi Nhà Trắng thì sắc trời đã xỉn màu, đầu tiên ông ta đi tới chỗ đóng quân tạm thời của tộc bất tử. Hơn hàng ngàn binh sĩ với súng ống đầy đủ đi theo Yuri. Yuri đã hạ quyết tâm, cho dù như thế nào thì ông ta phải tiễn đám quái vật này đi. Nếu như mềm không được, vậy thì chỉ có thể dùng cứng. Nửa tiếng sau, Yuri gặp Gusen đang ăn. Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, mấy người tới từ đâu thì hãy quay về nơi đó ngay lập tức. Yuri hăm dọa, căn bản không để cho Gusen cơ hội để từ chối. Nhưng dường như Gusen không nghe thấy mà liên tục uống dòng máu đỏ tươi trong cái ly. Yuri cố nén cơn tức. Dùng giọng điệu âm trầm nói, huyết hoàng các hạ, chắc hẳn ông đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của tôi sao? No. Gusen đặt ly xuống, liên tục nói ba từ không rồi thản nhiên nói, tôi chỉ không hiểu ý tứ trong câu nói của bộ trưởng mà thôi. Yuri nghe tới đây thì nhíu mày, tôi đã nói rõ ràng, các người tới từ đâu thì lập tức quay về nơi đó cho tôi,
tôi đã sắp xếp xong xuôi các chuyến bay cho các người. Cushion nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu nói, bộ trưởng các hạ nói đùa, nhà của chúng tôi ở nơi này mà, sao lại quay về chỗ đó được? Farco, Yuri hoàn toàn bùng nổ, ông ta chỉ vào mũi Cushion quát to, nhà của đám quái vật chúng mày ở bán đảo Grandview, không ở chỗ bọn tao. Cushion thấy đối phương vạch mặt thì có sắc mặt âm chập quên rằng chúng tôi có lãnh địa ở nước Mỹ, hơn nữa còn là bộ trưởng các hạ tự mình xin cho chúng tôi. Yuri tức giận ngay khi nghe thấy Cushion nhắc lại chuyện này. Bởi vì lúc trước làm thế nào ông ta cũng không ngờ Cushion sẽ trở thành nội gián phản bội đoàn đội ông ta. Thiệt thòi cho ông ta khi ông ta còn đần độn đi tới hai cơ quan lập pháp xin một phần lãnh địa cho tộc bất tử. Cushion, tao đã có năng lực xin lãnh địa cho mày thì ta đã có biện pháp khiến mày quay về. Nói đến đây Yuri đã không còn kiên nhẫn, lạnh lùng quát, tao cho chúng mày nửa tiếng để rời khỏi đây, nếu nửa tiếng sau còn một tên tộc bất tử ở nơi này thì đừng trách tao vô tình. Ông ta vừa dứt lời thì rời đi dưới sự hộ tống của một đám vệ sĩ. Chậm đãi. Cushion hét to, Yuri dừng bước, quay lại hỏi, còn việc gì? Cushion trầm giọng nói, bộ trưởng các hạ. Ông nhất định phải đuổi chúng tôi đi sao? Nói nhảm, Yuri khịt mũi nói, hay là mày còn muốn ở lại? Cushion lạnh lùng cười, không phải ở lại là chuyện đương nhiên sao giấu lớn. Nghe đến đây, Yuri đã nhận ra quyết định của Cushion, thế là rời khỏi không quay đầu lại rời biệt thự mà không quay đầu lại. Vài phút sau, trong khoảnh khắc Yuri rời khỏi chỗ đóng quân tạm thời của tộc bất tử, ông A lập tức hạ lệnh để binh sĩ tiến hành bắt giữ tộc bất tử, nếu có người phản. Kháng thì có thể trực tiếp dùng súng xử lý đối phương. Hơn 1.000 tên phân tán một cách có trật tự rồi nhanh chóng bao vây mỗi căn biệt thu. Nhưng mà Yuri đã đánh giá thấp cơ thể mạnh mẽ của tộc bất tử. Các thần dân trong bộ tộc, mọi người được tự do, những ngày tiếp theo bổn hoàng sẽ không ràng buộc mọi người nữa, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cushion vừa dứt lời. Vèo, vèo, vèo. Người của tộc bất tử lao ra như tổ ong từ những tòa nhà trong lâu đài cổ. Các binh sĩ như gặp đại địch. Bắn. Sĩ quan dẫn đầu quyết định rất nhanh. Tạch tạch tạch. Đoàng đoàng đoàng. Các binh sĩ nhanh chóng nổ súng. Tộc bất tử không sợ, bọn họ điên cuồng đột phá vòng vây. Chỉ cần viên đạn không có bắn chúng vào điểm yếu của tộc bất tử thì sẽ rất khó để giết chết bọn họ. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, ít nhất 80% người trong tộc bất tử đột phá vòng vây thành công. Trong giây phút này, bọn họ như chim bay trên trời cao. Con cá bơi trong biển rộng. Đột nhiên Yuri cảm thấy không rét mà run. Bắt chúng nó lại, cho dù như thế nào đều phải bắt chúng nó lại. Bảo quân bộ phong tỏa thành phố New York ngay lập tức, tuyệt đối không thể để chúng nó chạy thoát. Naloni, con mẹ nó cậu thất thần làm gì, còn không mau đi bắt đám quái vật kia. Độ, dường như Yuri đã bị mất lý trí. Một khi những con quái vật này không bị ràng buộc thì nước Mỹ sẽ loạn lạc ra sao, ông ta không dám nghĩ tới. Trong giây phút này, ông ta cực kỳ hối hận khi mang đám quái vật này vào. Trong nước Mỹ, đáng tiếc hối hận thì không có ích lợi gì. Mặc dù quân bộ có tốc độ cực kỳ nhanh, hàng ngũ của FBI cũng huy động toàn bộ lực lượng, đáng tiếc vẫn có phần lớn tộc bất tử đã trốn ra ngoài thành. Phố New York khi nơi này bị phong tỏa, mà tộc bất tử bị nhốt trong thành phố New York đã bắt đầu điên cuồng trả thù. Trên đường phố, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xác chết bị hút sạch máu. Dân ra, trong nhà của người dân cũng bị người trong tộc bất tử đột nhập. Trong giây phút này, toàn bộ thành phố New York trở nên hỗn loạn. Yuri biết rằng ông ta đã hoàn toàn tiêu đời, Chúa, Giê-xu cũng không thể cứu nổi ông ta. Thưa Bộ trưởng, tôi cho rằng việc cấp bách là phải nghĩ cách bắt Cushion. Chỉ khi bắt được vua của huyết tộc thì những thuộc hạ quái vật của ông ta mới e tè. Naloni nói tóm tắt suy nghĩ của mình. Nhưng chẳng những Yuri không khen anh ta mà còn quát. Con mẹ nó cậu mau đi bắt ông ta đi. Ối! Naloni bị dọa đến mức rụt cổ lại, đồng thời thâm trách mình lắm miệng. Tộc bất tử bình thường đã khiến người ta đau đầu, huống chỉ là vua của tộc bát tử. Có khả năng còn chưa kịp ra tay thì đã bị đối phương cho hút máu thành một bộ xương khô. Nhưng anh ta lại không dám không nghe theo mệnh lệnh của Yuri, chỉ có thể kiên trì dẫn hơn 100 thuộc hạ xông vào nơi ở của Cushion trong pháo đài cổ. Trưởng quan, không có ai. Trong phòng không có ai cả. Một đám người lục soát cả nửa ngày cũng không tìm thấy bóng dáng của Cushion. Chẳng những Naloni không cảm thấy mất mát, mà còn có cảm giác sống sót sau tai nạn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút,
Trong khoảnh khắc mặt trời mọc, sự hỗn loạn cả một buổi tối trong thành phố New York mới dần dần lắng lại. Bởi vì tộc bất tử không thể gặp ánh nắng nên tất cả đều đi trốn. Lúc này, truyền thông nước Mỹ không e dè mà tuyên truyền chuyện đã xảy ra vào đêm qua, ngay cả chính phủ ra tay cũng không thể áp chế nổi. Trong hội nghị ở Nhà Trắng, Yuri đang ngồi ngay ngắn. Rầm, cánh cửa lón trong phòng hội nghị bị người ta đẩy ra. Hai người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước mặt bọn họ, trực tiếp đi tới chỗ Yuri. Bộ trưởng Yuri, đây là lệnh cách chức và lệnh truy nã của ông, bây giờ chúng tôi mời ông đi theo chúng tôi một chuyến. Một trong hai người đàn ông lấy ra hai văn kiện có con dấu của hai cơ quan lập pháp. Yuri như cho tàn ngẩng đầu, trong nháy mắt ông ta như già thêm mười mấy tuổi. Ông ta phấn đấu cả một đời, cuối cùng mọi thứ hóa thành hư không. Đợi đã. Đột nhiên dường như Yuri nghĩ ra điều gì, tôi có cách lấy công chuộc tội. Mấy người Elip nhìn nhau, không biết cái tên này đang làm cái quỷ gì. Yuri nắm hai phần văn kiện trong tay, thúc giục hai người đàn ông trẻ tuổi. Cho tôi chút thời gian, tôi muốn tới hai cơ quan lập pháp để bàn bạc lại, bởi vì tôi có cách đuổi đám quái vật đó ra khỏi nước chúng ta. Qua cuộc điều tra, người ta phát hiện gần 200 người bỏ mạng ở thành phố New York trong thời gian một buổi tối. Đây cũng chưa hẳn là điều tệ nhất. Tối hôm qua có khoảng 80% người của tộc bất tử trốn khỏi thành phố New York, đợi khi màn đêm buông xuống, sẽ có một cuộc bạo loạn nghiêm trọng hơn nữa. Không ai đoán trước được rằng đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chết nữa. Ngoài việc này ra, không ai biết tung tích của Gusen, vị hoàng đế tộc bất tử này càng khiến người ta thêm lo ngại. Vậy nên chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm của Yuri như thế nào, mà là đuổi đám quái vật này đi. Khoảnh khắc bị bãi nhiệm, Yuri đã giãy giụa hấp hối, tuyên bố có cách đoái công chuộc tội. Sau khi thảo luận, nhà kiếng đã quyết định cho Yuri một cơ hội cuối cùng. Biết được tin tức này, Dinel có hơi thất vọng, bởi vì chỉ suýt chút nữa thôi. Chữ phớ trên đầu gã ta có thể bị loại bỏ rồi. Muốn ngồi vào vị trí của tao ư? Đừng có mơ mộng hão huyền, thứ phản đồ. Trước khi rời khỏi phòng họp, Yuri đã buông lời khó nghe với Dinel. Đầu Dinel mờ mịt. Gã ta nghĩ ngồi vào vị trí của Yuri cũng không tồi, ấy vậy mà giờ lại bị người. A chửi ngược là phản đồ. Gã ta phản bội ai chứ? Phản bội cái chó gì, thứ khốn kiếp. Dinel giơ ngón tay giữa với Yuri. Đúng lúc này, Elip bước tới bên cạnh Dinel, ông ta khế võ bả vai gã ta, tiểu nhị, tôi thấy tên Yuri kia có lẽ bị điên rồi, 8-90% là cậu sẽ tiếp nhận vị trí của ông ta. Tôi cũng cảm thấy vậy. Không ngờ tố chất tâm lý của Yuri lại kém đến mức này, mới chỉ cọ sát có chút thôi đã không chịu nổi rồi, xem ra trước đây tôi đã quá xem trọng ông ta. Hai gã đại lão khác lần lượt mở miệng nói, các ông nghĩ như vậy thật sao? Tâm trạng vốn đang khó chịu của Dinel dần được giải tỏa, gã ta vui vẻ hơn nhiều. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi Nhà Trắng, Yuri chạy tới sân bay đầu tiên. Không phải ông ta muốn trốn chạy, mà ông ta muốn đích thân tìm một người có thể đối phó với thế lực của tộc bất tử. Thánh Đình. Nếu nói tộc bất tử là đại diện cho bóng tối thì Thánh Đình chính là đại diện của ánh sáng. Hai bên là kẻ thù hàng ngàn năm. Trong lòng Yuri biết rõ. Thánh Đình là ứng cử viên sáng giá nhất được chọn để đối đầu với tộc bất tử. Mấy tiếng đồng hồ sau, Yuri đã thành công gặp được Thánh Hoàng Gurio. Thánh Hoàng các hạ, tộc bất tử đang gây phiền toái cho dân chúng ở quốc. Gia chúng tôi, hy vọng người sẽ giúp chúng tôi một tay. Yuri nói với giọng nhẹ nhàng trầm thấp. Chưa nói đến thân phận tôn quý của Guri, dù gì thì lần này ông ta mới là người đi nhờ vả. Tất nhiên, Gurio cũng không tỏ ra tự cao tự đại. Hắn ta đồng ý, tiêu diệt tà linh là nhiệm vụ, thiên chức mà chúng tôi không thể chối từ. Nghe thấy những lời này, Yuri mới thầm thở phào. Trưa hôm đó, Thánh Đình đã phái 3.000 người kỵ sĩ đoàn, ngoài việc này. Ra, Gurio cũng biết Gusen của tộc bất tử xuất hiện nên đã phái thêm một đội. Quân át chủ bài. Hắn ta dùng lời thề son sắt để đảm bảo với Yuri rằng đội quân át chủ bài này có thể chém giết Gusen. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống. Không khí của thành phố New York tràn ngập mùi máu tươi. Không một ai dám bước chân ra khỏi cửa, mỗi gia đình đều có người cầm súng canh gác bên ngoài. Các lãnh đạo cấp cao còn cho hàng vạn binh lính đi vơ vét, tìm kiếm khắp nơi, chỉ cần phát hiện ra tung tích của một người trong tộc bất tử, bọn họ sẽ lập tức xông lên giết chúng. Nhưng điều kỳ lạ là đêm nay gió êm sóng lặng.
không một ai trong thành phố New York phải bỏ mạng, mà những người của tộc bất tử đó thì như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Nhưng trước khi chắc chắn những con quái vật đó đã rời khỏi quốc gia này, không ai dám lơ là cảnh giác. Mãi đến khi đội quân của Thánh Đình đuổi tới nước Mỹ, dân chúng mới thoải mái như được uống liều thuốc an thần. Yuri đã tự mở một cuộc họp báo và nói rõ rằng chắc chắn Thánh Kỵ Sĩ sẽ tiêu diệt hết những con quái vật đó, bảo dân chúng không cần lo lắng. Thành phố Gorgorzy, Cusson dẫn theo quản gia Luckerson, xuất hiện trước mặt Lý Trạch Vũ. Khi nhìn thấy cậu thanh niên này đứng trước mặt mình lần nữa, Cusson không còn được bình tĩnh như trước nữa rồi. Có thể khiến tướng quân năm sao vải dệt thủ công rất đài, hơn nữa còn dở trò trêu đùa khiến Yuri xoay như trong chóng, cả thế giới chắc chỉ mình Lý Trạch Vũ làm được. Tuy nhiên, anh chàng này không chỉ sở hữu trí tuệ yêu nghiệt, mà thực lực cũng mạnh đến mức biến thái. Hắn có thể khiến Cusson bị thương nặng mặc dù chưa dốc hết sức lực. Cusson thật sự không thể nghĩ nổi người nào trên thế giới có thể trở thành đối thủ của Lý Trạch Vũ. Angela đâu? Đây là vấn đề mà Lý Trạch Vũ quan tâm nhất. Cusson cười lấy lòng, không cần lo lắng, tôi đã đưa con bé đi ẩn nấp từ lâu rồi, ngoài tôi ra sẽ chẳng ai tìm được con bé cả. Bấy giờ Lý Trạch Vũ mới cảm thấy yên tâm. Quân đế, Cusson bỗng hô lên. Lý Trạch Vũ ngẩn tò te, sao vậy? Tôi tin kế hoạch của cậu có thể giúp tộc bất tử của chúng tôi một nơi ở cư trú, nhưng chuyện gì cũng sẽ đi kèm với biến số. Trông sắc mặt Cusson có vẻ trầm trọng. Lý Trạch Vũ nở nụ cười như suy tư, cười nói, tôi biết ông đang lo lắng điều gì cậu biết ư. Cusson cau mày. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, tôi biết. Sau đó, anh chuyển chủ đề, lên tiếng trấn an đối phương, yên tâm đi, mấy phiền toái đó tôi sẽ giải quyết giúp ông. Nghe đến đây, hàng lông mày đang nhíu chặt của Cusson mới dần giãn ra. Trên thế giới này, nếu có người đủ khả năng giải quyết những kẻ khó chơi đó chắc cũng chỉ có chàng trai trước mặt này thôi. Cậu thật sự yêu Angela sao? Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Cusson đã quyết định hỏi vấn đề mà ông ta thắc mắc từ rất lâu. Lý Trạch Vũ bị hỏi bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, cười khổ đáp, đây không phải chuyện ông nên quan tâm nhỉ. Tộc bất tử có thể sống rất lâu, dòng thời gian dài có thể giúp chúng tôi có không ít con nối dõi, nhưng mà... Người mà tôi thương yêu nhất chỉ có mình đứa cháu gái Angela này. Cũng có thể nói, trong lòng tôi... Chỉ có Angela mới là người thân của tôi thôi. Cusson nói ra những lời từ tận sâu trong trái tim mình. Đồng tử của Lý Trạch Vũ hơi co rụt lại, rốt cuộc ông đang muốn nói điều gì? Cậu trả lời tôi trước đi, cậu có yêu Angela hay không? Cusson không đáp, ông ta tiếp tục hỏi. Lý Trạch Vũ suy tư vài giây, sau đó thốt lên một từ, yêu. Đây không phải câu trả lời cho có lệ. Có lẽ hắn đã thích người phụ nữ kia từ rất lâu trước đây rồi. Có điều là trước đó hắn không thể chấp nhận được thân phận của đối phương nên mới chọn trốn chạy. Nhưng khoảnh khắc hắn thọc đao vào cơ thể Angela, dường như hắn có thể cảm nhận được tình yêu cô ấy dành cho hắn. Thật sự, tôi sẽ không bao giờ trách anh. Lý Trạch Vũ vẫn nhớ rất rõ, sau khi nghe rõ những lời Angela nói, thời khắc ấy, có thể dùng từ trái tim hắn như bị dao cứa để hình dung. Vậy nên hắn có thể khẳng định, hắn yêu Angela. Tốt lắm. Dường như Cusson rất hài lòng với đáp án này, ông ta khẽ cười nhi cậu có chấp nhận trở thành người giống Angela, trở thành người của tộc bất tử không? Gì, Lý Trạch Vũ sốc. Đừng ngạc nhiên, Cusson vẫy tay, thấp giọng nói, chắc là cậu cũng biết rõ, tộc bất tử của chúng tôi có thể tồn tại vĩnh viễn, mà tuổi thọ của loài người các cậu lại chỉ kéo dài trong vòng trăm năm ngắn ngủi. Cậu có từng nghĩ đến vấn đề sau khi cậu rời khỏi thế gian này, Angela sẽ đau buồn cỡ nào, cô đơn ra sao? Không. Ách, nghe đối phương nói những lời thấm thía, Lý Trạch Vũ sững sờ một chỗ. Cusson thấy hắn bị lay động bởi lời nói nên lại càng ra sức. Quân đế, nếu cậu yêu Angela thì nên ở bên cạnh con bé mãi mãi. Quân đế, sau khi trở thành người của tộc bất tử cậu có thể trường sinh bất lão, ở bên Angela mãi mãi, lại còn có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cusson đã được trải nghiệm sức mạnh của Lý Trạch Vũ rồi, ông ta cũng đã nhìn thấy trí tuệ của người trước mặt. Nếu người như vậy mà trở thành người của tộc bất tử thì tộc bất tử họ lo gì không thể trở nên huy hoàng. Dừng lại, Lý Trạch Vũ bỗng hoàn hồn. Bản thân hắn đã là một tên siêu lừa, nhưng hắn không ngờ huyết hoàng đại nhân Cusson này lại lừa giỏi hơn hắn nữa. Suýt nữa là hắn đã bị lừa rồi. Đúng là trở thành tộc bất tử sẽ trường sinh bất lão, nhưng sống cuộc đời như vậy sẽ cô đơn chán trường tới mức nào chứ?
lại còn phải sống dựa vào việc hút máu. Chỉ cần tưởng tượng đến việc bản thân trở thành dáng vẻ của quỷ hút máu là Lý Trạch Vũ lại run rẩy. Sinh ra làm người của tộc bất tử là do số phận an bài, không ai có thể thay đổi được. Nhưng nếu loài người cố tình biến mình thành tộc bất tử thì lại là trái với quy luật tự nhiên. Còn về phần Angela, trong tương lai, khi tôi chết già, qua một thời gian dài, có lẽ cô ấy sẽ quên tôi thôi. Ngay cả khi cô ấy mãi mãi không quên được tôi chăng nữa thì mỗi lần cô ấy nhớ tới tôi cũng là một loại hạnh phúc. Lý Trạch Vũ nói với giọng kiên định, vậy nên ông hãy dập tắt ý tưởng này ngay khi còn có thể đi. Cousin không khuyên răn gì nữa, nhưng chắc chắn là ông ta chưa từ bỏ hy vọng. Tương lai còn dài, ông ta không tin là mình không khuyên được đối phương. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Cousin, Lý Trạch Vũ lái xe rời đi. Khởi động xe xong, một tay hắn đặt trên vô lăng, một tay cầm điện thoại di động gọi. Ai vậy? Giọng của Thánh Hoàng Gurio vang lên. Lý Trạch Vũ cười nói, Thánh Hoàng, ông già bất tử ông còn nhớ tôi chứ? Quân đết. Khoảnh khắc ấy, Gurio cất cao giọng. Lý Trạch Vũ cười he he, tôi còn tưởng người có thân phận cao quý Thánh Hoàng đây đã quên chuyện, không còn nhớ gì tới thứ người hèn mọn nhỏ bé như tôi rồi chứ. Cậu tìm tôi làm gì? Giọng của Gurio có phần khó nghe. Dù gì hắn ta cũng từng bị Lý Trạch Vũ bẫy, cho nên có thể hiểu được tâm trạng hắn ta lúc này. Đêm nay tôi gọi cho Thánh Hoàng là để nhắc nhở ông một chuyện, làm người, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Cậu nói vậy là có ý gì? Lập tức kêu người của ông cút ra khỏi nước Mỹ, nếu không ông tự gánh lấy hậu quả. Lý Trạch Vũ nói như đang ra lệnh. Nghe vậy, Gurio lại rơi vào trầm tư. Một lát sau, dường như hắn ta đã nghĩ ra gì đó, hắn ta cười người cấu kết với Gusen là cậu. Ông đoán đúng rồi đấy. Lý Trạch Vũ thừa nhận một cách thẳng thắn. Thiên chức của Thánh Đình là tiêu diệt tà linh, lần này tôi nhất định phải diệt trừ đám quái vật đó, không ai ngăn cản được tôi đâu. Gurio phản đối. Nếu hắn ta có thể diệt trừ hết tộc bất tử trong thời gian nhiệm kỳ của mình, vậy chắc chắn hắn ta sẽ vượt qua Thánh Hoàng tiền nhiệm, vang danh khắp nơi, được lưu danh muôn đời. Trước đây là có nước Anh nhúng tay nên hắn ta chỉ đành chịu nhịn, nhưng lần này không giống lần trước. Nước Mỹ đích thân tới mời bọn họ giúp đối phó với tộc bất tử, sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội lần này chứ? Được, Lý Trạch Vũ nói liên tiếp ba chữ, sau đó bổ sung, hy vọng ông sẽ không hối hận. Dứt lời, Lý Trạch Vũ cúp máy. Alo. Ở nơi thánh đình xa xôi, Gurio nhẹ nhàng đặt điện thoại di động xuống, mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Hắn ta thừa nhận rằng trước đây mình đã đánh giá thấp tên quân đế, vua của thế giới hắc ám. Nhưng hắn ta tuyệt đối không để tâm đến lời uy hiếp của đối phương, bởi vì lần này hắn ta sử dụng át chủ bài của Thánh Đình, chắc chắn có thể diệt trừ tộc bất tử, bao gồm cả hoàng đế tộc bất tử là Gusen. Cùng lúc đó, Naloni, người phụ trách FBI nhận được một tin nhắn, huyết hoàng Gusen xuất hiện ở Las Vegas. Theo lệnh của Yuri, Naloni đã đích thân dẫn thánh kỵ sĩ tới đó trước. Hugh. Các anh thật sự có cách để đối phó với lão quái vật Gusen kia sao? Naloni lo lắng sốt ruột. Thánh kỵ sĩ được xưng là Hugh trả lời với thái độ vô cùng bình tĩnh, chỉ cần Gusen xuất hiện, ông ta sẽ không thể nhìn thấy ánh trăng đêm mai nữa đâu. Mặc dù Hugh nói không quá to, nhưng giọng điệu thì vô cùng tự tin. Hai tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của Naloni, một đám thánh kỵ sĩ kéo tới vây quanh một tòa nhà ở Las Vegas. Các kỵ sĩ đã đến lúc tiêu diệt tà linh rồi. Sau khi Hugh hạ lệnh, hàng trăm tên kỵ sĩ ùa vào tòa nhà. Naloni và những thuộc hạ đi theo anh ta không vào, dù sao thì Yuri chỉ bảo anh ta dẫn đường chứ không yêu cầu anh ta tham gia trực tiếp. Một lát sau, một đám thánh kỵ sĩ tìm thấy vài chục người của tộc bất tử trong tòa nhà, nhưng họ không nhìn thấy bóng dáng Gusen đâu. Hôi hô! Những tiếng gầm dữ dội vang lên. Thứ tôi thích nhất là máu tươi của thánh kỵ sĩ. Ha ha ha, đêm nay có thể hút thoải mái rồi. Tộc bất tử nhìn thấy thánh kỵ sĩ không những không sợ hãi mà còn tỏ ra hưng phấn. Hai bên xông vào giao đấu. Mặc dù cơ thể của tộc bất tử rất mạnh, sức lực cũng không vừa, nhưng người của thánh kỵ sĩ có cách đối phó với bọn họ. Trong chốc lát, tộc bất tử rơi vào thế hạ phong. Chẳng mấy chốc, khi mười mấy thánh kỵ sĩ bỏ mạng, hơn 30 tên tộc bất tử đã bị xử lý gọn. Hugh đang chuẩn bị dẫn người rút khỏi tòa nhà, nhưng đúng vào lúc này, một bóng người lao ra cản đường đi của bọn họ. Hugh có thể chắc chắn đối phương là con người nên tò mò hỏi, anh là ai? Đội trưởng,
tên đó là Quân Đề. Một thánh kỵ sĩ nhận ra người nọ là ai nên đã nhắc nhở. Không lâu trước đây, Quân Đế đã một mình đánh 300 kỵ sĩ vàng ở Thánh Đình, vậy nên có không ít nhận nhìn ra hắn. Mặc dù Hugh chưa từng gặp Quân Đế, nhưng cũng nghe qua danh tiếng đối phương, hẳn ta thấp giọng hỏi, Quân Đế, sao anh lại cản chúng tôi? Lý Trạch Vũ không đáp lại, hắn nhìn mấy lão già giữa đống kỵ sĩ rồi đánh giá. Quân Đế, xin anh hãy tránh đường. Hugh thấy đối phương làm lơ mình nên cũng tỏ vẻ không vui. Lý Trạch Vũ cười khẩy, đáp, kỵ sĩ thập tự ở lại, những người khác có thể cút. Trong phút chốc, sắc mặt Hugh bỗng thay đổi. Kỵ sĩ thập tự là kỵ sĩ mạnh nhất Thánh Đình, đồng thời cũng là con át chủ bài mạnh nhất. Vì để tiêu diệt Gusen nên Guryeo mới sử dụng con át chủ bài này. Đát! Đá! 10 lão già lần lượt đứng dậy. Trong đó có một ông già dặn dò Hugh, cậu dẫn người rời đi trước đi. Người này cứ giao cho chúng tôi. Rõ. Hugh không dám nhiều lời, cung kính nhận lệnh. Chẳng mấy chốc, chỉ còn 11 người trong đại sảnh. Một ông già cầm đầu trong số đó khẽ mở miệng nói, Quân Đế, mấy người chúng tôi đã nghe qua danh tiếng của cậu, cậu có thể đánh bại 300 kỵ sĩ vàng, không thể không nói là cậu thật sự rất mạnh. Có vuốt mông ngựa cũng vô dụng, hôm nay các người phải chết. Lý Trạch Vũ cười nói như đang suy tư. Chết ư? Một ông già khác mở miệng nói với giọng khinh thường, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày, tôi cũng không ngại nói với câu, mỗi người trong chúng tôi đều có khả năng xử lý 300 kỵ sĩ vàng. Thực sự mạnh như vậy sao? Lý Trạch Phú tỏ vẻ tôi không tin. Ông già cầm đầu lại nói, cậu nghĩ kỵ sĩ thập tự lại phải đi nói mấy lời khoa trương sao? Lý Trạch Phú nhún vai nói, có khoa trương mạnh miệng hay không tôi không biết, nhưng tôi dám khẳng định các người sẽ chết dưới tay tôi. Chỉ dựa vào một mình cậu sao? Một ông già nói với thái độ không kiên nhẫn, đại ca, đừng nhiều lời với. Thằng nhóc này, để em tới bắt nó. Người nọ vừa dứt lời đã tung một quyền. Tới đây, Lý Trạch Vũ bước một bước xa, đồng thời tung ra một quyền. Dầm, a nha. Hai đòn tấn công va chạm nhau, ông già kia bay ngược ra ngoài rồi ngã xuống nền đất. Lý Trạch Vũ phủi bụi trên người. Kỵ sĩ thập tự mà chỉ có vậy thôi ư. Mắt thấy bạn đi cùng của mình không đủ sức địch lại một đòn của Lý Trạch Vũ, chín ông cụ khác lập tức lấy lại tinh thần. Rõ ràng bọn họ đều đánh giá thấp thực lực của đối phương rồi. Ông cụ cầm đầu nhíu chặt mày nói, Quân Đế, tộc bất tử là linh hồn tà ác của bóng tối. Hôm nay, cậu ủng hộ bọn họ, cấu kết với bọn họ làm việc xấu, chính là đang đối đầu với toàn bộ nhân loại, tôi khuyên cậu nên quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ ư, đây hình như là danh ngôn của Phật giáo nhỉ. Không phải thánh đình các người thờ phụng Chúa, Giê-xu sao? Lý Trạch Vũ trêu ghẹo đối phương. Ông cụ cũng không tức giận, nói, giữa các giáo phái chỉ khác nhau về đức tin nhưng mỗi giáo phái quang minh đều có một mục đích chung, đó chính là vì tạo phúc cho nhân loại trên toàn thế giới. Chuyện cười. Lý Trạch Vũ khít mũi coi thường nói, ai là người tốt và ai là kẻ xấu chỉ được chứng minh bằng vài lời nói của các ông à. Ông cụ không phục nói, tộc bất tử sống nhờ hút máu tươi. Loại quái vật như thế không phải là linh hồn thì là cái gì? Người chiến thắng là vua, kẻ thất bại là kẻ xấu, tôi không quan tâm nhiều đến việc của ông đây chỉ có một câu như thế thôi. Nắm đấm của Quân Đế tôi chính là chân lý, phía Quân Đế tôi đứng là đại biểu cho lẽ phải quang minh. Ngay sau đó Lý Trạch Vũ không nói nhảm nữa, mà chỉ để lại một bóng ảo ảnh ở chỗ đang đứng rồi bắt đầu phát động công kích. Đại ca cẩn thận, ông cụ bị thương lúc trước hoảng hốt hét lên nhắc nhở. Nhưng đáng tiếc đã muộn. Khi ông cụ cầm đầu kịp phản ứng, Lý Trạch Vũ đã tới gần trước người ông ta. Bạch! Một cú đấm nặng nề đánh ra. Dầm! Ông cụ cầm đầu bị đánh trở tay không kịp, cú đấm mạnh mẽ đó cứ thế mà nên vào người ông ta. Muốn chết sao? Có hai gã kỵ sĩ thập tự đồng thời công kích, định ép Lý Trạch Vũ dừng tay. Nhưng mà Lý Trạch Vũ giống như đã dự đoán được điều đó từ lâu nên hắn lập tức dừng công kích đối với ông cụ cầm đầu. Rồi xoay người tung hai trưởng về phía đối với hai gã kỵ sĩ thập tự đang tới gần. Âm ầm, hai người đều tự vung cánh tay ngăn cản nhưng bị sức mạnh cường đại chấn động đến tê dần. Vẫn chưa xong đâu. Phốc, một tiếng. Lý Trạch Vũ vội vàng rút tay về, sử dụng chiêu chân thiên tản trên không. Uinh uinh uinh. A, à, ai ra. Hai gã kỵ sĩ thập tự lúc trước còn vênh váo, tự cao tự đại đều bị gãy vài cái xương sườn, bay ngược ra ngoài như con diều. Đi chết đi, tên quỷ nhỏ đáng chết. Để tôi xử lý cậu ta.
6 kỵ sĩ thập tự còn lại đồng thời lao tới tấn công từ các hướng khác nhau. Đúng lúc đó, bằng, bằng, tiếng súng đột nhiên vang lên. Áp, giữa trán hai người trong số họ xuất hiện một lỗ máu rồi từ từ ngã xuống đất. Cảnh này dọa cho bốn người kia phải nhanh chóng dừng bước. Chỉ thấy trên tay Lý Trạch Vũ cầm một khẩu súng lục, mà họng súng đang bốc khói trắng. Đê tiện, ông cụ cầm đầu trợn mắt nhìn thẳng. Lý đại đương ra không chút để ý, nhếch miệng cười lạnh nói, 10 người các ông bao vây tấn công một người như tôi không đê tiện sao? Chỉ cho phép các ông không tuân thủ quy tắc, chứ không cho tôi phá quy tắc à? Cút mẹ ông đi! Bang bang bang! Vừa dứt lời, tiếng súng lại vang lên. Vù vù vù! Bụng ông cụ cầm đầu trúng một phát, may là bên cạnh có một cây cột đá có thể núp để tránh, nếu không trúng thêm hai phát nữa thì e là ông ta đã gặp Chúa Giê-xu như những người bạn đi cùng mình rồi. Chúng ta đi! Một gã kỵ sĩ thập tự đề nghị. Bọn họ không quan tâm đến những người bạn đi cùng đã chết mà chọn cách chạy trốn là thượng sách. Dù sao vốn dĩ thực lực Lý Trạch Vũ đã cường đại, lúc này lại sử dụng súng một cách đê tiện như vậy, bọn họ sẽ không còn một chút cơ hội nào. Món nợ này chỉ có thể giữ lại để ngày sau tính. Hắn đưa mắt nhìn theo đám người chạy vào cùng một lối ra, khóe miệng Lý Trạch Vũ nở một nụ cười lạnh. Đúng lúc này, lại một bóng người khác lại chặn đường đi của mấy người họ. Các ông không chạy thoát đâu, hì hì. Chỉ thấy Lang Vương cầm một khẩu súng lớn, nhắm vào đám người kia rồi bóp cò. Tạch tạch tạch. Pháp khắc. Tạ đặc. Trong 7 người có 4 người đều bị trúng đạn, ông cụ cầm đầu vì lúc trước đã bị thương nên hành động cũng chậm hơn một nhịp, do đó ông ta bị bắn thành cái sàng luôn rồi. Còn lại nét mặt 3 gã thập tự kỵ sĩ đều lộ vẻ hoảng sợ. Phía trước có súng lớn chờ bọn họ, phía sau lại có Lý Trạch Vũ thực lực cường đại đang tới gần. Chấm hết rồi, trong đầu 3 người có cùng một suy nghĩ. Quân đế, cậu không thể giết chúng tôi, nếu như giết chúng tôi cậu sẽ đối nghịch với cả thánh đình đó. Đúng vậy, chúng tôi có hơn 10 tỷ tín đồ trên toàn thế giới, tốt nhất là cậu nên để chúng tôi đi. Nếu như cậu dám giết chúng tôi, thánh hoàng sẽ không bỏ qua cho cậu. 3 người không hổ là một đội, họ vô cùng ăn ý lôi bối cảnh của mình ra. Giờ phút này... Bọn họ giống như đã quên người ta đã giết chết 7 người bạn kia của họ, và hoàn toàn không quan tâm đến việc giết thêm 3 người họ. Mấy người này già đến hồ đồ rồi, tiễn bọn họ lên đường đi. Được. Lý Trạch Vũ ra lệnh một tiếng, Lang Vương bóp cò lần nữa. Tạch tạch, tạch tạch tạch. Quân đế, Thánh Hoàng sẽ không, bỏ qua cho các cậu. Chúa, Giê-xu cũng sẽ không tha cho các cậu. Đây là lời cuối cùng của 3 người. Vẻ mặt Lang Vương hưng phấn đi tới bên cạnh Lý Trạch Vũ, có chút đắc ý nói, đây chính là kỵ sĩ thập tự cường đại nhất thánh đình đấy, cứ vậy mà bị hai chúng ta xử lý rồi kìa. Lý Trạch Vũ trêu ghẹo nói, ông đừng vui sớm quá, không phải người ta đã nói rồi à, Chúa, Giê-xu sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Chúa, Giê-xu, hừi. Lang Vương hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nói, loại người chúng ta sau khi chết cũng xuống địa ngục thôi. Nơi đó không thuộc về, Giê-xu quản, sợ cái chừng ấy. Có lý. Lý Trạch Vũ cũng cho là như vậy. Trong mắt rất nhiều người, bọn họ là ác ma giết người không chớp mắt, sau khi chết phải xuống địa ngục A Tì. Chúa Giê-xu thì tôi không sợ nhưng mà chỉ lo thánh đình. Lang Vương cười khan một tiếng, nói, phiền phức này nên giải quyết như thế nào đây? Con người Lý Trạch Vũ đảo quanh một vòng, hỏi ngược lại. Có phải thánh đình chưa bao giờ xuất hiện nữ thánh hoàng đúng không? Hả? Lang Vương tựa như đoán được cái gì đó, trên mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ, ý của cậu là? Chẳng lẽ cậu muốn? Đúng vậy, Lý Trạch Vũ gật gật đầu, chứng thực suy đoán của Lang Vương. Trong phút chốc, miệng Lang Vương khẽ nhếch, cằm suýt nữa bị kinh hãi đến rớt ra. Lý Trạch Vũ võ vỗ bả vai Lang Vương, nói, đi thôi, bây giờ chúng ta đến thánh đình một chuyến. Lang Vương sửng sốt nói, mẹ nó, quân đế cậu làm thật à? Lý Trạch Vũ liếc ông ta một cái, nói, nếu không ông cho rằng tôi đang nói đùa sao? Cao thủ ở thánh đình nhiều như mây, chỉ hai ta đi hả? Lang Vương lại hỏi. Lý Trạch Vũ lắc đầu, nói, không chỉ mỗi hai ta. Còn ai nữa? Lang Vương bật thốt lên hỏi. Khóe miệng Lý Trạch Vũ nhếch lên một nụ cười quỷ dị thần bí, đến lúc đó ông sẽ biết, đi thôi. Nói xong hắn rời đi trước, nhìn bóng lưng Lý Trạch Vũ, khóe miệng Lang Vương co rút vài cái. Vốn dĩ ông ta cho rằng Lý Trạch Vũ chỉ là tùy tiện nói đùa thôi, không ngờ tên này nói được làm được.
vào giờ khắc này, ông ta hoàn toàn bái phục chịu thua với Lý Trạch Vũ. Bỏ qua không nói về thực lực mà ngay cả lòng dũng cảm ông ta cũng kém hơn nhiều. Thánh Đình. Khi Guriu biết được kỵ sĩ thập tự đều đã chết thì hắn ta tức giận đến gần như phát điên ngay tại chỗ. Đây chính là con át chủ bài cường đại nhất của Thánh Đình, bây giờ không còn ai nữa rồi. Quân đế đáng chết, Guriu nắm chặt hai nắm đấm, vẻ mặt giận dữ. Đúng lúc này, Cardassian đi vào đại điện, Thánh Hoàng, nghe nói kỵ sĩ thập tự. Cô câm miệng. Guriu lớn tiếng nói, Cardassian, nếu như cô tới cầu xin thay quân đế vậy tốt nhất là cô cút ra ngoài ngay đi. Thánh Hoàng, tôi. Đích thật Cardassian đến là vì chuyện này nhưng tới bây giờ cô ta chưa từng thấy Guriu giận dữ đến như vậy nên biết cho dù mình muốn cầu xin cũng vô dụng, chỉ có thể lo lắng rời khỏi đại điện. Michael. Guriu hét lên. Một gã thánh kỵ sĩ nhanh chóng đi vào đại điện, quỳ một gối xuống, Thánh Hoàng. Guriu mặt âm trầm, nói, cho người trông chừng Cardassian cho tốt, trong khoảng thời gian này đừng để cô ta gặp bất kỳ kẻ nào, cũng không được liên lạc với bên ngoài. Dạ. Michael giật mình, nói, Thánh Hoàng, đây không phải là đang giam cầm thánh nữ sao? Có vấn đề gì à? Guriu đột nhiên đề cao giọng. Michael vội vàng lắc đầu nói, không, không thành vấn đề. Lui ra đi. Vâng. Rất nhanh, trong đại điện lại chỉ còn lại một mình Guriu. Sự diệt vong của các kỵ sĩ thập tự là một mất mát lớn đối với Thánh Đình và đồng thời là một cú sốc lớn đối với tất cả các thánh kỵ sĩ. Bởi vì kỵ sĩ thập tự đại biểu cho một tinh thần bất khả chiến bại ở Thánh Đình. Guriu giam lỏng Cardassian chính là phòng ngừa cô ta tiết lộ bí mật. Tên quân đế này, hắn ta không thể không giết. Cùng lúc đó, Cardassian trở lại tẩm cung của mình cũng nhanh chóng nhận ra rằng có điều không ổn. Bởi vì ngay khi cô ta chuẩn bị gọi điện thoại, trong phòng đột nhiên không có tín hiệu nữa, mà lúc cô ta muốn rời khỏi tẩm cung lại bị thánh kỵ sĩ ngăn cản. Thánh Hoàng có mệnh. Khoảng thời gian này phải để thánh nữ nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên ra ngoài. Đây là nguyên văn của thánh kỵ sĩ. Cô ta bị giam lỏng. Cardassian càng thêm lo lắng cho quân đế. Yalanti, cô có thể giúp tôi một việc hay không? Cardassian đã tìm được người hầu gái của mình. Yalanti khom người nói, thánh nữ có gì cần dặn dò ạ? Cô đi tìm một nơi không có người, giúp tôi gửi một tin nhắn. Thánh nữ. Yalanti bất đắc dĩ ngắt lời. Vừa rồi, thánh kỵ sĩ đã lấy điện thoại di động của mọi người bên cạnh ngài rồi ạ, hơn nữa khi chúng ta ra ngoài đều có thánh kỵ sĩ đi theo. Nghe vậy, Cardassian lập tức sững sờ tại chỗ. Yalanti an ủi nói, thánh nữ, quân đế mạnh như vậy mà, nhất định hắn sẽ không sao đâu. Không, Cardassian lắc đầu, nói, lần này thánh hoàng đã thực sự nổi sát tâm rồi, cho dù bản lĩnh quân đế cao hơn nữa cũng vô dụng. Năng lực của thánh đình cường đại bao nhiêu? Ngoại trừ Guriu ra có lẽ chỉ có thánh nữ như cô ta là rõ ràng nhất. Đã từng có tà giá cố gắng lật đổ thánh đình ở một quốc gia nào đó, sau đó Guriu sử dụng ảnh hưởng của mình để các quốc gia lân cận đưa binh đến đánh quốc gia đó. Chỉ trong vòng nửa tháng, vị vua của quốc gia đó đã bị bắt sống, và tà giáo đó cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù khả năng của quân đế có cường đại hơn nữa thì hắn cũng chỉ là người, hắn có thể giết được 100 người, 1.000 người nhưng có thể giết được 10.000 người. Trăm triệu người sao? Bất chi bất giác sắc trời đã tối sầm, bên ngoài cung Thánh Hoàng xuất hiện hai bóng người lén lén lút lút. Chính là Lý Trạch Vũ và Lang Vương từ nước Mỹ chạy tới. Chúng ta lẻn vào nhỡ đâu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Lang Vương có chút sợ hãi. Lý Trạch Vũ nhún vai, thản nhiên nói, bị phát hiện thì chạy thôi, chạy không thoát thì giết sạch, còn có thể làm gì bây giờ? SSS, Lang Vương hít sâu một hơi. Nhưng nếu như bị người ta biết là chúng ta giết chết Thánh Hoàng thì đến lúc đó sẽ đứng ở phía đối lập với hơn hàng tỷ người trên thế giới đó. Nói thật, Lang Vương thật sự sợ hãi. Lý Trạch Vũ liếc mái thì ở đó đi. Ông ta một cái, tức giận nói, vậy ông đừng đi, ở đâu thoải. Lang Vương bĩu môi, nói, đừng nói đùa, tôi có thể để cậu một mình mạo hiểm sao. Đi thôi, hôm nay tôi sẵn sàng hy sinh cho cậu. Không cần lo lắng. Không có chuyện gì đâu, Lý Trạch Vũ trấn an như gió nhẹ mây bay, trong lời nói lại cực kỳ tự tin. Một lát sau, hai người thoải mái lẻn vào cung Thánh Hoàng, tránh được vài nhóm thánh kỵ sĩ tuần tra. Tẩm cung của Thánh Hoàng vô cùng bắt mắt, hai người rất nhanh đã tìm được. Loảng xoảng, cửa tẩm cung nhẹ nhàng bị mở ra. Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn xung quanh một cái,
không có nhìn thấy bóng dáng Guryo đâu, nhưng thật ra có hai gã thánh kỵ sĩ đang đứng gác. Đã trễ thế này, Guryo không ngủ mà chết ở đâu rồi? Thánh hoàng không có ở đây, nếu không chúng ta đi đi. Lang vương có vẻ vẫn không muốn làm chuyện điên cuồng như vậy. Đáng tiếc Lý Trạch Vũ hoàn toàn không để ý tới ông ta, nhảy về phía hai gã thánh kỵ sĩ. Người nào, am? Thánh kỵ sĩ mở miệng trước bị Lý Trạch Vũ dùng một đao chém ngất xỉu. Một thánh kỵ sĩ khác còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị nòng súng chĩa vào đầu, anh ta lập tức sợ hãi. Muốn chết hay muốn sống? Sống. Không ai muốn chết cả, thánh kỵ sĩ cũng là con người. Lý Trạch Vũ rất là hài lòng, mở miệng hỏi, thánh hoàng đâu? Thánh hoàng tới điện cự lộc rồi. Hắn ta tới điện cự lộc làm gì? Gặp lão thánh hoàng. Lão thánh hoàng ư? Mặt Lý Trạch Vũ lộ vẻ nghi hoặc. Theo hắn được biết, vị thánh hoàng của thánh đình đời trước đã từ chức vì bệnh cách đây mười mấy năm, không ngờ giờ ông ta lại còn sống. Lý Trạch Vũ dùng một đao chém thánh kỵ sĩ chém ngất, sau đó hắn lập tức mang theo lang vương rời đi. Cùng lúc đó, điện cự lộc, khụ khụ khụ. Một ông cụ mặc áo ngủ ngồi ở trên sofa, trên mặt bị nếp nhăn lốm đốm che kín, cơ thể gầy yếu thỉnh thoảng lại ho một vài tiếng. Guryo ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện, không dám thở mạnh tiếng nào. Chỉ vì ông cụ trước mặt chính là Thánh Hoàng Louis. Muộn thế này còn tới tìm ta, xảy ra chuyện lớn gì sao? Louis già nua mệt mỏi mở miệng. Guryo trầm giọng nói, kỵ sĩ thập tự đều đến gặp Thượng Đế rồi. Hả? Nghe vậy, đôi mắt vô lực của Louis trở nên sắc bén, cậu nói gì? Kỵ sĩ thập tự bị một người tên là Quân Đế tiêu diệt. Guryo không dám giấu giếm, thành thật kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối một lần. Dần dần, đồng tử Louis co lại thành hình kim mang. Thầy, Quân Đế kia phải chết. Thái độ của Guryo vô cùng kiên quyết. Louis xoa xoa sống mũi, một lúc lâu vẫn không nói gì. Guryo lại cẩn thận mở miệng nói, thầy, ngài có đang nghe tôi nói không? Câm miệng. Louis quát. Guryo lập tức sợ tới mức rụt cổ lại. Theo lý thuyết Louis đã lui xuống, mà Guryo mới là chủ nhân hiện tại của Thánh Đình và người đi trước không nên thể hiện thái độ kiêu ngạo như vậy trước người sau. Nhưng ít người biết rằng quyền lực của Thánh Đình thực sự vẫn luôn nằm trong tay. Ông ta có năng lực nâng Guryo lên thì sẽ có năng lực đánh người đó về lại chỗ cũ. Tên phế vật này. Louis có vẻ tức giận. Có điều cũng có thể lý giải, dù sao kỵ sĩ thập tự chính là con át chủ bài cường đại nhất của Thánh Đình, bây giờ bị Guryo giết mất như vậy, cho dù là ai cũng sẽ tức giận. Xả giận xong, Louis liếc ngang Guryo một cái, nói, cậu muốn ta đích thân ra tay. Đúng vậy à? Guryo gật đầu thừa nhận nói, Quân Đế là một cường giả bị tất cả mọi người đánh giá thấp, tôi nghĩ rằng trên thế giới này, ngoài thầy ra, chỉ sợ rằng không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi. Không, sư phụ của ông cũng không phải đối thủ của tôi. Đúng lúc này, một giọng nói trêu tức truyền đến. Lời vừa vang lên, sắc mặt Louis và Guryo bỗng chốc thay đổi. Sắc mặt Louis khó coi hơn, bởi ông ta không thể tin. Được có người có thể ẩn nấp ở gần mà không bị ông ta phát hiện. Quân đế. Guryo run rẩy lên tiếng. Guryo nhìn chằm chằm hai người bước vào đại đi, cậu là Quân Đế. Đáp đúng rồi, thưởng cho ông một viên kẹo. Vừa nói, Lý Trạch Vũ vừa lấy ra một viên thuốc đen xì, ông tự ăn hay để tôi đút cho. To gan. Guryo lấy hết can đảm quát lên, Quân Đế, cậu. Thật quá kiêu ngạo, dám đến thánh đình của bọn ta. Lý Trạch Vũ liếc xéo hắn ta một cái, như nhìn một kẻ ngốc, không phải lần trước tôi đã đến rồi sao? Ách, Guryo nhất thời câm nín. Quay lại chủ đề chính. Lý Trạch Vũ nhìn Louis, ông tự ăn hay để tôi đút cho. Láo xược. Láo con mẹ nó xược. Louis vừa lên tiếng thì đã bị Lý Trạch Vũ cắt ngang, rồi nhanh chóng tiến đến gần. Suýt TL. Louis không chịu ngồi chờ chết, mà là ra tay trước, ông. A cong ngón tay thành năm móng vuốt nhọn hướng thẳng vào cổ họng Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ khom người, khó khăn lắm mới tránh được. Cơ thể già nua của Louis bùng phát sức mạnh tốc độ kinh người, khiến Lý Trạch Vũ bất ngờ suýt chút nữa đã chịu thiệt. Chết đi! Lý Trạch Vũ gầm lên, tung người đá bay. Lý Trạch Vũ trúng đòn vào lưng, cũng may quanh thân. Có cương khí hộ thân phòng ngự, nếu không cú đá này chắc chắn sẽ khiến hắn bị thương rồi. Hương, nhìn thấy thanh niên trước mặt không hề bị thương, Louis.
thoáng hiện lên vẻ kinh hãi. Đến lượt tôi, Lý Trạch Vũ bay lên cao, trả cho đối phương một cước. Dưới sự bùng nổ toàn lực của hắn, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chân chưa đến mà Louis đã cảm nhận được một luồng âm thanh xé gió đánh tới. Phút, Louis ngửa người ra sau, thành công tránh đi cú đá của Lý Trạch Vũ. Đáng tiếc còn chưa kịp mừng rỡ thì ông ta đã lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ từ trên trời giáng xuống một trường. Khi Louis nhận ra thì đã không kịp né tránh, chỉ có thể cố gắng nghiêng đầu để vai chịu một trường này. Rắc, phốc, ban đầu né được một lần, đáng tiếc không né được lần hai. Xương vai của Louis bị đánh gãy. Lý Trạch Vũ không cho đối phương có cơ hội trốn thoát, năm ngón tay như tia chớp siết chặt lấy cổ họng Louis. A, à, thừa lúc đối phương há miệng, hắn nhét trực tiếp viên thuốc trong tay vào miệng Louis. Mặc dù không biết viên thuốc đen xì đó là gì, nhưng Louis có thể khẳng định chắc chắn nó cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Ông ta muốn nhổ ra nhưng Lý Trạch Vũ lại tung một trưởng vào cằm khiến ông ta không thể không há miệng, nuốt luôn viên thuốc vào bụng. Cậu cho ta ăn thứ gì đấy? Louis lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Gurio ở bên cạnh đã sớm sợ hãi đến run rẩy. Hắn ta biết Lý Trạch Vũ rất mạnh, ngay cả thập tự kỳ sĩ cũng có thể hạ gục, nhưng không ngờ rằng lão thánh hoàng vốn như thần thánh. Trong lòng hắn ta cũng bị tên này hạ gục. Lý Trạch Vũ phủi bụi trên người, nhàn nhạt nói. Kim thương bất ngã. Vốn là để nói võ lâm cao thủ anh dũng ngăn địch, hiện tại còn được dùng để chỉ các anh giai sinh lý mạnh khi soạc, dựng, lâu trong thời gian dài mà không xuất. Kim thương bất ngã là gì? Louis lại hỏi. Lý Trạch Vũ không kiên nhãn nói, đừng hỏi nhiều. Lát nữa ông sẽ biết. Nói xong, hắn ung dung ngồi xuống ghế sofa. Louis và Gurio không dám manh động, vì họ đều biết mình không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ. Còn việc gọi thập tự kỳ sĩ bên ngoài, họ căn bản không có ý nghĩ này. Bởi vì trước khi thánh kỳ sĩ đến, có khả năng Lý Trạch Vũ đã hạ gục họ rồi. Peace, ha! Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, nhìn Gurio, muốn chết hay muốn sống? Sống! Gurio thốt lên. Lý Trạch Vũ khít mũi cười khẩy, ngồi xuống nói chuyện. Được. Gurio không dám chống cự, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này, Louis bắt đầu ngứa ngáy khắp người, càng gãi càng ngứa, ông ta biết chắc chắn là do viên thuốc vừa nãy. Đưa thuốc giải cho ta. Louis nhìn chòng chọc Lý Trạch Vũ. Nhưng Lý Trạch Vũ thậm chí không thèm nhìn ông ta, tự mình trò chuyện với Gurio. Louis quyết định liều chết đánh cược một lần, muốn nhân cơ hội này tấn công Lý Trạch Vũ. Lão già, tôi khuyên ông tốt nhất đừng manh động. Hai tay lang vương mỗi tay cầm một khẩu súng, họng. Súng chĩa thẳng vào người Louis, tất nhiên, ông cũng có thể thử xem ông và viên đạn, cái nào nhanh hơn. Khoảng cách 10 bước chân, trên đời này không ai nhanh hơn được viên đạn. Louis cố nén bồn chồn. Gurio cẩn thận lên tiếng, quân đế, cậu đưa thuốc giải cho thầy ta đi, cậu muốn điều gì cũng có thể thương lượng mà. Nghe vậy, Louis cảm thấy an ủi phần nào, thầm nghĩ không uổng công mình đã nâng đỡ người học trò này. Đêm nay hai người các ông chỉ có một người được sống ai chết do chính ông quyết định. Để ông ta chết đi. Lời nói nhẹ bỗng của Lý Trạch Vũ khiến thái độ của Gurio lập tức thay đổi. Thầy quan trọng, nhưng tiếc là cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Hơn nữa, trong thâm tâm Gurio, hắn ta thực sự mong Louis sớm chết đi. Như vậy hắn ta mới có thể trở thành thánh hoàng danh chính ngôn thuận. Mẹ kiếp, Gurio, mày có biết mình đang nói gì không? Louis tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Gurio nhận ra sự bất mãn của Louis, nhưng cũng chỉ có thể cứng đầu giải thích. Thầy, ngài sắp 100 tuổi rồi, nhưng con còn trẻ. Súc sinh, mày có ngày hôm nay đều là nhờ tao, vậy mà bây giờ mày lại dám phản bội tao. Một câu nói suýt khiến Louis tức đến mức phun ra máu. Gurio đã không còn nghe lọt tai, hắn ta nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Vũ, cầu khẩn, quân đế, đừng đưa thuốc giải cho ông ta, hãy để ông ta chết đi, đợi ông ta chết rồi cậu muốn điều gì ta cũng đồng ý. Được, là ông nói đấy nhé. Lý Trạch Vũ đồng ý. Gurio mừng rỡ, được, ta đồng ý. Nếu vậy thì ông hãy nhường ngôi đi, tôi thấy để Cardassian làm thánh hoàng sẽ hợp hơn. Lý Trạch Vũ đưa ra yêu cầu của mình. Hả? Gurio mở to mắt, không thể tin được,
cậu muốn cướp ngôi thánh hoàng của ta. Lý Trạch Vũ cười nhạt, đừng nói khó nghe như vậy, không phải tôi đang thương lượng với ông sao? Thương lượng. Khóe miệng Guryeo co giật liên hồi, đang định lên tiếng. Guryeo, nếu mày dám để thánh đình bị người ngoài khống chế, vậy mày chính là tội nhân thiên cổ của thánh đình. Còn muốn thuốc giải không? Lý Trạch Vũ cắt ngang lời Louis, hỏi. Ông ta vội vàng gật đầu, muốn, muốn. Vậy tôi sẽ xử lý tên học trò bất hiếu này trước, sau đó ông nâng đỡ Cardassian lên làm thánh hoàng thì thế nào? Lý Trạch Vũ mỉm cười hỏi. Hả? Louis lập tức lộ vẻ khó xử. Thấy cảnh này, Guryeo khinh bỉ nhìn Louis. Thầy, ngài đi chết đi, tội nhân thiên cổ của thánh. Đình cứ để tôi cánh. Bảo mình đi chết. Nhìn tên học trò trước mặt, Louis ngoài kinh ngạc thì chỉ còn lại sự thất vọng và phẫn nộ. Nhưng Guryeo hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của thầy mình, chỉ định hót lấy lòng Lý Trạch Vũ, quân đế, cho tôi sống đi, ta sẵn sàng nhường ngôi lại cho Cardassian. Tuy nói vậy nhưng trong lòng hắn ta lại. Nghĩ chỉ cần bản thân rời khỏi điện cự lộc, bên ngoài có hơn vạn tên thánh sĩ. Đến lúc đó cũng không phải thứ quân đế. Có thể định đoạt được nữa. Chết tiệt. Louis di chuyển, cố nén sự ngứa ngáy và vết thương trên người, chuẩn bị đưa tên nghịch đồ này đi gặp chúa. Nhưng Lý Trạch Vũ đã nhanh hơn ông ta. Quỳnh. Sau một khắc, ngực Louis trúng một quyền, cả người nhanh chóng bị đẩy lùi. Ông ta vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ nhìn. Lý Trạch Vũ, để ta giết hẳn ta, vì chỉ có ta mới có thể nâng đỡ Cardassian lên ngôi thánh hoàng. Lời này tuyệt không phải nói suông. Bởi vì trong suốt nghìn năm qua, thánh đình chưa bao giờ xuất huống phái. Nữ nắm quyền, hơn nữa quyền khống chế thánh đình vẫn nằm trong tay ông A. Cho dù ông ta chết thì chưa chắc Guryeo đã áp chế được Hồng Y giám mục. Quân đế, cậu đừng tin lời lão già hồ đồ này, chỉ cần ông ta chết, tôi có thể trong thời gian ngắn nhất đoạt lấy đại quyền, sau đó sẽ nâng đỡ Cardassian lên kế không khó để thấy Guryeo lúc này đang vùng vẫy dẫy chết. Lý Trạch Vũ nhìn cả hai một lượt, cuối cùng vẫn chọn Guryeo. Dù sao thì thực lực của Louis cũng quá mạnh, nếu không loại bỏ nhân vật nguy hiểm này, Cardassian có lên kế vị thì vẫn gặp nguy cơ bị buộc phải thoái vị bất cứ lúc nào. Ông có thể chết rồi. Dứt lời, Lý Trạch Vũ từ từ tiến lại gần Louis. Louis há nào chịu ngồi chờ chết, ông ta tập trung toàn bộ sức mạnh tung ra một cú đấm. Cảm nhận được tiếng xé gió ập đến, Lý Trạch Vũ cũng vận chuyển toàn bộ khí lực, tung ra một chưởng mạnh nhất. Làn sóng cường đại buộc Lang Vương và Guryeo phải lùi lại. Ầm ầm. Khoảnh khắc quyền chưởng va chạm nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, gạch đá dưới chân hai bên nứt vỡ, đèn treo trên đầu. Bị lồng khí khiến nó rung lắc lư lắc dữ dội. Rầm. Chỉ thấy Louis lùi lại vài bước, quỳ. Một chân trên đất, cậu đúng là yêu nghiệt. Ông ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bại. Dưới tay người khác, thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn, càng không ngờ mình sẽ chết dưới tay một người trẻ tuổi. Phụt. Vừa dứt lời, Louis phun ra một ngụm máu lớn, rồi từ từ ngã gục xuống đất. Nhìn thấy ân sư áp bức mình nhiều năm nay đã chết, trong mắt Guryeo lóe lên một tia sáng. Bởi vì từ nay về sau, hắn ta sẽ trở thành chủ nhân thực sự của thánh đình rồi. Đáng tiếc, đây chỉ là hắn ta cho rằng thế thôi. Ông qua đây. Lý Trạch Vũ vẫy tay. Guryeo vốn đang vui mừng khôn xiết bỗng chốc xa sầm mặt lại, nhưng vẫn cố gắng kiên trì đi đến. Ăn cái này đi. Lý Trạch Vũ lại lấy ra một viên thuốc. Đen xì. Guryeo nuốt nước bọt, quân đế, có. Thể không ăn được không? Có thể. Lý Trạch Vũ không chút do dự trả lời. Nhưng tôi sẽ làm thịt ông. Ặc. Guryeo trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn. Nuốt viên thuốc vào bụng. Chỉ cần rời khỏi điện cự lộc, hắn ta có. Thể mời bác sĩ giỏi nhất thế giới đến chữa bệnh cho mình. Ngoài tôi ra, không ai trên đời. Có thể giải được loại độc này đâu. Lý Trạch Vũ như nhìn thấu tâm tư của. Hắn ta, cười khẩy nói, ba ngày sau tôi hy vọng thấy Cardassian lên kế vị, nếu không thì dù ông đến cầu xin tôi cũng vô ích. Nói xong, hắn ra hiệu cho Lang Vương. Rời đi. Ha ha, ha ha ha. Đưa mắt nhìn hai người mới đó đã biến. Mất, Guryeo không nhìn được bật cười. Vất vả lắm mới hoàn toàn trở thành chủ. Nhân thật sự của Thánh Đình. Sao hắn ta có thể nhường vị trí này lại chứ? Cùng lúc đó, tẩm cung của thánh nữ. Cardassian lòng như lửa đốt, đi qua đi. Lại trong phòng,
nhưng dù cho cô ta lo lắng đến đâu cũng vô ích, bởi vì cô ta không thể rời khỏi đây. Ai? Bỗng nhiên, một bóng người bay vào từ cửa sổ. Quân Đết. Nhìn thấy khuôn mặt của người đến, Cardassian thoáng ngẩn ra, sau đó vui mừng khôn xiết lao tới. Lý Trạch Vũ không phản kháng, mặc cho. Đối phương ôm chặt mình. Một lúc sau. Sao anh lại đến đây? Anh Tiêu. Diệt thập tự kỵ sĩ, Thánh Hoàng đã quyết tâm muốn xử lý anh rồi. Cardassian hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ lo. Lắng. Lý Trạch Vũ có thể cảm nhận được sự quan tâm của người phụ nữ này dành cho mình không phải là giả vờ, dù trái tim hắn có sắt đá đến mấy cũng dần dần mềm mại. Không có việc gì, anh đã bàn bạc xong. Với Gurio rồi. Bàn bạc xong. Đôi mắt long lanh của Cardassian ngưng lại. Lý Trạch Vũ gật đầu, nói, đúng vậy, hắn. Ta hứa 3 ngày sau sẽ nhường lại vị trí Thánh Hoàng cho em. Cái gì? Cardassian lập tức sững sờ, thậm chí nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề. Cho đến khi Lý Trạch Vũ nhắc lại lần nữa, chúc mừng em trước, Thánh Hoàng Cardassian. Anh thực sự không phải đang nói đùa đấy. Chứ? Cardassian vẫn cảm thấy khó tin. Lý Trạch Vũ nhún vai, bá đạo nói, em nghĩ quân đế của em sẽ lừa em sao? Cardassian lắc đầu nguầy nguậy. Được rồi, em cứ yên tâm chờ đi, anh đi trước đây. 3 ngày nữa sẽ đến tham dự lễ điển lễ lên ngôi của em. Để lại một câu nói, không đợi Cardassian phản ứng lại, Lý Trạch Vũ đã thả người từ cửa sổ xuống rồi. Nước Mỹ, cùng với tin tức Lý Trạch Vũ đến, thập tự kỵ sĩ đã bị hắn xử lý, Cushion không còn bất kỳ e dè nào nữa, ra lệnh cho tất cả thuộc hạ thỏa sức tung hoành. Cứ vui vẻ là được. Mặc dù chính phủ có 3.000 thánh kỵ sĩ trợ giúp, nhưng bất tử tộc vẫn giở trò vô lại chạy ra ngoài hút máu vài nhân. Loại, xong việc chờ thánh kỵ sĩ đến thì bọn họ sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt không ham. Chiến. Chỉ trong một đêm, toàn bộ nước Mỹ ít. Nhất đã chết hơn 1.000 dân thường. Yuri không thể giữ bình tĩnh được nữa. Thậm chí trong lòng còn cảm nhận được một cỗ tuyệt vọng. Dường như ông ta đã nhìn thấy chiếc còng lạnh lẽo trên tay, sau đó trở thành tù nhân dưới thềm. Không. Ta tuyệt đối không thể ngồi tù. Trong mắt Yuri lộ ra một tia điên. Công, sau đó ông ta lấy ra một khẩu súng từ ngăn kéo, đưa họng súng vào miệng mình. Do dự một lúc lâu, đoàng, tiếng súng vang lên. Phu nhân của Yuri nghe tiếng chạy đến. Chỉ thấy ông ta đã ngã nhào trên bàn làm việc không còn hơi thở. Sáng sớm hôm sau, Nhà Trắng triệu tập. Cuộc họp khẩn cấp. Yuri chết rồi. Trong văn phòng chỉ còn lại 4 người. Philip thân là chủ tịch đại hội đồng, xứng đáng trở thành người dẫn đầu. Yuri sợ tội tự sát rồi, tiếp. Theo còn để chúng ta phải dọn dẹp tàn cuộc, mọi người có cách nào hay? Không. Thực ra, tôi luôn cảm thấy, tất. Cả đều là do quân đế làm. Dinel bất chợt nói một câu. 3 người còn lại đồng loạt nhìn gã ta. Một trong số họ nhìn không được mà hỏi, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Trực giác. Dinel từ từ thốt ra 2 chữ. Trực giác. Philip thầm nghĩ, mẹ nó trực giác nhạy bén thết, có điều cũng may tên ngốc này không nghi ngờ đến mình. Yuri chết rồi nhưng sự rối loạn của nước Mỹ vẫn chưa dừng lại, với lại đã có hơn 5 triệu người dân tham gia kháng nghị. Chỉ cần trời vừa sáng, ở thành phố nào cũng có thể thấy đội biểu tình. Áp lực triệt để cho Nhà Trắng. 2 cơ quan lập pháp ra phán quyết cuối cùng, trong vòng 3 ngày nếu không thể bình ổn sự kiện lần này, cả 4 người bọn họ sẽ phải về hưu sớm. Lão già khốn kiếp này, nếu không phải ông ta dẫn đám quái vật đó tiến vào, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Dinel hận không thể đào xác Yuri lên mà đánh. Philip nhún vai, nói, lúc này cậu có oán giận cũng vô dụng, chúng ta nên nghĩ cách giải quyết đi. Còn giải quyết như nào nữa? Một quan chức buông tay, chứng tỏ sự bất lực của bản thân. Một quan chức khác cũng tỏ thái độ, nói, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để về hưu sớm rồi. 2 người dường như hoàn toàn mất đi niềm tin, không có cách nào thu dọn tình hình rối rắm như hiện nay. Dầm. Philip bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, chuyện này để tôi xử lý. Ông định xử lý như nào? Dinel tò mò hỏi. Suy ngẫm một lát, Philip trầm giọng đáp, tôi sẽ tự mình đi tìm Gusen nói chuyện. Đây quả thực là biện pháp duy nhất, nhưng đi gặp lão quái vật đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chứ còn gì nữa?
Philip nhíu chặt mày, ngắt lời, bây giờ chỉ có thể thử một lần. Ánh mắt của ba người còn lại lập tức thay đổi, tràn đầy kính nể nhìn về phía Philip. Nhưng bọn họ không thể nào ngờ được, trong lòng Philip đang vui như nở hoa. Một khi ông ta có thể làm dịu được sự kiện lần này, thì đấy sẽ là công lao vô cùng to lớn. Đến nhiệm kỳ tiếp theo, ông ta có khả năng vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này, trở thành chủ tịch đại hội đồng đầu tiên nhậm chức liên tiếp 3 nhiệm kỳ trong lịch sử nước Mỹ. Nghĩ vậy, ông ta lại cảm thấy may mắn khi hợp tác với quân đế, nếu không thì giờ có khi ông ta cũng phải về hưu giống như Bruce, hoặc sợ tội tự sát như Yuri. Vào đêm đó, dưới sự hộ tống của hàng ngàn binh sĩ, Philip đi đến trước một tòa biệt thự ở Gorgorzy. Mọi người chờ ở đây đi, tự tôi đi vào là được rồi. Philip quyết định vào đó một mình. Naloni lập tức khuyên ngăn, chủ tịch đại hội đồng, làm vậy sẽ rất nguy hiểm, tôi không thể để ngài vào đó một mình được. Thế cậu đi cùng tôi đi, Philip đề nghị, Miệng Naloni khẽ nhếch lên, liên tục lắc đầu nói, không, tôi không dám. Vậy cậu ý kiến cái quái gì? Nói xong ông ta một mình đi vào trong biệt thự, lạch cạch, cánh cửa được mở ra. Mấy ngàn đôi mắt dõi theo bước chân Philip đi vào biệt thự, tiếp theo cánh cửa đóng lại. Hơn 10 phút sau, ngay khi lòng Naloni nóng như lửa đốt, cánh cửa biệt thự được mở ra. Chỉ thấy Philip bước ra với vẻ mặt khoái chí. Naloni lập tức dẫn theo hàng trăm cấp dưới đến đón, chủ tịch đại hội đồng, ngài không sao chứ? Cậu nhìn tôi giống người có sao lắm à? Philip cười nhạt. Ta đã nói chuyện xong với Gusen, thật ư. Naloni hết sức mừng rỡ. Dạo gần đây tộc bất tử đã làm loạn cả nước, áp lực trên người anh ta nặng đến mức khiến người ngoài không thể tin nổi. Ừ, về thôi, Philip vung tay lên, dẫn đầu ngồi lên xe. Mấy tiếng sau, hội nghị Nhà Trắng lại lần nữa được triệu tập. Dinell quan tâm hỏi, chủ tịch đại hội đồng, tôi nghe Naloni nói ông đã nói chuyện ổn thỏa với lão quái vật kia rồi đúng không? Ừ. Tôi đã nói chuyện ổn thỏa với đối phương, như Philip đã đoán trước được, trong phút chốc, mắt của Dinell và hai người kia đều sáng rỡ. Dù sao chỉ cần bình ổn sự kiện lớn này, thì bọn họ không phải lo cuốn gói chạy lấy người nữa. Philip nhẹ nhàng nói, ý của Bruce là, chỉ cần chúng ta chấp nhận lãnh địa của bọn họ, sau này định kỳ cung cấp máu tươi cho bọn họ, thì bọn họ đảm bảo sau. Này nước Mỹ sẽ không xuất hiện chuyện hút máu nữa. À. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ giống như nước Anh, phải vĩnh viễn nuôi đám quái vật này sao? Không đúng, phải là nước Anh đẩy cục diện rối rắm cho chúng ta tiếp nhận. Nếu dân chúng biết chuyện này, chắc chắn sẽ không đồng ý. Bọn Dinell lần lượt lên tiếng. Nhìn quanh ba người bọn họ một lượt, rồi Philip lạnh lùng hỏi, tại mọi người còn cách nào tốt hơn không? Các vị, vậy hiện. Lời vừa dứt, bọn Dinell lập tức im bặt. Khu lãnh địa đó lúc trước đã đồng ý cho bọn họ, cung cấp máu tươi theo định kỳ cũng không phải việc gì khó, còn về phần dân chúng, ha ha. Philip cười khẩy vài tiếng, nói, chỉ cần không để họ biết là được mà đúng không? Ba người bọn Dinell nhìn nhau, sau đó đều gật đầu, dường như đã chấp nhận lời đề nghị của Philip. Người khác có chết không bọn họ không quan tâm, ít nhất là bọn họ sẽ không phải lo lắng bị cho về hưu non nữa. Kết quả là, sáng sớm hôm sau, quân đội của Thánh Đình bị đưa về. Nếu đã thỏa thuận xong với Bruce, thì không cần phải nuôi đám người này nữa. Ngay sau đó, bốn người Philip, Dinell và hai người kia tự mình chủ trì cuộc họp báo. Đầu tiên mấy người bọn họ hứa hẹn, gia đình của những nạn nhân trong sự kiện lần này sẽ nhận được một khoản bồi thường. Tiếp đến, bọn họ tuyên bố đã diệt trừ được hơn 1.000 con quỷ hút máu, số quỷ hút máu còn lại đã bị bọn họ đuổi đi. Đảm bảo rằng sẽ không còn con quỷ hút máu nào xuất hiện trong lãnh thổ nước Mỹ nữa. Cảm xúc của người dân nhanh chóng được trấn an. Nhìn chương trình thời sự phát sóng trực tiếp trên TV, Lý Trạch Vũ cười nhạt, hính khách quả nhiên là đám tẩy não giỏi nhất thế gì. Nếu không biết tẩy não, thì sao có thể quản lý được đất nước lớn như vậy? Ngân Hồ hoàn toàn đồng ý với điều này. Sau đó cô lại hỏi, kế tiếp anh có tính toán gì không? Chuyện ở đây đã kết thúc, tôi chuẩn bị về nhà. Lý Trạch Vũ nhìn về hướng đông, lòng trào dâng cảm xúc ngổn ngang. Trước đây, hắn hoàn toàn không hiểu thế nào là nỗi nhớ nhà, nhưng giờ đây hắn đã hiểu. Phòng ở không đại diện cho gia đình, nơi có những người mình quan tâm mới thực sự là nhà. Quân đế, anh thật sự thay đổi rồi, so với trước đây thì giờ anh có thêm một phần trách nhiệm. Ngân Hồ đột nhiên cảm thán. Thay đổi à? Lý Trạch Vũ cười tự giễu,
nói, chắc là vậy. Nhưng tôi rất thích bản thân ở hiện tại. Ngân Hồ ra vẻ nghiêm túc, nói, tôi cũng thích. Thích cỡ nào? Dứt lời, Lý Trạch Vũ xoay người đè cô lại. Khoan đã. Lần đầu tiên Ngân Hồ ngăn cản hắn. Hai người nhìn vào mắt nhau. Trong mắt Ngân Hồ lộ ra tình cảm dịu dàng, nói, quân đế, người đàn ông như anh giống như ngôi sao chói lóa nhất trên bầu trời, bên cạnh sẽ không chỉ có một người phụ nữ, còn tôi thì không cần gì nhiều, chỉ hy vọng anh có thể cho tôi một đứa con là được rồi. Đứa con? Lý Trạch Vũ giật mình. Anh yên tâm, tôi sẽ không dùng đứa trẻ ấy để trói buộc anh, tôi chỉ hy vọng khi không có anh, trái tim tôi có thể dựa dẫm vào ai khác. Ngân Hồ nói ra những lời từ tận đáy lòng, chấm chuẩn tấu. Lý Trạch Vũ nhếch môi cười, sau đó kéo đai đeo trên vai Ngân Hồ xuống, tiếp đến cúi đầu hôn lên. Tại Thánh Đình, đã gần một ngày trôi qua, vết thương trên mặt Guryeo vẫn không thuyên giảm. Từng nốt mủ nhỏ tụ lại thành mảng, có vài chỗ bị hắn ta gãi rách, biến thành những lỗ thủng rỉ máu. Không chỉ trên mặt, mà trên cơ thể hắn ta cũng có những vết thương tương tự, dù là ở những nơi không thể nhìn thấy. Đội ngũ y bác sĩ cao cấp nhất trên thế giới đến cũng bó tay, không có cách nào chữa trị. Những chuyên gia này không những không thể giúp Guryeo hết ngứa, mà thậm chí còn không thể xác định rõ nguyên nhân của bệnh, bởi vì các xét nghiệm đều cho thấy cơ thể Guryeo hoàn toàn khỏe mạnh. Lang băm, một đám lang băm, cút ra ngoài cho ta. Guryeo gào thét trong sự cuồng loạn. Đám chuyên gia chữa bệnh vội vàng rời đi, sợ vị thánh hoàng này phát điên sẽ đổi ý. Một lúc sau, Hugh, đi mời Cardassian đến đây. Dạ. Theo lệnh của Guryeo, Hugh nhanh chóng đi mời Cardassian đến đại điện. Thánh hoàng. Cardassian nhìn Guryeo với ánh mắt hoảng sợ. Rõ ràng, cô ta không ngờ kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ trước mặt này lại là thánh hoàng Guryeo. Cardassian, có phải nhìn ta rất ghê tởm không? Ha ha ha. Tất cả đều do người tình của cô ban tặng đấy. Nói đến đây, trong mắt Guryeo lóe lên tia tàn nhẫn, Hugh, trói Cardassian lại cho ta. Nếu quân đế quan tâm đến Cardassian, hắn ta sẽ dùng ả để uy hiếp đối phương. Hắn ta không tin quân đế dám không đưa ra thuốc giải. Nhưng vài giây trôi qua, Hugh vẫn không hề hành động. Hugh, cậu ngẩn ra đó làm gì? Guryeo tức giận đến tím mặt. Hugh lắc đầu, nói, Thánh Hoàng, tôi không thể làm vậy. Trong phút chốc, đồng tử của Guryeo co rút lại. Hắn ta gầm lên, sao ngươi dám phản bội ta? Xin Thánh Hoàng thoái vị. Hugh chân thành khuyên nhủ, ngài không thể đấu lại quân đế, chỉ cần nhường lại vị trí thánh hoàng cho Cardassian, sau này ngài vẫn có thể không phiền không muộn. Làm càn. Làm sao Guryeo có thể bằng lòng chấp nhận, hắn ta điên cuồng nói, ta là thánh hoàng, không ai có thể thay thế tan. Điều đó không phải do ngài quyết định. Hugh vừa nói xong, hơn 10 hồng y giám một lần lượt bước vào đại điện. Ép phua thoái vị. Đây là phản ứng đầu tiên của Guryeo. Có thể thấy trong đám hồng y giám mục có vài người bị tình trạng gần giống như Guryeo, trên mặt nổi lên những bọc mủ có lớn có nhỏ. Thánh Hoàng, ngài hãy thoái vị nhường cho người có tài đi. Xin Thánh Hoàng thoái vị, đám hồng y giám mục sôi nổi khuyên bảo. Lúc này, sắc mặt Guryeo đã xám ngoét, bởi vì hắn ta biết đã không còn có thể cứu vấn. Trưa hôm đó, Thánh Đình tuyên bố tin thứ nhất, Thánh Hoàng Guryeo thoái vị do bệnh tật. Thánh nữ Cardassian sẽ kế thừa vị trí thánh hoàng vào ngày sau. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn cầu. Hơn 1 tỷ tín đồ ngơ ra, không chỉ tín đồ thánh đình mà ai cũng ngơ ra. Bởi vì trong lịch sử chưa từng có phụ nữ nào đảm nhiệm chức thánh hoàng. Ngơ ngác nối tiếp ngơ ngác, nhưng họ cũng không thể thay đổi được sự thật. 2 ngày sau, sớm tinh mơ, bên ngoài quảng trường đã tụ tập rất đông tín đồ. Họ đến đây chỉ với mục đích được tận mắt chứng kiến tân thánh hoàng nhậm chức. Nhiều quốc gia đã gửi thư chúc mừng đến Thánh Đình, thậm chí có vài nguyên thủ quốc gia đích thân đến chúc mừng, đủ để thấy ảnh hưởng của Thánh Đình đối với toàn cầu lớn đến mức nào. Dưới sự chú ý của muôn người, Cardassian đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng Thánh Hoàng, được các hồng y giám mục vây quanh, bước lên bục cao đã được dựng sẵn. Trước đó Lý Trạch Vũ đã từng hứa sẽ đến tham dự lễ nhậm chức của cô ta, Cardassian nhìn quanh đám người nhưng không thấy bóng dáng Lý Trạch Vũ. Lòng không khỏi dâng lên một nỗi thất vọng. Thánh Hoàng, các vị khách quý đều đang đợi ngài. Hugh ở bên cạnh nhắc nhở Cardassian đang thất thần. Lễ nhậm chức kết thúc, tân Thánh Hoàng cần đích thân cầu phúc cho một số vị khách quý. Cardassian lấy lại tinh thần,
nhìn về phía đám người đang xếp hàng, bỗng nhiên mắt cô ta sáng lên. Bởi vì đứng ở vị trí đầu tiên chính là người đàn ông mà cô ta ngày nhớ đêm mong. Nguyện Chúa phù hộ cho ngươi, Ermeno. Cardassian khẽ mở miệng, giọng nói phát ra từ trong lồng ngực. Lý Trạch Vũ phối hợp đáp lại, cảm ơn Thánh Hoàng, Ermeni. Hai người nhìn nhau cười. Cung điện của Thánh Nữ được sửa thành cung điện của Thánh Hoàng. Đêm đó, một bóng người nhân lúc trời tối lẻn vào cung điện của Thánh Hoàng, đến sáng sớm hôm sau mới lặng lẽ rời đi. Sân bay Nhật Bản. Lý Trạch Vũ vỗ vai Lang Vương, có rảnh thì đến Trung Quốc tìm tôi chơi. Sẽ, nhất định sẽ. Lang Vương cao gần 2 mét, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt không muốn chia tay. Hai người ôm nhau, sau đó lại cụm tay. Lý Trạch Vũ nhìn về phía En. Không cần đại đương gia nói, tôi sẽ sớm đến Trung Quốc tìm đại đương gia. En che miệng cười. Lý Trạch Vũ cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ngân Hồ. Ngân Hồ chủ động lên tiếng, tôi về Nhật Bản giải quyết hậu quả, chờ con gái, Yoshikawa Tomiro đi vào quỹ đạo, tôi sẽ đến tìm anh trước. Ok. Lý Trạch Vũ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía quầy đăng ký. Nhìn Lý Trạch Vũ bước đi nhanh vội, En cảm khái nói, chắc chắn ở Trung Quốc có người khiến anh ấy bận lòng, nếu không anh ấy sẽ không gấp gáp như vậy. En gật đầu đồng ý, anh ấy có gia đình ở Trung Quốc. Cùng lúc đó, tại Hoàng Thành Trung Quốc. Sau khi nhận được tin tức Lý Trạch Vũ sắp trở về, Tô Cẩn Hoa đã cho người chuẩn bị nghi thức chào đón long trọng. Bởi vì thằng nhóc này thực sự là anh hùng của Trung Quốc. Tất cả các chuyến bay đều tạm hoãn lại 3 tiếng, trong sân bay có hàng trăm binh lính với súng vác vai, đạn lên nòng đang duy trì trật tự. Một tấm biểu ngữ lớn được treo cao ở khu vực đón tiếp, đất nước bình yên, anh hùng vinh quang trở về. Cuối cùng thiếu gia đã trở về. Lý thiếu gia trở về, Trung Quốc chắc chắn sẽ lại trở nên náo nhiệt. Lý thiếu gia trở về, Trung Quốc chắc chắn sẽ lại trở nên náo nhiệt. Cẩu Phú Quý, Phật Tương Vong, và Nam Cung Thạc là những người đầu tiên đến sân bay. Sau đó là hai chị em Trần Thanh Tuyết, Trần Thanh Giao, hai cô cháu Diệp. Khuynh Thành, Diệp Khinh Nhu, Tề Tiên Nhi với Bạch Tố Y được đạo sĩ Vô Trần, Hòa Thượng Nhất Trinh và Ngọc Linh Lung hộ tống, cũng lần lượt đến sân bay. Chẳng mấy chốc, dưới sự chú ý của muôn người, chiếc máy bay chở Lý Trạch Vũ chậm rãi hạ cánh xuống sân bay. Lạch cạch, cửa khoang máy bay được mở ra. Lý Trạch Vũ trong bộ đồ Tôn Trung Sơn xuất hiện trước mắt mọi người. Mẹ nó! Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Đại Đương ra lắp bắp kinh hãi. Lý Tiểu Đồng Chí! Một tiếng hô lớn vang lên. Chỉ thấy Trử Vệ Hoa chạy nhanh đến chỗ Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ bước xuống máy bay, Trử Vệ Hoa lập tức nhiệt tình nắm lấy tay hắn không buông. Tiểu Đồng Chí Lý, cậu đã trở về rồi, trở về là tốt rồi. Hai mắt Trử Vệ Hoa đỏ hoe. Ông ấy kích động đến mức nói năng lộn xộn. Người anh em này chào hỏi thôi là được rồi, chúng ta còn rất nhiều chị dâu đang chờ đó. Cẩu Phú Quý tiến đến thúc giục. Xin lỗi, xin lỗi. Trử Vệ Hoa hơi xấu hổ buông tay Lý Trạch Vũ ra, nói, tiểu đồng chí Lý, tôi đã nói chuyện với Long Chủ, lần này tôi có thể trở về quê nhà, công lao của cậu không thể không ghi nhận. Được rồi, được rồi. Lý Trạch Vũ cười nhạt. Trên đường trở về hắn cũng đã nghĩ ra cách đối phó với chuyện này. Bỏ qua Trử Vệ Hoa, hắn tiến về phía các cô gái. Chỉ thấy Trần Thanh Tuyết và Diệp Khuynh Thành đồng thời bước lên một bước, sau đó lại dừng lại, nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm. Rõ ràng, hai người phụ nữ đều muốn tranh giành vị trí chủ nhân hậu cung. Nhìn thấy cảnh này, Lý Trạch Vũ lập tức cảm giác đau đầu nhức óc. Nghi thức chào đón ở sân bay được tiến hành hừng hực khí thế. Nhưng Lý Trạch Vũ phát hiện trong nhà chỉ có Cẩu Phú Quý với Vật Tương Vong là ra đón mình, còn ông cụ với ông nội thì không xuất hiện. Theo ý, hắn đã lập công lớn cho đất nước, hai người thân nhất chắc chắn sẽ đến đón. Có gì đó không ổn. Cùng lúc đó, tại nhà họ Lý. Lý Viễn Sơn ngồi trong chủ đường, toàn thân bất động như núi. Còn Lý Định Quốc thì đứng nghiêm trang bên cạnh. Mà người ngồi bên cạnh hai cha con lại chính là ông Mạc. Ba người đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, bởi vì trước mặt họ xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Mạc Trung Đường, nhiều năm không gặp, không ngờ ông lại sống ẩn giật trong thế tục làm chó săn cho người khác, nếu tổ tiên nhà họ Mạc biết được chuyện này, chỉ sợ chết cũng không nhắm mắt. Người nói chính là một lão già lớn tuổi. Nếp nhăn chỉ chít trên khuôn mặt, tóc râu đều đã bạc phơ, tuy già nua nhưng giọng nói lại vang dội, đầy uy lực. Đằng sau lão giả là hơn 10 người.
trong đó người trẻ tuổi nhất cũng đã ngoài 60. Nếu Lý Trạch Vũ ở đây, hắn sẽ nhận ra một trong số họ chính là đệ ngũ thành công, người trước đây đã bị hắn phế bỏ toàn bộ võ công. Mạc Trung Đường, hay còn gọi là ông Mạc, cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, tôi làm việc như nào còn đến lượt đệ ngũ vũ ông trỏ mõm vào à? Ông cũng xưng ư. Ha ha ha. Đệ ngũ vũ từ trên cao nhìn xuống nói, Mạc Trung Đường, hiện tại tôi không muốn đôi co với ông, nếu không phục, lát nữa sau khi tôi xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ ra ngoài luận bàn một phen, xem ta rốt cuộc xứng hay không xứng. Tôi sẽ theo tới cùng. Mạc Trung Đường nói ra năm chữ này, sau đó chuyển sang đề tài khác, nhưng mà tôi cảnh cáo cho gia tộc đệ ngũ các người biết, người nhà họ Lý có ân với tôi, nếu các người muốn làm hại nhà họ Lý, thì tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đệ ngũ thành công đứng bên cạnh ngắt lời, gia tộc đệ ngũ chúng ta không khinh thường Mạc Trung Đường ông, chỉ cần ông có thực lực thì muốn nhúng tay. Vào việc gì trên đời cũng được. Đệ ngũ thành công, loại đồ đệ ăn cháo đá bát như mày, có tư cách gì nói chuyện trước mặt tao. Trong phút chốc, trên người Mạc Trung Đường bùng nổ khí thế khủng bố. Ngày xưa đệ ngũ thành công đã từng giao thủ với Mạc Trung Đường rồi nhận lấy thất bại, huống hồ bây giờ võ công của ông ta đã bị phế bỏ hoàn toàn. Cho nên đứng trước lời khiêu khích của Mạc Trung Đường, ông ta chỉ biết câm nín. Đệ ngũ vũ hình như cũng lười quan tâm đến Mạc Trung Đường, ánh mắt lão ta nhìn về phía Lý Viễn Sơn đang ung dung bình thản, lão già, Lý Trạch Vũ là con cháu của ông à. Sắc sược. Lý Định Quốc giận tím mặt, tôi mặc kệ các người là ai, nếu can đảm dám làm loạn ở đây thì đừng trách sao nhà họ Lý không biết nể mặt khách. Mày là cái thá gì? Ông mày đang nói chuyện đến lượt mày xen vào à? Đệ ngũ vũ vừa dứt lời, một thành viên trong gia tộc đệ ngũ như ma quỷ xuất hiện trước mặt Lý Định Quốc. Nhìn đã biết không có ý tốt. Trong khoảnh khắc đó, Mạc Trung Đường như di hình đổi ảnh, ngăn tên thành viên của gia tộc đệ ngũ kia lại, đồng thời thung quyền. Đùng đùng. Quyền của hai người va vào nhau, Mạc Trung Đường đứng im không nhúc. Nhích, còn tên kia lùi lại hơn 7 bước. Tôi nói rồi, ai dám đối đầu với nhà họ Lý hoặc người nhà họ Lý, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù đối thủ đông hơn, Mạc Trung Đường vẫn giữ thái độ kiên định. Lý Định Quốc nóng tính hừ lạnh, dám đến nhà họ Lý gây rối, các người muốn chết à? Nói rồi, ông ấy quay sang Tăng Thiết Trụ, đi gọi quân đội đến đây, tôi muốn trừng trị đám điên này. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm như vậy. Đệ ngũ vũ nở nụ cười lạnh khinh miệt, chưa nói đến việc chúng ta có thể giết các ngươi 10 lần trước khi quân lính đến, ngay cả khi bọn họ đến cứu được các ngươi. Ta cũng đảm bảo từ nay về sau nhà họ Lý các người sẽ gà bay chó sủa. Nhào vô, ai sợ ai. Lý Định Quốc bày ra dáng vẻ không hề nao núng. Lý Viễn Sơn vẫy vẫy tay, ngắt lời nói, Định Quốc, con lùi về sau trước đi. Chát, cha kêu con lùi lại. Thấy thái độ kiên quyết của cha, Lý Định Quốc đành không cam lòng lui ra sau. Lý Viễn Sơn đứng dậy, từng bước tiến về phía gia tộc đệ ngũ, cho đến khi chỉ cách bọn họ 5 bước chân mới dừng lại. Các hạ là người của gia tộc đệ ngũ ở Quy Khư đúng không? Đúng vậy, đệ ngũ vũ vênh váo tự đắc đáp lại. Khí thế của Lý Viễn Sơn không hề giảm sút, lần này các ngươi đến đây vì chắt trai của ta, Lý Trạch Vũ đúng chứ? Không xêu. Đệ ngũ thành công giành đáp trước, nhưng vừa mở miệng đã bị đệ ngũ vũ liếc xéo một cái, thế là lập tức ngậm miệng lại. Đệ ngũ vũ quay đầu lại nhìn Lý Viễn Sơn, thấp giọng nói, hai đứa cháu trai của tôi đã chết trong tay Lý Trạch Vũ. Xưa giờ giết người thì đến mạng, hôm nay chỉ cần các ngươi giao Lý Trạch Vũ ra thì tôi có thể cho những người khác một con đường sống. Không thể nào. Lý Viễn Sơn không thèm nghĩ đã từ chối. Hửm. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt đệ ngũ vũ trở nên lạnh lùng, hiện lên tia sát khí. Nhà họ Lý chúng ta xưa giờ cao quý vì giàu cơ, nhưng người nhà họ Lý chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Chuyện hai đứa cháu trai của ông chết trong tay chắt trai của tôi, dù cho ông có nói thật. Thì tôi tin chắc chuyện này tuyệt đối không phải do một mình chắt trai của tôi gây nên. Hy vọng gia chủ đệ ngũ đi điều tra rõ ràng sự thật, nếu chuyện này thuộc trách nhiệm của chắt trai tôi, không cần các người ra tay, lão già tôi sẽ là người đầu tiên băm nó ra, tuy nhiên. Nói đến đây, Lý Viễn Sơn lạnh lùng quát một tiếng, nếu ai dám không nói Lý làm khó dễ người nhà họ Lý, lão già tôi đây dù chết cũng sẽ lột da kẻ đó xuống. Tất cả thành viên của gia tộc đệ ngũ, bao gồm cả đệ ngũ vũ đều hít sâu một hơi. Rõ ràng đã bị khí phách ngạo nghễ thiên hạ trên người Lý Viễn Sơn làm cho chấn động. Dù thế nào thì hai đứa cháu trai của tôi cũng đã bị Lý Trạch Vũ giết chết, đây là sự thật không thể cãi.
mà giết người thì phải đền mạng, đây càng là đạo lý không đổi từ bao đời nay. Thái độ của Đệ Ngũ Vũ cứng đầu lạ thường. Đệ Ngũ thành công hùa theo, giết người phải đền mạng, giao người ra đây. Lý Viễn Sơn nheo mắt lại, nói vậy là các hạ định không nói lý đúng không? Giết người thì đền mạng, đây chính là đạo lý. Đệ Ngũ Vũ không hề nhượng bộ. Cha, đừng nói nhiều với bọn họ làm gì. Lý Định Quốc không chịu được có người dám đến nhà họ Lý Dương Oai, dù đối phương có là gia tộc lánh đời ở Quy Khư thì ông ấy vẫn không để vào mắt. Trong mắt ông ấy, dưới bầu trời này đất nào không phải đất của vua, Quy Khư thì sao, võ công cao thì làm sao? Thưởng cho một viên đạn pháo xem có chịu được không? Dám không giao người ra đây thử xem, có tin bọn ta sẽ khiến cho nhà họ Lý các ngươi gà bay chó sủa không? Đệ Ngũ thành công vô cùng kiêu ngạo. Nhào vô, ai sợ yêu? Lý Định Quốc nóng tính, lại ồn ào muốn gọi binh lính tới. Đi chết đi. Đệ Ngũ Vũ hoàn toàn nổi giận, xông thẳng đến Lý Định Quốc tấn công. Chẳng có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Trung Đường nhanh chóng ngăn cản Đệ Ngũ Vũ. Đáng tiếc, gia tộc Đệ Ngũ còn có hơn 10 cao thủ như hổ rình mồi, ngoại trừ Mạc Trung Đường, những phượng vệ của nhà họ Lý căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng trắng bay vút vào sảnh lớn. Âm ầm, bạc, răng rắc. Bóng trắng bay vút vào đại sảnh nhanh như chớp, chỉ nghe thấy tiếng quyền cước va chạm, kế đến là tiếng nứt xương vang lên. Ngay sau đó, những thành viên gia tộc Đệ Ngũ nhắm vào Lý Định Quốc bị hất văng ra ngoài. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của Mạc Trung Đường và Đệ Ngũ Vũ đang giao chiến, hai người lập tức tung một chưởng, rồi lùi lại mấy bước. Nhìn kỹ lại, đó là một cô gái xinh đẹp chim sa cá lặn, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Là Triệu Như Mộng. Ông nội, ông cụ, hai người không cần lo lắng, chỉ cần có con ở đây, không ai có thể đụng vào một sợi tóc của hai người. Khi nói chuyện, Triệu Như Mộng nhìn quanh đám người gia tộc Đệ Ngũ, sát khí hiện lên trong mắt. Sát khí khiếp người. Con người của Đệ Ngũ Vũ bỗng co rút lại. Lão ta không ngờ một cô gái trẻ tuổi thế mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, dù sao lão ta chỉ dẫn theo cao thủ hạng nhất trong nhà, người có thực lực thấp. Nhất cũng đã đột phá cảnh giới võ thánh. Kết quả, chỉ trong vài hơi thở, mấy người vây quanh tấn công đã bị Triệu Như Mộng giải quyết. Cảnh giới thiên nhân sao? Dần dần, Đệ Ngũ Vũ nheo mắt lại. Cô là con nhóc nào, dám chống đối gia tộc Đệ Ngũ chúng ta, chán sống rồi à? Đệ Ngũ thành công chất vấn với vẻ rất kiêu ngạo. Triệu Như Mộng không trả lời ông ta, mà nhìn về phía Mạc Trung Đường, ông Mạc, ông chỉ cần phụ trách giữ chân Đệ Ngũ Vũ. Những người khác giao cho tôi xử lý, chờ tôi giải quyết xong bọn họ sẽ đến giúp ông. Cô chắc chứ? Mạc Trung Đường lo lắng hỏi. Rõ ràng, ông ấy cũng không nghĩ thời nay, ngoại trừ Lý Trạch Vũ, lại xuất hiện một yêu nghiệt võ đạo thế này. Triệu Như Mộng gật nhẹ đầu, bình tĩnh nói, chỉ là vai hề nhảy nhót thôi. Vai hề nhảy nhót ư? Đệ Ngũ Vũ cười lạnh, nói, đúng là một con nhóc không biết trời cao đất dày, để tôi xem cô mạnh đến cỡ nào. Vừa dứt lời, lão ta thả người bay thẳng về phía Triệu Như Mộng tấn công. Đệ Ngũ Vũ, đối thủ của ông là tôi. Mạc Trung Đường muốn ngăn cản Đệ Ngũ Vũ, nhưng lúc này, hơn 10 người không bị thương của gia tộc Đệ Ngũ đã phối hợp ăn ý chặn ông ấy lại. Đệ Ngũ Vũ cảm nhận rằng không thể khinh thường Triệu Như Mộng, nếu lão A tự mình ra tay sẽ chắc ăn hơn. Mà thực lực của Mạc Trung Đường lão ta biết rõ, người mà lão ta dẫn đến mặc dù không thể hạ gục đối phương, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Đợi lão ta bắt được Triệu Như Mộng, sau đó quay lại dạy dỗ Mạc Trung Đường cũng không muộn. Phải nói là kế hoạch của Đệ Ngũ Vũ thực sự hoàn mỹ. Tuy rằng thực lực của Triệu Như Mộng đã tăng lên nhiều lần, tuy nhiên rõ ràng không phải là đối thủ của Đệ Ngũ Vũ, một cường giả cảnh giới thiên nhân già đời. Hai người giao thủ chưa đến một chén trà nhỏ, Triệu Như Mộng đã có chút chống đỡ không nổi. Cha, chúng ta đi. Lý Định Quốc kêu Tăng Thiết Trụ đưa Lý Viễn Sơn đi, còn mình thì đi điều động binh lính đến đây. Lý Viễn Sơn trịnh trọng dặn dò, phải nhanh lên, con nhóc kia là vợ của thằng nhóc thối, nếu nó có mệnh hệ gì, đến lúc đó chúng ta không thể giải thích với thằng nhóc thối được. Cha yên tâm. Lý Định Quốc vỗ ngực bảo đảm, bọn người kia ăn gan hùm mật gấu, nên mới dám đến nhà họ Lý làm loạn, hôm nay con sẽ cho bọn chúng biết thế nào là dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Cùng lúc đó, trận chiến trong sảnh lớn đang diễn ra gay cấn. Thực lực của Mạc Trung Đường ngang ngửa với Đệ Ngũ Vũ, đối mặt với sự vây công của các thành viên gia tộc Đệ Ngũ tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng nhất thời cũng khó có thể hạ gục bọn họ.
Mà thực lực của Triệu Như Mộng vốn đã yếu hơn Đệ Ngũ Vũ một bậc, kinh nghiệm chiến đấu càng không bằng, một lần né tránh không kịp, nên đã trúng một quyền nặng của đối phương. Nhóc con, phải nói cô là người có thiên phú võ đạo tốt nhất mà tôi từng gặp, tiếc là phải chỉ hôm nay cô đừng xen vào việc của người khác. Khi nói chuyện, Đệ Ngũ Vũ đột nhiên tăng lực, đánh một chưởng xuống đỉnh đầu Triệu Như Mộng. Triệu Như Mộng nhanh chóng lui lại mấy bước, miễn cưỡng tránh được một đòn chí mạng. Nhưng Đệ Ngũ Vũ như keo rán sắt, không đến nửa cái chớp mắt đã lại đuổi tới trước mặt. Đi tìm chết đi, Đệ Ngũ Vũ gầm lên một tiếng, lại tung một chưởng từ trên trời giáng xuống. Triệu Như Mộng đã bị đồn vào đường cùng, không thể lui, chỉ có thể cố gắng tung ra một chưởng. Lấy công làm thủ, ngay sau đó, chỉ thấy Đệ Ngũ Vũ đột nhiên thu tay lại, xoay người trong không trung tránh né một chưởng của Triệu Như Mộng, sau đó tung ra một cú đá quét. Dầm, Triệu Như Mộng bị hất ngã xuống đất, nhìn thấy chân của Đệ Ngũ Vũ đang hướng về phía cổ mình, trong mắt cô ta hiện lên một tia tuyệt vọng. Mình sắp chết rồi sao? Không. Giờ khắc này thời gian như ngừng trôi. Vì muốn tìm kiếm Lý Trạch Vũ, trong khoảng thời gian này Triệu Như Mộng vẫn luôn ẩn náu gần nhà họ Lý, do đó người của gia tộc Đệ Ngũ đến không thể lọt khỏi tai mắt của cô ta. Cô ta không biết vì sao gia tộc lánh đời ở Quy Khư lại đến nhà họ Lý, xuất phát từ tò mò, Triệu Như Mộng âm thầm đi theo lẻn vào nhà họ Lý. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc khi Đệ Ngũ Vũ hạ lệnh tấn công, trong lòng cô ta dường như có một giọng nói nhắc nhở rằng nếu cô ta trơ mắt nhìn Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc gặp nguy hiểm mà không màng, tương lai nhất định sẽ hối hận. Cho nên cô ta bất chấp nguy hiểm ra tay. Giờ phút này, nhìn thấy chân của Đệ Ngũ Vũ gần ngay trước mắt, chỉ còn một khắc nữa thôi là mình sẽ chết. Có thật sự không hối hận không? Triệu Như Mộng thầm hỏi chính mình. Xen vào việc người khác thì phải chết. Đệ Ngũ Vũ ra tay nhanh như chớp. Đùng. Tại thời khắc nguy cấp này, tiếng súng nổ vang, một viên đạn buộc Đệ Ngũ Vũ phải chuyển chân lệch khỏi quỹ đạo. Đùng đùng đùng. Chỉ thấy Lý Định Quốc đứng ở ngoài cửa, cầm một khẩu súng lục liên tục bắn về phía Đệ Ngũ Vũ. Cách 10 bước chân, không ai có thể nhanh hơn viên đạn. Tuy rằng Đệ Ngũ Vũ tự phụ, nhưng cũng không dám liều mạng, lập tức lăn người trốn sau một cây cột đá. Triệu Như Mộng tưởng rằng mình đã chết chắc, sau khi được cứu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lý Định Quốc bản hết một băng đạn, Đệ Ngũ Vũ trốn sau cột đá khởi xướng phản kích, lão phu sẽ giết chết lũ chuột nhắt các ngươi đầu tiên. Đối với những người trong võ lâm, hận nhất chính là kẻ tiểu nhân lén bắn sau lưng. Hành vi của Lý Định Quốc trong mắt Đệ Ngũ Vũ chính là như thết gạch dưới. Eo! Lý Định Quốc chưa kịp đổi băng đạn, Đệ Ngũ Vũ đã nhảy đến trước mặt ông ấy. Hự! Đệ Ngũ Vũ đưa tay ra bóp chặt cổ Lý Định Quốc, sau đó bị lão ta nhấc lên cao. Buông ông ấy ra. Triệu Như Mộng lạnh lùng quát lớn. Đệ Ngũ Vũ, nếu không muốn toàn bộ gia tộc Đệ Ngũ bị diệt, thì tôi khuyên ông tốt nhất nên lập tức thả người xuống. Mạc Trung Đường vừa ra tay vừa lên tiếng uy hiếp, nhưng Đệ Ngũ Vũ như thể không nghe thấy gì, ngửa đầu nhìn Lý Định Quốc bị lão ta nhấc lên cao, khinh thường cười nói, hình như ngươi là võ quan có chức vị. Không thấp trong triều đúng chứ? Có phải thấy bản thân là quyền cao chức trọng, thì trong thiên hạ không ai dám đụng đến ngươi đúng không? Ha ha, đừng nói ngươi chỉ là một võ tướng, mà kể cả ngươi có là hoàng đế thì lão phu vẫn sẽ muốn giết là giết. Nói đến đây, lão ta quay đầu lại nhìn Triệu Như Mộng với Mạc Trung Đường. Người lão phu muốn giết, thì không ai cứu được cả. Đệ Ngũ Vũ nói xong, Lý Định Quốc đã ngửi thấy mùi của cái chết. Đùng đùng. Mạc Trung Đường dùng hết sức lực đá văng đám thành viên gia tộc Đệ Ngũ, sau đó dùng hết sức chạy về phía Đệ Ngũ Vũ. Triệu Như Mộng cũng vận tốc tối đã lao đến chỗ Đệ Ngũ Vũ. Cả hai đều muốn cứu Lý Định Quốc từ tay Đệ Ngũ Vũ. Nhưng tiếc thay, nước xa không cứu được lửa gần. Đệ Ngũ Vũ nhếch mép cười giả tạo, tôi đã nói, người tôi muốn giết thì không ai cứu được. Nói rồi lão ta định cắt đứt cổ Lý Định Quốc. Nhưng đúng lúc này, Đệ Ngũ Vũ cảm thấy cánh tay mình như bị kẹp trong ê tô, không thể cử động dù chỉ là một chút. Vậy hả? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai lão ta, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Bị giật mình, Đệ Ngũ Vũ quay đầu qua nhìn, thấy một thanh niên xuất hiện bên cạnh mình. Khóe miệng đang nở nụ cười gian xảo như ẩn như hiện. Không chỉ có như thế. Hai mắt thanh niên đỏ ngầu, trong đồng tử của hắn, Đệ Ngũ Vũ nhìn thấy hình ảnh xác chết chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Giờ phút này, ngay cả kẻ tàn nhãn độc ác như Đệ Ngũ Vũ cũng không khỏi rùng mình.
Bùm. Thanh niên siết chặt tay, đệ ngũ vũ đau đớn buông Lý Định Quốc ra, dùng hết sức thu tay lại, sau đó nhanh chóng lùi ra sau, nhìn chằm chằm thanh niên như hổ rình mồi, ngươi là ai? Lão Lý, ông không sao chứ? Thanh niên đỡ Lý Định Quốc đứng dậy. Lý Định Quốc vỗ vai thanh niên, tức giận nói, thằng nhóc này nếu cháu đến muộn một bước nữa, có khi không còn gặp được ông nữa đâu. Vậy xem ra cháu vẫn đến kịp. Lý Trạch Vũ cười ha ha, tiếp theo ông đứng sang một bên nghỉ ngơi đi, xem cháu xử lý đám người đáng chết này. U, Lý Định Quốc, người từng lăn lộn giữa đao kiếm, cũng phải hít một hơi. Chỉ vì lời nói của Lý Trạch Vũ tràn ngập sát khí lạnh lùng. Nam Cung Thạc, Lý Trạch Vũ gầm lên một tiếng, Nam Cung Thạc vừa mới đuổi tới nhà họ Lý vội vã chạy đến, Lý thiếu gia. Nếu lão Lý mất một sợi tóc, tôi sẽ băm nát đầu ông. Lý Trạch Vũ lạnh lùng ra lệnh. Nam Cung Thạc ôm quyền bảo đảm, chỉ cần tôi còn đây, không ai có thể đến gần Lý tướng quân trong vòng 10 bước. Tốt. Lý Trạch Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mạc Trung Đường, ông Mạc, ông cũng nghỉ ngơi đi, đám tôm tép này giao cho tôi xử lý là được. Được. Mạc Trung Đường đi đến bên cạnh Lý Định Quốc, từ lâu ông ấy đã muốn xem thử thực lực thật sự của Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ lại nhìn về phía Triệu Như Mộc, Hổ Nữ, sao còn ngẩn người ra đó? Chẳng lẽ muốn cùng bọn họ đánh tôi sao? Ông xã, Triệu Như Mộc mỉm cười, sau đó tránh đi để Ngũ Vũ chạy tới. Lý Trạch Vũ duỗi tay nâng cầm cô ta lên, nhàn nhạt cười nói, lần này biểu hiện của cô không tệ, xong việc tôi sẽ trả ơn cho cô. Đây là việc em nên làm, ông xã không cần nói cảm ơn. Khuôn mặt nhỏ của Triệu Như Mộng đỏ mặt. Hình ảnh quyến rũ này khiến Lý Đại Đương ra đứng núi này trông núi nọ, nhưng hắn biết lúc này không nên nghĩ lung tung. Giết người mới là việc cấp bách. Anh cả, thằng nhóc này chính là Lý Trạch Vũ. Đệ Ngũ thành công đi đến bên cạnh đệ Ngũ Vũ, tức giận bất bình nói, chính hẳn phế bỏ toàn bộ công lực của em, còn có, Tuấn Kiệt và Nhân Kiệt đều chết trong tay hắn, anh cả nhất định phải. Câm miệng. Đệ Ngũ Vũ mất kiên nhẫn ngắt lời. Lần đầu tiên, lão ta cảm nhận được áp lực vô hình từ một võ giả khác, khiến lão ta thấy khó thở áp lực. Chỉ có thanh niên trước mặt này, đây chắc chắn là người mạnh nhất lão ta từng gặp qua, không ai sánh nổi. Lúc này, đệ Ngũ Vũ không còn suy nghĩ đến việc đánh bại đối phương, mà là suy nghĩ cách toàn thân mà lui. Vì lão ta biết rõ mình không có khả năng đánh bại đối phương. Nếu ông muốn chạy trốn, tôi khuyên ông nên từ bỏ ý định đó đi. Lý Trạch Vũ như có khả năng đọc suy nghĩ. Đệ Ngũ Vũ nhướng mày, cố tỏ ra bình tĩnh, người trẻ tuổi, cậu có biết lão phu là ai không? Lý Trạch Vũ nhún vai, tôi biết, gia tộc Lánh Đời ở Quy Khư à? Đúng vậy, lão phu chính là gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ, một trong 4 gia tộc tại Quy Khư. Đệ Ngũ Vũ ung dung nói, tin hay không, chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng, sẽ có vô số cường giả xuất hiện, san bằng nơi này chỉ trong nháy mắt. Tôi không tin. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt lắc đầu, khinh thường nói, từ Quy Khư ra tới thì ghê lắm à? Đệ Ngũ Vũ hừ một tiếng, người trẻ tuổi không nên ếch ngồi đáy giếng, lão phu nói cho cậu biết, cao thủ ở Quy Khư nhiều như mây, tông sư nhiều như chó, võ thánh đi lại khắp nơi, nếu cậu không tin, hỏi Mạc Trung Đường bên cạnh cậu bi. Mạc Trung Đường im lặng không nói, hiển nhiên là thừa nhận lời này. Nhưng khi đệ Ngũ Vũ cho rằng đã dọa được Lý Trạch Vũ, hắn lại cười lạnh, thì tính sao? Cho rằng dăm ba câu là có thể đe dọa tôi ư? Đừng mơ tưởng hão huyền. Ngay sau đó, hắn đổi giọng, giờ ông cho mày hai lựa chọn, hoặc là chúng mày ngoan ngoãn tự kết liễu, hoặc là để ông ra tay xử lý chúng mày. Nhưng để ông ra tay thì đừng mong chết thoải mái, còn có, ông sẽ nhổ cỏ tận gốc cả gia tộc đệ Ngũ chúng mày. Gia chủ, gia chủ. Mấy thành viên của gia tộc đệ Ngũ nhận ra thực lực mạnh mẽ của Lý Trạch Vũ, không khỏi hoang mang. Đệ Ngũ thành công hừ một tiếng, mấy người sợ cái gì? Có anh cả tôi ở đây, kẻ nào cũng đừng mong gây sóng gió. Đệ Ngũ Vũ không phản bác. Tuy rằng trong lòng không có chút tự tin nào, tuy nhiên lão ta tuyệt đối không thể để lộ ra trước mặt đàn em. Quả nhiên, mấy người bọn họ thấy đệ Ngũ Vũ bình tĩnh tự nhiên, cũng không còn sợ hãi. Xem ra các ngươi lựa chọn cách thứ hai, một khi đã như vậy. Lý Trạch Vũ không nói gì, chỉ để lại một hình bóng hư ảnh, chỉ chốc sau đã vọt đến trước mặt đệ Ngũ Vũ. Đệ Ngũ Vũ hoảng hốt, không chút do dự lựa chọn rút lui, đồng thời hô lên, mọi người cùng nhau tấn công. Mau tấn công, đệ Ngũ thành công vừa thúc giục mọi người, vừa chạy trốn sang một bên.
Dù sao ông ta đã bị phế bỏ toàn bộ công lực, xông lên chỉ là tự tìm đường chết. Bùm bùm bùm. Danh con, thật là vô liêm sỉ. Hôm nay cho mày biết thực lực của gia tộc Lánh Đời. Mọi người cùng nhau tấn công. Một đám thành viên gia tộc Đệ Ngũ nhanh chóng bao vây Lý Trạch Vũ. Cùng lúc này, Đệ Ngũ Vũ lùi lại mấy trượng vẫn không dừng lại, mà quay. Người chạy vội về phía cổng lớn. Lão ta lợi dụng cho đàn em giữ chân Lý Trạch Vũ, còn mình thì tranh thủ thời gian chạy trốn. Đây chính là kế hoạch của Đệ Ngũ Vũ. Anh cả, anh đi đâu vậy? Anh mau trở. Mẹ nó. Đệ Ngũ Thành Công nhìn Đệ Ngũ Vũ biến mất trước mắt, mới nhận ra lão ta đã là bỏ trốn, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Trong quy khư cường giả vô số, gia tộc Đệ Ngũ có thể trở thành một trong bốn gia tộc mạnh nhất, thì sức mạnh cũng phải dữ dội khủng khiếp. Nhưng gia chủ Đệ Ngũ Vũ của gia tộc Đệ Ngũ, ở thế tục bị một thằng danh con ép cho không có dũng khí lên trận. Việc này nếu truyền ra ngoài, không chỉ Đệ Ngũ Vũ, mà cả gia tộc Đệ Ngũ đều sẽ trở nên xấu hổ. Nhưng dù vậy, ý định chạy trốn của Đệ Ngũ Vũ vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, khi Đệ Ngũ Vũ lao ra khỏi cổng lớn nhà họ Lý, lão ta trợn tròn mắt. Chỉ thấy vô số binh lính vây kín toàn bộ phủ đệ, ai nấy đều cầm súng trong tay. Không chỉ có vậy, trên mặt đất đang đặt mười mấy khẩu pháo, trên bầu trời truyền đến tiếng cánh quạt, mấy chiếc trực thăng quân sự từ xa lao tới, trước cửa mỗi cabin đều có một khẩu M249. Tuy dù là thân pháp hay tốc độ của Đệ Ngũ Vũ đều thuộc hàng nhất nhì, nhưng vẫn không thể bình yên thoát thân trước trận địa này. Euro ó thể nói là trời không đường thoát, đất không cửa ra. Sao không chạy nữa? Một giọng nói trêu chọc vang lên từ sau lưng lão ta. Đệ Ngũ Vũ nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy Lý Trạch Vũ đang chắp tay sau lưng từng bước tiến đến, trên mặt nở nụ cười hiền hậu vô hại. Vừa rồi không phải ông nói, người ông muốn giết người, không ai cản nổi sao? Bây giờ bắt đầu màn biểu diễn của ông đi. Từng câu từng chữ của Lý Trạch Vũ lại khiến áp lực trong lòng Đệ Ngũ Vũ tăng thêm một chút. Người trẻ tuổi, hãy khoan dung, độ lượng cho tôi. Thấy cứng rắn không được, Đệ Ngũ Vũ Vũ chọn lấy đức thu phục người. Nhưng Lý Đại Đương ra sao có thể trúng kế? Hồi nãy nếu không phải hắn linh cảm có chuyện xảy ra trong nhà, kịp thời quay về, có lẽ đã âm dương cách biệt với Lý Định Quốc rồi. Ngoài ra, hắn từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Từ lúc người của Đệ Ngũ xâm nhập vào nhà họ Lý, lại còn ra tay, thì đã xác định hắn sẽ không bỏ qua cho một ai của gia tộc Đệ Ngũ. Lúc nãy tôi đã nói, nếu các ông tự kết liễu thì còn có thể được chết thoải mái, chờ tôi ra tay ông sẽ biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bùm! Dứt lời, Lý Trạch Vũ như mũi tên rời dây cung, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đệ Ngũ Vũ. Bùm bùm! Đệ Ngũ Vũ quả nhiên không hổ danh là gia chủ của một trong bốn gia tộc ở quy khự, cả tốc độ phản ứng và sức mạnh đều thuộc hàng đầu. Tuy tốc độ của Lý Trạch Vũ nhanh hơn, nhưng vẫn bị lão ta đỡ được. Tuy nhiên, Đệ Ngũ Vũ không muốn đánh liều, lão ta lùi lại vài bước, xua tay, khoan đất. Vèo! Lý Trạch Vũ không cho lão ta cơ hội để lại lời chăn chối, hắn cùng lúc sử dụng cả quyền cước, lại lần nữa phát động tấn công. Đệ Ngũ Vũ vừa chống đỡ vừa nói, người trẻ tuổi, chỉ cần cậu tha cho tôi hôm nay, ân oán giữa cậu với gia tộc Đệ Ngũ sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Con mẹ nó, ông tưởng tôi là đứa trẻ 3 tuổi à? Khi nói chuyện Lý Trạch Vũ đồn sức, tức giận tung ra một quyền. Đệ Ngũ Vũ không kịp né tránh, chỉ có thể dùng tay đỡ, nhưng lại bị sức mạnh của đối phương làm cho cánh tay tê dại. Cùng lúc đó, Mạc Trung Đường đã chặn lại toàn bộ thành viên gia tộc Đệ Ngũ. Triệu Như Mộng cũng ở bên cạnh hỗ trợ, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội chạy trốn. Đệ Ngũ Thành Công sợ hãi tái mặt, liên tục lùi ra sau, ý đồ nhân lúc không ai chú ý chuồn mất. Lão già, muốn chạy à? Ông sẽ đập chết mày. Vật Tương Vong và Cẩu Phú Quý không biết từ đâu xuất hiện, một trước một sau chặn đường Đệ Ngũ Thành Công. Các ngươi đừng có quá đáng. Đệ Ngũ Thành Công dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, mặc dù đang ở thế yếu. Hơn nữa anh cả đã bỏ trốn, nhưng trên mặt vẫn có thể giữ vẻ bình tĩnh. Nếu đổi thành người bình thường, rất có khả năng sẽ bị khí thế của Cẩu Phú Quý dọa sợ. Chỉ tiếc hôm nay ông ta xui xẻo, đụng phải phụ tá đắc lực của Hỗn Thế Ma Vương ở Hoàng Thành. Đáng con bà mày! Vật Tương Vong vừa mở miệng đã hỏi thăm tổ tiên nhà đối phương, sau đó vung tay lên không hề khách sao cho Đệ Ngũ Thành Công một cú đánh. Bị phế toàn bộ công lực. Thân thể Đệ Ngũ Thành Công cũng chỉ khỏe hơn người già một chút,
sao có thể chịu được ẩu đả của người trẻ tuổi. Các ngươi dừng tay, anh cả của tôi là Đệ Ngũ Vũ, anh ấy nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Chỉ vài chục giây sau, Đệ Ngũ Thành Công đã bị đánh đến co ro trên mặt đất kêu rên không ngừng. Cậu Phú Quý với Vật Tương Vong cùng lúc dừng tay lại, cậu nhìn tôi nhìn. Phú Quý, lão già này uy hiếp chúng ta, tôi sợ quá, giờ sao đây? Trực tiếp xử lý lão ta luôn đi, vậy thì anh cả của lão sẽ không biết do chúng ta làm. Ý kiến hay. Nói rồi hai người càng thêm dùng sức đánh đập Đệ Ngũ Thành Công, không hề nương tay chút nào. Chỉ cần bây giờ hai người thả tôi ra, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Ui ra, đừng đánh, đánh nữa tôi sẽ chết đó. Lúc trước có bao nhiêu kiêu ngạo, thì bây giờ có bấy nhiêu chật vật, câu này là dành cho Đệ Ngũ Thành Công. Bên khác, Euro Ó Triệu như mộng giúp sức, Mạc Trung Đường đánh bại từng thành viên của gia tộc Ngũ Đại, chưa đến một nén nhang trên mặt đất đã có thêm vài cái xác. Ông Mạc, dừng tay nghỉ chút đi. Lý Viễn Sa gọi. Mạc Trung Đường gật đầu, sau đó đi qua. Lý Định Quốc rất biết cách giải quyết, châm thuốc cho từng người. Triệu Như Mộng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi về phía cổng lớn. Đến giờ cô ta vẫn chưa rõ rốt cuộc Lý Trạch Vũ mạnh đến mức nào, nhân cơ hội này cô ta muốn tìm hiểu rõ ràng. Nhưng khi cô ta đi ra cổng lớn, thì phát hiện Đệ Ngũ Vũ đã nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Lý Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống, một chân đạp lên mặt lão ta, ủa, đây không phải gia chủ của một trong bốn gia tộc lớn ở Quy Khư hả, ai đánh ông thành như này vậy? Lý Trạch Vũ, có gan thì giết lão phu ngay đi. Gia tộc Đệ Ngũ của tôi chắc chắn sẽ san bằng nhà họ Lý các ngươi, hễ là người. Có liên quan tới cậu, đều phải chết. Trừ phi cậu thả tôi ran. Nói một đống lời tàn nhẫn, cuối cùng chỉ vì xin tha. Không thể không thừa nhận trình độ nói chuyện của Đệ Ngũ Vũ rất cao. Thấy cảnh này, mặt Triệu Như Mộng lập tức trở nên nghiêm trọng. Vốn tưởng đâu bây giờ mình chỉ còn cách Lý Trạch Vũ không quá nhiều, nhưng bây giờ xem ra hai bên rõ ràng không ở một cấp bậc. Ông xã, anh chính là của em thì vẫn là của em. Anh càng mạnh, em lại càng hưng phấn. Triệu Như Mộng không thể kìm được, khóe miệng khế nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Đúng lúc này, Lý Trạch Vũ nhìn về phía cô ta vội vàng thu hồi nụ cười. Giả vờ lo lắng hỏi, ông xã, anh không sao chứ? Lý Trạch Vũ hơi nheo mắt, tôi có thể làm sao được chứ? Cô không thấy lão già này bị tôi giẫm dưới chân à? Ông xã, anh mạnh quái. Triệu Như Mộng như biến thành người hâm mộ cuồng nhiệt. Lý Trạch Vũ cười đắc ý, sau đó tiến đến bên tai cô ta, nhỏ giọng nói, mọi người đều biết tôi rất mạnh. Nhưng đừng khen tôi lộ liễu trước mặt nhiều người như vậy. Triệu Như Mộng á khẩu, khóe miệng giật giật. Người cần mặt, cây cần vỏ, người không biết xấu hổ đúng là vô địch thiên hạ. Đám người của gia tộc Đệ Ngũ đã bị xử lý hết, chỉ có Đệ Ngũ Vũ với Thành Công bị bắt. Dù cho sau khi Đệ Ngũ Vũ bỏ chạy, Đệ Ngũ Thành Công vẫn đặt hết hy vọng lên người anh cả, nghĩ người anh cả này của mình chắc chỉ chạy về triệu tập quân đội mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh Đệ Ngũ Vũ cũng không khá hơn mình là bao, trong lòng Đệ Ngũ Thành Công bỗng chốc như cho tàn. Anh cả, sao anh cũng bị bắt vậy? Mày câm miệng cho tao. Đệ Ngũ Vũ quát lớn. Bị bắt, tâm trạng của lão ta vốn đã không tốt, giờ đây thằng em trai vô dụng này còn ở bên cạnh lải nhải khiến lão ta càng thêm bực bội. Nhớ lại ngày xưa, sao cha mẹ không nên đặt tên cho nó là ngu dốt, mà lại đi đặt là Thành Công chứ? Thành Công chỗ nào? Quả thực là thất bại trong thất bại, dẫn theo chỉ cho xui xẻo, kẽo kẹt. Cửa phòng chứa đồ bị mở ra, Lý Trạch Vũ cầm trong tay một con dao chuyên dùng để róc xương. Sắc mặt của hai anh em Đệ Ngũ Vũ đột nhiên thay đổi. Cậu muốn làm gì? Đệ Ngũ Thành Công run rẩy hỏi. Giữa đêm khuya, nhìn thấy một người đàn ông cầm theo dao nhỏ xuất hiện trước mặt, lại không thể cử động, ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đừng lo lắng, tôi biết hai người đã đói bụng. Nên đến đây để cho hai người ăn một bữa thịnh soạn. Lý Trạch Vũ nở nụ cười hiền hậu và vô hại, khiến người ta không thể phân biệt được thật giả. Ăn gì? Đệ Ngũ Thành Công ngượng ngùng hỏi. Lý Trạch Vũ đưa tay chỉ về phía Đệ Ngũ Vũ, không phải ở bên cạnh ông sao? Cái gì? Đệ Ngũ Thành Công nghiêng đầu nhìn anh cả, mắt mở to, cậu. Cậu muốn tôi, ăn. Ông ta thậm chí không thể nói hết câu. Lý Trạch Vũ nghiêm túc giải thích, nhà của chúng ta rất nghèo. Không có dư thức ăn để nuôi kẻ thù, cho nên. Nói rồi hắn buông tay, ra vẻ bất đắc dĩ. Đệ Ngũ Vũ hít một hơi lạnh,
người trẻ tuổi, cậu thật tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Lý Trạch Vũ lắc đầu phủ nhận, so với gia chủ đệ ngũ, thủ đoạn của tôi chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi. Lý Trạch Vũ, buông tha chúng ta đi, chúng ta bảo đảm sẽ không bao giờ trêu chọc cậu nữa. Đệ ngũ thành công cầu xin. Chát. Lý Trạch Vũ tát đệ ngũ thành công, ánh mắt sắc bén, lúc trước ở ngoại thành tao đã tha cho mày một mạng, mày có nói với gia chủ đệ ngũ là đừng đến trêu chọc tao nữa không? Có. Đệ ngũ thành công gật đầu lia lịa. Lý Trạch Vũ chất vấn với giọng lạnh lùng, mày coi lời tao nói như gió thổi bên tai à? Không, không có. Đệ ngũ thành công lắp bắp, trốn tránh trách nhiệm, tôi đã nói với anh cả oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt, hai đứa cháu của tôi tội chết không thể tha, Lý Thiếu Hiệp giết chúng là thay trời hành đạo, đáng tiếc anh cả tôi thiếu thông minh, khuyên thế nào cũng không nghe. Đệ ngũ thành công. Đệ ngũ Vũ nghiến răng gắn từng chữ, tức giận đến run người. Đệ ngũ thành công chẳng biết xấu hổ, tiếp tục nói, anh cả, chẳng lẽ anh dám nói em không khuyên anh như vậy sao? Lúc này, hai chữ xúc sinh thể hiện rõ ràng trên người lão già này. Đệ ngũ Vũ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn Lý Trạch Vũ. Không phải cậu muốn cho chúng tôi ăn sao? Tới đây, trước tiên cắt một miếng thịt trên người con xúc sinh này cho tôi nếm thử. Hừ, đệ ngũ thành công hít một hơi, định phản bác. Được thôi. Lý Trạch Vũ đáp lời trước, không cho đệ ngũ thành công cơ hội phản kháng, dùng dao cắt một miếng thịt lớn bằng bàn tay từ cánh tay của ông ta. A! À, đệ ngũ thành công phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ha ha hai. Đệ ngũ Vũ cười lớn, xúc sinh, ha ha ha. Cùng chung huyết thống, nhưng nhìn thấy đệ ngũ thành công càng đau khổ, đệ ngũ Vũ lại càng hả hê. Ăn đi. Lý Trạch Vũ đưa miếng thịt đến bên miệng đệ ngũ Vũ, lão ta không chần chừ há miệng cắn lấy. Nhìn anh cả ăn thịt mình một cách thèm thuồng, đệ ngũ thành công tức giận đến quên cả đau đớn, hét lớn, tôi cũng muốn ăn thịt lão, cho tôi ăn. Không thành vấn đề. Xoẹt. Lý Trạch Vũ cũng cắt một miếng thịt từ cánh tay đệ ngũ Vũ, đưa đến bên miệng đệ ngũ thành công. Tipi chóp chép. Đệ ngũ thành công vừa nhai vừa nói, đệ ngũ Vũ, tao cũng muốn ăn thịt mày, uống máu mày. Tao còn muốn ăn nữa. Đệ ngũ Vũ cố nén đau đớn. Xoẹt. Lý Trạch Vũ lại cắt một miếng thịt từ cánh tay kia của đệ ngũ thành công. Cứ như vậy, hơn nửa giờ trôi qua. Toàn thân đệ ngũ Vũ với đệ ngũ thành công bị cắt ít nhất 20 mấy miếng thịt, trên người gần như không còn mấy chỗ hoàn chỉnh. Cuối cùng, người đầu tiên không chịu nổi là đệ ngũ Vũ, dù sao lúc nấy lão ta cũng đã bị Lý Trạch Vũ đánh trọng thương. Đệ ngũ thành công thoi thóp nhìn đệ ngũ Vũ đã chết. Lập tức cười rộ lên một cách điên cuồng. Ha ha ha, đệ ngũ Vũ, mày vẫn chết trước tao, ha ha ha. Cười xong, ông ta lại không nhịn được mà bật khóc. Có lẽ ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, chút lương tâm còn sót lại trong tâm hồn ông ta đã được đánh thức. Lý, Trạch Vũ, mày là ác mai. Tao có thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua. Lời nói của đệ ngũ thành công chưa dứt, ông ta đã tắt thở. Chát. Lý Trạch Vũ vứt con dao dính máu xuống đất, vẻ mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng chứa đồ. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong chờ ngoài cửa đã lâu. Xử lý sạch sẽ, Lý Trạch Vũ dặn dò một tiếng rồi rời đi. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong bước vào phòng chứa đồ, lập tức bị cảnh tượng bên trong dọa đến nôn mửa không ngừng. Trời ơi, thiếu gia sao lại tàn nhẫn như vậy? Hết cách rồi, đây là kết cục của việc đắc tội với thiếu gia. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đến hậu viện nơi ở của Mạc Trung Đường. Cộc cộc cộc, cửa phòng bị gõ vang. Vào đi, kẽo kẹt. Lý Trạch Vũ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Mạc Trung Đường đang ngồi trước bàn cờ, chơi cờ với chính mình. Ngồi xuống đi. Mạc Trung Đường dường như đã đoán được Lý Trạch Vũ sẽ đến tìm ông ấy. Lý Trạch Vũ cũng không khách khí, ngồi xuống nói thẳng, đưa ta đến Wixi. Cậu muốn ra tay với gia tộc đệ ngũ? Mạc Trung Đường hỏi một cách nghiêm túc. Lý Trạch Vũ gật đầu thừa nhận, ông cũng thấy rồi, diệt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân đến lại mọc, nếu không hoàn toàn tiêu diệt gia tộc đệ ngũ, nhà của chúng ta sẽ không có ngày bình yên. Lần này là do hắn trở về kịp thời, Lý Viễn Sơn với Lý Định Quốc mới không gặp bất trắc. Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Hắn sẽ không để người mình quan tâm gặp bất kỳ nguy hiểm nào, dù chỉ là một chút xíu. Mạc Trung Đường thở dài, nói. Bốn gia tộc võ đạo trong Wixi đều cùng một ruột, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nếu cậu ra tay với gia tộc đệ ngũ, ba gia tộc còn lại sẽ không đứng nhìn. Vậy thì diệt hết.
Lý Trạch Vũ vô cùng độc tài. Rời khỏi hậu viện, Lý Trạch Vũ trực tiếp đến Sở Phượng Vệ ở sân bên. Nam Cung Thạc, Cẩu Phú Quý và những người khác đã chờ đợi từ lâu. 72 phượng vệ xếp thành ngay ngắn thành hàng ngang. Thiếu gia, Lý thiếu gia. Nhìn thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện, Cẩu Phú Quý và ba người khác tiến đến chào hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu, nhìn về phía phượng vệ, hỏi, tất cả mọi người đã đến đủ chưa? Đã đến đủ rồi, chị Phượng dẫn đầu đáp lời. Lý Trạch Vũ vẫy tay với Nam Cung Thạc, giới thiệu với mọi người một người, ông ấy tên là Nam Cung Thạc, từ nay về sau ông ấy chính là thủ lĩnh phượng vệ. Trong lòng Tiêu Cửu Minh có hơi thất vọng. Rốt cuộc phượng vệ là do ông ấy một tay sáng lập, giờ đây lại thành công lao cho người khác. Lý Trạch Vũ dường như nhận ra sự khác thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Cửu Minh, lão Tiêu, để Nam Cung Thạc tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh phượng vệ không có ý nhắm vào ông, bởi vì lát nữa tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn giao cho ông. Nhiệm vụ quan trọng hơn. Trong phút chốc, mắt Tiêu Cửu Minh sáng lên, sự không vui trong lòng tan biến như mây khói. Trở lại chuyện chính. Tuy nhà họ Lý phòng thủ nghiêm ngặt, nhưng trước mặt cao thủ chân chính lại như không có tác dụng, chuyện xảy ra hôm nay chính là một ví dụ điển hình. Nói đến đây, Lý Trạch Vũ vỗ vai Nam Cung Thạc, lão Nam, về sau phượng vệ giao cho ông xử lý, đủ để chứng minh tôi coi trọng ông đến mức nào, ông đừng làm ta thất vọng. Lý thiếu gia yên tâm, chuyện như hôm nay tôi bảo đảm sẽ không xảy ra nữa. Nam Cung Thạc khí phách hăng hái đảm bảo. Lý Trạch Vũ gật đầu. Sau đó xoay người đi đến bên cạnh Tiêu Cửu Minh, lão Tiêu, mình ra đây nói chuyện đi. Một lát sau, hai người đến dưới tán cây cổ thụ. Lão Tiêu, ông có biết tôi định giao nhiệm vụ gì cho ông không? Ở trước mặt tôi đừng úp mời. Tiêu Cửu Minh có chút sốt ruột. Lý Trạch Vũ cười gượng gạo, nói, trước đây tôi đã nói với Phú Quý và Tương Vong rằng, chỉ cần tìm được dược liệu tẩy tủy gân cốt là tôi có thể thay đổi thể chất của cậu ấy, ông có biết chuyện này không? Biết. Tiêu Cửu Minh thở dài, nói, tôi đã lật xem rất nhiều sách cổ, mới biết được dược liệu tẩy tủy gân cốt khó tìm như thế nào, một số loại dược liệu có thể nói là báu vật, không phải có tiền là mua được, mà cần phải có cơ duyên. Ông Mạc sẽ đưa ông đến một nơi, nơi đó có rất nhiều loại dược liệu quý hiếm đã thất truyền từ lâu. Thật sao, tôi không lừa gạt người nhà. Lý Trạch Vũ bảo đảm, đến lúc đó, ông vừa tìm kiếm báu vật tẩy tủy gân cốt, vừa giúp tôi tìm hiểu một chút tin tức. Trước đây nhà họ Mạc cũng là một thế gia võ đạo hùng mạnh ở Wixi, chỉ là do đời sau con cháu không biết cố gắng, nhiều năm không xuất hiện nhân tài võ. Đạo nên đã sa sút. Mà Mạc Trung Đường đã đến thế tục từ vài chục năm trước, ông không nắm rõ lắm về những biến đổi trong Wixi. Cho nên Lý Trạch Vũ mới nghĩ đến việc cho Mạc Trung Đường dẫn Tiêu Cửu Minh đi trước để nắm rõ tình hình bên trong Wixi, chờ đến khi hắn sắp xếp xong mọi việc, sẽ dẫn người đi tiêu diệt gia tộc đệ ngũ. Được. Tiêu Cửu Minh sảng khoái đồng ý. Cả đời này ông ấy không con không cái, chỉ thu nhận hai đệ tử là Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong, tất nhiên sẽ có ý định muốn giúp đỡ họ thành công. Sau khi bàn bạc thêm một số chuyện quan trọng, Lý Trạch Vũ mới một mình đi về phía chủ đường. Chưa đến gần, hắn đã nghe tiếng Lý Viễn Sơn với Lý Định Quốc đang nói chuyện ồn ào, có vẻ như đang tranh cãi về điều gì đó. Cha, con hiểu tâm trạng của cha. Nhưng lần này nếu không phải cô bé chịu kịp thời ra tay tương trợ, chỉ sợ hai chúng ta đều đã không còn. Nói là nói thế, nhưng con bé nhà họ Trần mới là người đầu tiên có hôn ước với Trạch Vũ. Cô bé nhà họ Triệu kia còn bái đường với Trạch Vũ rồi đó. Lý Định Quốc cho rằng nếu không có Triệu Như Mộng, ông ấy và Lý Sơn Xà có thể đã chết, vì vậy ông ấy muốn ủng hộ Triệu Như Mộng làm chính cung nương. Nương! Nhưng Lý Viễn Sơn lại kiên trì muốn giữ vị trí chính cung cho Trần Thanh Tuyết. Hai cha con tranh luận đến mức mặt đỏ tai hồng. Hai người ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì làm hả? Lý Trạch Vũ cau mày xuất hiện trước mặt hai người. Thằng nhóc thối, cháu tới đúng lúc lắm. Lý Viễn Sơn vẫy tay, nói, ông hỏi cháu thấy ai xứng đáng làm chính thất hơn? Lý Trạch Vũ cảm thấy bất lực, ban đầu hắn còn nghĩ Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc bị kinh hãi, đang định đến trấn an họ. Nhưng nhìn bộ dạng hai người không hề để tâm. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi. Dù là Lý Viễn Sơn hay Lý Định Quốc, đều là từ cõi chết trở về, đã đi qua quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần, chuyện xảy ra ban ngày đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Rời khỏi chủ đường, Lý Trạch Vũ trở về phòng mình. Cửa phòng không khóa, Triệu Như Mộng đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố xa hoa trụy lạc.
kẽo kẹt, Lý Trạch Vũ đi vào sau đó thuận tay đóng cửa lại. Triệu Như Mộng nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Lý Trạch Vũ sau đó hơi mỉm cười, ông xã. Lý Trạch Vũ mặt lộ vẻ cười khổ nói, tìm hồi lâu mới biết cô ở phòng tôi. Chúng ta là vợ chồng, phòng của anh còn không phải là phòng em sao? Triệu Như Mộng nghịch ngợm nháy nháy mắt. Lý Trạch Vũ nhìn từ trên xuống dưới người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước mặt người ngoài, Triệu Như Mộng luôn tỏ ra lạnh lùng, chỉ có ở trước mặt hắn mới hoàn toàn khác biệt. Nhớ lại trước đây, vì đối phó Hách Liên vô tình, hắn giả vờ cùng Triệu Như Mộng bái đường thành thân, kết quả đối phương lại tin thật. Rất nhiều lần Lý Trạch Vũ đều suy nghĩ, mình có nhiều nữ nhân như vậy, thêm Triệu Như Mộng cũng không nhiều, thiếu một cũng không ít, tại sao không vui vẻ tiếp nhận? Chỉ tiếc chính hắn cũng không tìm thấy câu trả lời. Lúc trước cô nói Hách Liên vô tình xuất hiện à? Lý Trạch Vũ thu lại suy nghĩ. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Như Mộng hơi đổi, đúng vậy, lần đó lão ta trở lại bộ lạc chính là muốn tìm ông xã báo thù, cũng bởi vậy giận cá chém thất đánh mẹ em bị thương nặng. Có vấn đề. Lý Trạch Vũ nhíu mày, vô tình thần cung tuy rằng đã bị hủy diệt, nhưng chắc chắn còn có sót lại một số kẻ chưa được quét sạch. Nếu Hách Liên vô tình còn sống, nhất định có thể điều tra được tin tức vị trí của tôi. Cái này. Mắt đẹp của Triệu Như Mộng nheo lại. Còn nữa, cho dù lão ta không điều tra được tôi ở ngoại ô, lão ta chắc chắn sẽ tìm đến người bên cạnh tôi, nhưng lão ta lại không. Lý Trạch Vũ nhíu mày, vẻ mặt không thể nghĩ ra. Triệu Như Mộng ngượng ngùng nói, cái này em cũng không rõ lắm. Lý Trạch Vũ đảo mắt, nói, chúng ta lập tức đến Tái Bắc, sau đó lại truyền tin tôi xuất hiện ở Tái Bắc, dụ lão ma đầu kia đến sập bẫy, cô cảm thấy thế nào? Cách này rất hay. Triệu Như Mộng vội vàng đáp lại. Lúc đó Hách Liên vô tình nhất định sẽ đến Tái Bắc, rồi ông xã ra tay tiêu diệt tai họa này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát đi. Nói là làm, Lý Trạch Vũ không thích dây dưa. Triệu Như Mộng thuận thế ôm lấy cánh tay hắn, đi thôi. Kẽo kẹt. Ngay lúc mở cửa, Lý Trạch Vũ đột nhiên dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Triệu Như Mộng, thực lực của cô có vẻ tiến bộ rất nhanh. A, à, trong nháy mắt, tim Triệu Như Mộng đập thình thịch. Lý Trạch Vũ nhớ rất rõ lần đầu lúc nhìn thấy Triệu Như Mộng, thực lực của cô A chỉ có cảnh giới tông sư, vẫn còn cách cảnh giới võ thánh một khúc. Chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, người phụ nữ này vậy mà có thể đánh hơn trăm chiêu với đệ ngũ vũ. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực Triệu Như Mộng rất có thể đã đột phá tới cảnh giới thiên nhân. Hơn nửa năm ngắn ngủi liên tục đột phá hai cảnh giới lớn, trong thiên hạ trừ bản thân ra thì Lý Trạch Vũ không nghĩ ra còn có thể có ai có thể làm được. Phu quân, thực lực của em thật sự đột phá rồi. Triệu Như Mộng biết không qua loa được nên đành rộng rãi thừa nhận ầu năm mẫu thân em vô tình tìm được một đôi hà thủ ô ngàn năm, phối hợp với nội công độc môn nhà họ Triệu tụi em, khiến em một lần đã đột phá tới cảnh giới võ thánh. Vậy anh phải chúc mừng em, có thời gian nhớ đãi hai bàn chúc mừng nhé. Lý Trạch Vũ cười sâu xa, sau đó chuyển đề tài nói, đi thôi, chúng ta xuất phát. Được, Triệu Như Mộng khẽ thở dài. Một lát sau hai người tới sân bay, chuyến bay tiến về Tái Bắc đã ngừng. Nhưng đó cũng chỉ là với người bình thường thôi. Bởi vì cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, Lý Đại Đương ra là ai cơ chứ? Ra nước ngoài một chuyến vơ vét mấy chục tỷ đô la, khiến hắn vốn đã giàu có nhất nước trở nên càng có tiền hơn. Lúc hắn móc ra thẻ kim long để trước mặt nhân viên sân bay thì xém chút đã được xem như thần tài mà cúng bái. Mấy tiếng sau, Lý Trạch Vũ và Triệu Như Mộng đã bước ra khỏi sân bay hô hót, một chiếc Hummer phiên bản cải tiến đã chờ đợi họ từ lâu. Đây là yêu cơ cố ý phái tới đón bọn họ, quẹo cua nhiều lần thì cả hai đã đến được bộ tộc trước bình minh. Mẹ em đâu, không nhìn thấy bóng dáng yêu cơ, Lý Trạch Vũ không khỏi tò mò hỏi. Triệu Như Mộng thuận miệng nói, có thể ra ngoài rồi, đợi lát nữa em gọi điện cho bà ấy. À, Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu như ngầm hiểu. Qua mấy tháng rồi trở về, bỗng nhiên hắn cảm thấy bộ lạc thay đổi rất lớn. Rõ ràng nhất chính là mỗi người bộ lạc đều cung kính có thừa với Triệu Như Mộng. Dường như Triệu Như Mộng rất để bụng chuyện này. Lý Trạch Vũ khoát tay áo nói, không vội, ngủ một giấc trước rồi nói sau, tôi rất buồn ngủ. Vậy em hầu hạ phu quân cởi áo, Triệu Như Mộng chi kỷ sáp lại. Lý Trạch Vũ cuống quýt lùi lại mấy bước, không cần, tự anh làm được rồi, em cũng đi về nghỉ ngơi đi. Phu quân, đương nhiên Triệu Như Mộng không tình nguyện. Lý Trạch Vũ vội giải thích, chúng ta đã nói rồi,
phải cho anh chút thời gian chuẩn bị. Nhưng đã sớm qua 2 tháng rồi, ánh mắt oán trách kia của Triệu Như Mộng cho dù ai thấy cũng đều sẽ có loại cảm giác tôi thấy mà yêu. Lý Trạch Vũ nhất thời nghẹn lời. Lúc trước vì để ngăn cản Triệu Như Mộng, hắn nói dối mình cần 2 tháng chuẩn bị tâm lý, nhưng đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi ra nước ngoài, ước hẹn với người ta đã sớm trôi qua rồi. Phu quân, có phải anh chê em không? Đôi mắt Triệu Như Mộng đẫm lệ nói, nếu như phu quân cho rằng em không xứng với anh thì có thể viết một lá thư bỏ vợ bỏ em đi, đừng đối xử với em như vậy. Thư bỏ vợ, khóe miệng Lý Trạch Vũ hơi co rút mấy lần. Mẹ nó thời nào rồi còn thư bỏ vợ nữa. Nếu như không phải biết bộ lạc này gần như ngăn cách với đời, hắn thật sự sẽ hoài nghi bản thân đã trở về cổ đại. Cái đó, em không biết gần nửa năm nay thời gian anh ở nước ngoài nguy. Hiểm cỡ nào đâu, nhiều lần anh xém chút chết rồi, vốn không có thời gian nghĩ tới chuyện nhi nữ tình trường. Vì viện lý do, Lý Trạch Vũ cố ý nói ngoa. Ví dụ ở nước anh xém chút bị đội đặc chiến đánh cho thành cái sàng, ở nước Mỹ lại xém chút chết dưới tay Tam Đại Tu La Vương, còn có một đám quái vật hút máu suýt nữa hút sạch máu của hắn. Nói gần nói xa nghĩa là muốn nhắc nhở Triệu Như Mộng, không tính non nửa thời gian nửa năm đã qua, phải bắt đầu tính toán lại thời gian 2 tháng. Anh xác định sẽ không lừa em nữa. Anh thề tuyệt đối không lừa em. Lý Trạch Vũ giơ thẳng 3 ngón tay lên, thề son sắt, nói là 2 tháng nhưng không chừng 2 ngày nữa anh sẽ chuẩn bị xong. Đến lúc đó lặng lẽ bò lên giường của em cũng đừng trách anh. Được, vậy em chờ anh. Gương mặt nhỏ của Triệu Như Mộng đỏ lên, vén rèm cửa lên rời đi giống như chạy trốn. Lý Trạch Vũ khế thở ra, lập tức nằm lên giường chuẩn bị hẹn hò với Chu Công. Cùng lúc đó, Triệu Như Mộng rời đi cũng không trở về ngủ mà đi tới lầu vải của Yêu Cơ. Chủ thượng, hai tên đàn ông bên ngoài lầu cung kính gọi. Nếu Lý Trạch Vũ ở đây thì e rằng sẽ giật nảy mình. Bởi vì xưng hô chủ thượng này là để gọi Yêu Cơ, chủ nhân bộ lạc. Triệu Như Mộng lạnh như băng hỏi, khoảng thời gian tôi rời khỏi nửa tháng này, mẹ tôi vẫn khỏe chứ? Người đàn ông lớn tuổi trong đó ôm quyền đáp, lão chủ thượng vẫn như trước kia, ăn không nhiều, cũng không nói chuyện với ai. Nghe vậy, Triệu Như Mộng khẽ nhíu mày, lập tức vén rèm cửa đi vào. Trong lầu vải, Yêu Cơ nhắm mắt nằm trên giường, bà ta thay đổi nhiều hơn mấy tháng trước, một đầu tóc bạc trắng. Mẹ, Triệu Như Mộng khẽ gọi. Ngón tay Yêu Cơ giật giật, nhưng không mở mắt ra. Triệu Như Mộng biết mẹ tỉnh rồi, nhưng không muốn để ý cô ta mà thôi, thế nên cô ta bèn phối hợp. Mẹ, con biết mẹ vẫn đang trách con. Có điều con tin rằng không bao lâu nữa mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ. Yêu Cơ vẫn không nói lời nào. Thực lực của con tăng lên rất nhanh, dựa theo kế hoạch của con, nhiều nhất nửa năm thì trên đời này sẽ không có ai là đối thủ của con nữa. Đến lúc đó con sẽ là nữ chí tôn của thiên hạ, ra lệnh một tiếng chúng sinh không dám không theo. Ha ha ha, Triệu Như Mộng vừa nói vừa tưởng tượng đến tương lai, kìm lòng không đặng cười ha hả. Con muốn làm gì mẹ cũng không ngăn cản con nữa. Dù sao nên nói mẹ cũng nói rồi, mong con tự giải quyết cho tốt. Bỗng nhiên Yêu Cơ mở miệng. Nghe vậy, tiếng cười của Triệu Như Mộng hoàn toàn biến mất, chỉ thấy cô ta bước tới bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm Yêu Cơ. Mẹ, con chỉ làm chuyện mình muốn làm, vì sao mẹ cảm thấy con sai chứ? Nếu như con tự mình đi đúng đường từng bước thực hiện giấc mơ này, mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ con, nhưng con không nên đi đường tà ma ngoại đạo. Đôi mắt Yêu Cơ đỏ lên, nước mắt che phủ đôi mắt. Nức nở nói, Như Mộng, đừng chấp mê bất ngộ nữa, quay đầu đi, bây giờ còn kịp. Quay đầu, ánh mắt Triệu Như Mộng bỗng nhiên sắc bén, chém đỉnh chặt sắt nói, con không sai, tại sao phải quay đầu? Từ xưa đến nay cường giả vi tôn, mạnh được. Yếu thua, những người kia trở thành bàn đạp của con đều là vì bọn họ yếu. Con đã gặp ma chướng rồi, Yêu Cơ bất đắc dĩ thở dài, mẹ không thể ngăn cản con, nhưng mẹ tin có một người chắc chắn sẽ ngăn cản con. Mẹ ám chỉ là phu quân của con à? Không sai. Yêu Cơ thừa nhận. Ha ha ha, Triệu Như Mộng cười xòa. Mẹ, có lẽ mẹ không biết, hắn đã tới bộ lạc chúng ta rồi, hắn sẽ nhanh chóng trở thành bàn đạp của con thôi. Không điên không thành ma, chỉ chính là Triệu Như Mộng. Yêu Cơ làm thế nào cũng không ngờ tới thực lực của con gái tiến bộ cấp tốc cũng không phải bởi vì gân cốt rất tốt, mà là lợi dụng môn tuyệt học thay mận đổi đào này hại người lợi mình. Trước mắt nghe thấy Lý Trạch Vũ đã tới bộ lạc, trái tim bà ta lập tức thắt lại, bà ta vũng vẫy đứng dậy từ trên giường. Nhưng mà giày vò cả buổi, ngay cả làm bà ta cũng tốn sức,
càng đừng nhắc tới xuống giường đi tìm Lý Trạch Vũ. Mẹ, mẹ không ngăn cản con được, con vẫn nói câu đó, ngày con thành công mẹ sẽ biết con đúng. Nói xong Triệu Như Mộng quay người muốn rời khỏi. Đợi đã, Yêu Cơ gọi. Triệu Như Mộng dừng bước quay người lại, mẹ, ngài còn gì dặn dò à? Hắn đã bái đường cùng con, lẽ nào con cũng nhẫn tâm tổn thương hắn? Yêu Cơ lo lắng. Trước mắt bà ta có thể ngăn cản con gái cũng chính là có người con rể Lý Trạch Vũ này, nhưng nếu ngay cả Lý Trạch Vũ cũng ngã xuống thì con gái của bà. À chắc chắn rơi vào vực sâu tăm tối. Cho dù nói thế nào hắn cũng là phu quân tốt của con chắc chắn giữ lại một mạng cho hắn, ha ha ha. Triệu Như Mộng vừa cười vừa vén rèm cửa lên rời đi. Yêu Cơ ngu ngơ nằm trên giường, trong lúc nhất thời mặt xám như cho. Một lát sau, rầm rầm, bên ngoài lều bỗng nhiên truyền đến tiếng đấm đá, ngay sau đó màn cửa bị người ta xốc lên, một bóng người vọt vào. Yêu Cơ nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt lập tức lóe sáng, là cậu. Cha cha, Lý Trạch Vũ nhếch miệng, tuyệt đối đừng nói tôi là con gái bảo bối của bà biến bà thành như vậy nhé. Lần đầu nhìn thấy Yêu Cơ hắn đã biết công lực đối phương đã hoàn toàn biến mất, đồng thời gân cốt đứt đoạn. Ai ra, Yêu Cơ thở dài, bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, vội nói, nhanh, Như Mộng vừa đi không lâu, cậu mau đuổi theo nó. Cô ta đi đâu, Lý Trạch Vũ nhíu mày. Yêu Cơ thúc giục, trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, đuổi theo nó, đến lúc đó cậu sẽ biết mọi thứ. Được thôi, Lý Trạch Vũ quay người rời khỏi lều trại. Đợi đã, bỗng nhiên Yêu Cơ gọi. Lý Trạch Vũ dừng bước nhưng không quay người, tâm như gương sáng nói, yên tâm. Tôi sẽ không giết cô ta, ít ra trước mắt sẽ không. Nói xong vén rèm cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một chiếc Land Cruiser lái ra khỏi bộ lạc, người lái nó là Triệu Như Mộng. Lý Trạch Vũ nhìn xe rời đi, cũng không lập tức lái xe đuổi theo. Dù sao xe trên thảo nguyên rất ít, nếu lái xe đuổi theo chắc chắn sẽ bị Triệu Như Mộng phát hiện. Thông qua điều tra, hắn đánh giá ra phương hướng quỹ đạo xe lái đi. Thế nên lập tức điều khiển một chiếc xe tăng 300 lái về phía đồi núi nhỏ. Độ dốc của sườn đồi này gần như thẳng đứng ở cuối, ngay cả những chuyên gia địa hình giàu kinh nghiệm cũng có thể không lái được lên đó, nhưng Lý Trạch Vũ lại không để tâm chút nào. Chỉ thấy hai bánh trước của xe tăng 300 đã vượt lên gò núi, xém chút đã có bắn vọt lên. Lúc này Lý Trạch Vũ không hề nhấn ga mà bẻ lái rồi lao 180 độ trên ngọn đồi gần như thẳng đứng. Đầu xe hướng xuống dưới. Đuôi xe hướng về phía sau, gài số đầu tiên và nhấn ga về cuối. Vùi xe tăng 300 leo ngược thành công lên đồi. Nếu có người thấy cảnh này e rằng sẽ sợ đến rất cằm. Nói không chừng còn sẽ báo cảnh sát tại chỗ. Bởi vì thao tác kỹ thuật cấp bậc như vậy hoàn toàn không khoa học. Xì xì sau khi vượt lên núi, Lý Trạch Vũ lần nữa cho xe quay 180 độ rồi lái xe rời đi. Sau 2 phút, bỗng nhiên hắn ngừng xe lại, mở cửa xe nhảy xuống. Bay vút về phía một gò núi nhỏ. Lý Trạch Vũ đoán không sai, Land Cruiser quả nhiên đang đi về phía này. Mà xe Việt dã hắn lái chỉ để đi tắt thôi. Nằm dạp trên mặt đất, lợi dụng bãi cỏ che kín người, kiên nhẫn chờ đợi xe này đi qua. Một lát sau, Land Cruiser chạy tới từ xa, tốc độ xe cũng không phải rất nhanh. Ngay khoảnh khắc người và xe giao nhau, Lý Trạch Vũ vỗ tay xuống đất, cả người bay lên không, lại nhờ đó thành công nhảy lên nóc xe. Một phen thao tác gọn gàng, động tác nhẹ nhàng, khiến cho Triệu Như Mộng trong xe cũng không phát hiện sự khác thường. Sau khoảng 10 phút, xe cuối cùng dừng lại ở một sơn cốc. Triệu Như Mộng mở cửa xe bước xuống, không nhanh không chậm đi về phía hang đá trong sơn cốc. Chủ thượng, hai người mở cửa lập tức đứng dậy nghênh đón. Triệu Như Mộng khẽ gật đầu. Lúc này Triệu Như Mộng mới một mình đi vào trong hang đá. Hôm nay tới sớm ghê. Hách Liên vô tình tóc tai bù xù, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối khẽ nói. Triệu Như Mộng che mũi tới gần, từ trên cao nhìn xuống nói, Thánh Vương, thời gian dài như vậy uất ức ngài rồi, lần này tôi cố ý tới giải thoát cho ngài. Nghe vậy, Hách Liên vô tình mạnh mẽ gật đầu, có ý gì? Tôi đã nói rất rõ ràng, bỏ tù Thánh Vương ngài như vậy khiến tôi rất băn khoăn, cho nên tôi quyết định để Thánh Vương giải thoát. Vẻ mặt Triệu Như Mộng thành thật đáp. Còn người Hách Liên vô tình co rụt lại, cô đã nói sẽ giữ lại một mạng cho. Tôi, Triệu Như Mộng nhìn ông ta giống như kẻ ngốc, chế giễu nói, lúc trước nếu tôi không đồng ý, mấy ngày nay Thánh Vương ngài sẽ ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Ha ha ha, Hách Liên vô tình mặt xám như cho nói,
con bé nhà cô lòng dạ sâu thật, chẳng trách bản tọa sẽ rơi vào tay cô. Thánh Vương, nói thật với ông nhé, vốn dĩ tôi tưởng chỉ cần hấp thụ 8 phần công lực của ông sẽ có thể vô địch thiên hạ, nhưng tôi sai rồi. Triệu Như Mộng nhíu mày, cho dù tôi hấp thu hết công lực của ngài thì e rằng cũng sẽ không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ. Cái gì? Nghe lời này, Hách Liên vô tình sợ hãi, không thể nào, thực lực thằng nhóc kia bản tọa biết rõ, hắn cũng chỉ mạnh hơn bản tọa một bậc thôi, thực lực của cô vốn đã tới cảnh giới võ thánh, hấp thu 8 phần công lực của bản tọa, tuyệt đối có thể đánh bại thằng nhóc kia. Thánh Vương à Thánh Vương, không ngờ ông sống hơn 100 năm còn ngây thơ như thế. Triệu Như Mộng cười mỉa mai, nếu như ông chỉ yếu hơn Lý Trạch Vũ một bậc, cho dù ông không địch lại đối phương, muốn chạy trốn hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà ông nghĩ kỹ coi, lúc ấy nếu như ông không chọn nhảy xuống vách núi thì tỷ lệ chạy trốn khỏi tay lớn bao nhiêu. Nghe vậy, Hách Liên vô tình lơ đãng. Vấn đề này nói ra chân tướng. Nhớ hôm đó, nếu như không nhảy núi thì với tốc độ của Lý Trạch Vũ, hẳn rất nhanh có thể đuổi kịp ông ta, như vậy kết cục của ông ta sẽ không thể có khả năng sống sót. Cho nên chênh lệch giữa ông ta và LTC có lẽ không chỉ một bậc, có lẽ chênh hẳn một cảnh giới. Vừa nghĩ tới đây, Hách Liên vô tình mạnh mẽ lắc đầu, chuyện này không thể nào, bản tọa sống hơn 100 năm, chưa từng nghe nói có người đạt tới cảnh giới đó, chuyện này không thể nào. Thánh Vương, đừng lộn xộn. Đương nhiên Triệu Như Mộng không có kiên nhẫn, cô ta chuẩn bị ra tay hấp thu tất cả công lực trên người Hách Liên vô tình. Ngay lúc tới ải quan trọng, ngoài hang đá bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khiến hai người thấy quen thuộc. Bà xã, em ở bên trong à? Bà xã, em ở bên trong à? Giọng nói truyền đến từ bên ngoài đúng là giọng nói mà Triệu Như Mộng quen thuộc, đồng thời cũng là giọng nói mà Hách Liên vô tình không bao giờ quên được. Lý Trạch Vũ, sao hắn lại đến đây? Triệu Như Mộng không thể hiểu được. Bịch bịch, trong hang đá yên tĩnh, tiếng bước chân truyền đến rất rõ ràng. Mỗi giây trôi qua, Triệu Như Mộng càng thở nhanh hơn. Biểu cảm trên mặt Hách Liên vô tình chuyển từ tuyệt vọng sang vui buồn lẫn lộn, ánh mắt nhìn về phía Triệu Như Mộng ẩn chứa sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Cuối cùng, Lý Trạch Vũ mà hai người quen thuộc cũng xuất hiện trong hang đá. Phu quân, Triệu Như Mộng há miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Ôi, Lý Trạch Vũ tỏ ra ngạc nhiên, người trong bộ lạc không lừa anh, đúng là bà xã đang ở đây. Triệu Như Mộng nhíu mày, bất ngờ hỏi ngược lại, phu quân, anh theo dõi em. Hừ, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu. Lý Trạch Vũ giải thích, anh không hề theo dõi em. Nếu anh không theo dõi em làm sao anh biết em đang ở đây? Triệu Như Mộng chất vấn. Chậc, Lý Nương gia chợt á khẩu. Phu quân, chúng ta đã bái đường với nhau, thế nhưng anh lại không tin tưởng em mà còn theo dõi Hy Mồ. Triệu Như Mộng tỏ ra vô cùng đau lòng. Lý Trạch Vũ thầm mắng Triệu Như Mộng. Má nó, kỹ thuật diễn xuất này không thấp hơn mình chút nào. Bà xã, anh không theo dõi em, anh tới. Tới. Lý Trạch Vũ đảo mắt, bất ngờ giơ tay chỉ về phía Hách Liên vô tình nhếch nhác đang đứng kế bên. Trong bộ lạc xuất hiện lời đồn nhảm nhí về hai chúng ta, bọn họ nói em lén lút ngoại tình sau lưng anh. Mẹ nó, không ngờ lời đồn này là sự thật. Ngoại tình. Bất ngờ bị vụ oan làm Triệu Như Mộng không kịp đề phòng, cô ta chợt ngơ ngác, phu quân. Em không có, anh hãy nghe em giải thích. Lý Trạch Vũ giận dữ nói, chết tiệt, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thì còn giải thích gì nữa chứ? Chuyện này không chỉ làm Triệu Như Mộng không biết phải giải thích thế nào, mà còn khóe môi của Hách Liên vô tình cũng co rút. Trí tưởng tượng phong phú và miệng lưỡi lanh lẹ của Lý Đương gia thật sự làm người ta phải khâm phục. Triệu Như Mộng trẻ trung xinh đẹp như thế, cho dù cô ta bị mù cũng sẽ ghét bỏ lão già như Hách Liên vô tình. Lý Trạch Vũ, tôi là Hách Liên vô tình. Hách Liên vô tình chủ động lên tiếng. Ông ta sợ rằng nếu bản thân không nói tiếng nào thì bản thân sẽ bị nhấn chìm bởi bát nước bẩn mà Lý Trạch Vũ hất ra. Khốn kiếp, ông là Hách Liên vô tình ư? Ha ha. Lý Trạch Vũ cười khinh bỉ, hắn giả ngủ nói, mẹ nó, sao ông không nói mình là Long chủ luôn đi? Ta. Ông câm mồm ngay cho tôi. Hách Liên vô tình còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lý Trạch Vũ ngắt lời. Bây giờ không phải là lúc ông được lên tiếng, ông mà còn nói nữa thì tôi sẽ đánh ông gấy răng đấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Như Mộng, em còn gì để giải thích nữa không? Lý, Trạch, Vũ, ngay cả hai chữ phu quân Triệu Như Mộng cũng không thèm gọi, chứng tỏ cô ta đang vô cùng tức giận, anh đừng có ngậm máu phun người này thật sự là Hách Liên vô tình.
đến bây giờ mà em còn muốn xảo biện đúng không? Để ông đây xem em còn cứng miệng được đến bao giờ. Lý Trạch Vũ hừ lạnh rồi nói, em nói lão ta là Hách Liên vô tình, vậy em có chứng cứ gì không? Bổn tòa. Phịch. Hách Liên vô tình vừa mở miệng thì có một chiếc giày bay tới. Những người có mặt tại đây đều phải khâm phục khả năng khống chế sức mạnh của Lý Đương gia, sức mạnh này vừa đủ để đánh bật hai cây răng cửa của Hách Liên vô tình. Ông mà còn nói nữa, tôi sẽ may miệng ông lại đấy. Lúc Lý Trạch Vũ nói chuyện, hai cây kim bạc đã xuất hiện trong tay hắn. Hách Liên vô tình thầm run rẩy, vội vàng ngậm miệng, trong lòng lão ta chợt lóe lên cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Triệu Như Mộng nghiến răng, nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, người này thật sự là Hách Liên vô tình. Em nói đúng là đúng sao? Chứng cứ đâu? Còn nữa, sao Hách Liên vô tình lại ở đây? Em đến tìm lão ta làm gì? Lý Trạch Vũ liên tục đưa ra câu hỏi. Giận quá mất khôn, Triệu Như Mộng hét lên, lão ta là Hách Liên vô tình, em nhốt lão ta ở đây vì muốn hấp thụ công lực của lão ta. Ồ! Nhất thời, không gian trong hang đá lại rơi vào yên tĩnh lần nữa. Lý Trạch Vũ liếc nhìn Hách Liên vô tình rồi nhìn về phía Triệu Như Mộng, anh đã nói sao thực lực của em lại tăng lên một cách nhanh chóng như vậy, thì ra là do đi đường tắt. Trước đây, Hách Liên vô tình bị anh ép phải nhảy xuống vách núi. Trên đường về em đã phát hiện lão ta. Lời đã nói giống như bát nước hắt đi, tới lúc này, Triệu Như Mộng biết chuyện này không thể giấu giếm được nữa nên mới thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa cô ta còn kể lại rõ ràng đầu đuôi sự việc. Xin lỗi phu quân, em không nên lừa dối anh. Triệu Như Mộng vừa khóc vừa xin lỗi. Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc và hỏi, vậy em có từng nghĩ đến việc hấp thu luôn công lực của anh hay không? Tuyệt đối không. Triệu Như Mộng vội vã phủ nhận. Em xin thề em chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại phu quân. Lý Trạch Vũ, người phụ nữ này đang nói dối. Trong lúc nguy cấp, Hách Liên vô tình bất chấp sự uy hiếp mà hét lớn, cô ta đã từng nói với bổn tọa rằng kế tiếp sẽ hút sạch công lực của cậu. Lần này Lý Trạch Vũ không ngăn cản Hách Liên vô tình nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Như Mộng. Rõ ràng hắn đang chờ một lời giải thích. Ánh mắt Triệu Như Mộng trở nên hốt hoảng, cô ta nói, phu quân, lão ta vu khống em. Người phụ nữ này muốn kế thừa chí hướng của bổn tọa, trở thành nữ hoàng của thế giới. Hách Liên vô tình cười lạnh rồi nói, bổn tọa đã nhắc nhở cậu rồi, tin hay không thì tùy cậu. Lão Hách, dựa vào giao tình giữa chúng ta, chắc chắn là tôi tin tưởng ông. Nghe đến đây, Triệu Như Mộng càng căng thẳng hơn, ngay cả móng tay cũng sắp đâm vào da thịt. Mặc dù Hách Liên vô tình cho rằng giữa mình và Lý Trạch Vũ chẳng những không có giao tình mà còn có thù, thế nhưng khi nghe hắn nói vậy, lão ta lại cảm thấy vui mừng và nghĩ thầm, thằng nhóc này không phải là kẻ ngốc. Nhưng mà... Giây tiếp theo, Lý Trạch Vũ lại lên giọng, Triệu Như Mộng là vợ của tôi, sao tôi có thể nghi ngờ cô ấy được chứ? Đờ mờ. Khóe miệng Hách Liên vô tình giật giật, nhanh chóng rút lại lời mình thâm nói. Mẹ nó, thằng nhóc này là đồ ngu. Triệu Như Mộng vô cùng vui mừng, phu quân nói đúng, dù em lừa ai cũng sẽ không lừa anh. Khoan, anh còn chưa nói hết. Lý Trạch Vũ phất tay rồi nói tiếp, bà xã, tuy anh không nghi ngờ em nhưng anh lại nghĩ lão Hách cũng không có lý do gì để gạt anh, em xem hay là như thế này được không? Em dạy cho anh bí kíp hấp thu công lực của người khác, sau đó em để cho anh hấp thu công lực của em, vậy thì anh có thể yên tâm tin tưởng em, thế nào? Nghe hẳn nói xong, Triệu Như Mộng sững sờ tại chỗ, không nói nên lời. Còn Hách Liên vô tình lại cố gắng chịu đựng vết thương trên người mà giơ ngón tay cái với Lý Đại Đương ra. Thằng nhóc nhà cậu quá thông minh, à không, là xảo quyệt mới đúng. Trên đời này chuyện lạ gì cũng có, từ xưa đến nay thiên tài võ thuật nhiều vô số kể. Hấp công đại pháp là một môn tuyệt thế thần công độ một thiên tài thời Minh sáng tạo ra, người luyện môn võ công này có thể hấp thu kình khí trong đan điền của võ giả khác để bản thân sử dụng, làm cho bản thân ngày càng mạnh hơn. Vì môn võ công này quá nghịch thiên nên người trong võ lâm rất sợ hãi và xem nó là loại võ công tà ác. Nếu ai dám tự luyện môn võ công tà ác này thì sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ võ lâm. Mà vị cường giả sáng tạo ra hấp công đại pháp cũng đã chết vì bị người trong võ lâm bao vây tiêu diệt, từ đó hấp công đại pháp cũng biến mất. Vào cuối thời nhà Thanh, môn võ công tà ác này mới xuất hiện trở lại. Nó chính là bí kíp thay mận đổi đào mà Độc Cô Thiên Thu sử dụng. Năm xưa, nếu tiền bối Tô Thắng Thiên không ra tay nghĩa hiệp thì không biết đã có bao nhiêu người trong chốn giang hồ phải chết. Sau này,
Hòa thượng Nhất Trinh đã sai Lý Trạch Vũ điều tra lai lịch của Triệu Như Mộng với thái độ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Khi đó, Lý Trạch Vũ không hề để tâm đến việc này, bây giờ nghĩ lại mới thấy đại hòa thượng có tầm nhìn xa. Bà xã, em thấy lời đề nghị của anh thế nào? Lý Đại Đương ra cười không chút ngượng ngùng, dù sao của em cũng là của anh, còn của anh thì là của anh, giữa vợ chồng chúng ta không nên quá khách sáo, em nói phải không? Triệu Như Mộng nghiến chặt răng, không nói lời nào, rõ ràng cô ta không muốn chấp nhận thỏa thuận bá đạo, này. Nhóc con, cô ta sẽ không chắp tay nhường lại sự cố gắng nhiều năm cho cậu đâu, chuyện này còn khó chịu hơn là giết chết cô ta nữa. Hách Liên vô tình đứng bên cạnh tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa. Bịch, lại thêm một chiếc giày nữa đập vào mặt Hách Liên vô tình. Lý Trạch Vũ giận dữ trợn mắt, vợ chồng tôi đang bàn bạc, ông lại nhảy gì chứ? Ông giỏi nhất là nói nhảm đấy. Lý Trạch Vũ, Hách Liên vô tình gần từng chữ. Có câu thà chết chứ không chịu nhục, liên tục bị người ta quăng giày vào mặt làm sao thánh vương của vô tình thần cũng chịu đựng được chứ? Ông thử lại nhảy thêm lần nữa xem tôi có dám đánh gãy hết răng của ông hay không. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ tôi khai nói giỡn. Hách Liên vô tình lập tức ngậm miệng, không dám thở mạnh. Lão ta hoàn toàn không dám chạm vào giới hạn của Lý Đại Đương gia. Phu quân. Cuối cùng Triệu Như Mộng cũng lên tiếng. Lý Trạch Vũ bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe, bà xã nói đi. Triệu Như Mộng nghiêm túc nói, lời đề nghị của phu quân không tệ. Hai vợ chồng chúng ta vốn là một thể, đã vậy tại sao lại phu quân không muốn tặng công lực của anh cho em? Nhảm nhí, anh là đàn ông, sao có thể nghe lời phụ nữ được chứ? Lý Trạch Vũ tức giận đỏ mặt, lập tức trở mặt. Triệu Như Mộng không chịu yếu thế, xã hội hiện giờ nam nữ đều bình đẳng, tại sao đàn ông không thể nghe lời phụ nữ? Nam nữ bình đẳng, ha ha. Đàn ông phải làm việc bẩn nhất, mệt nhất, gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng cả nhà già trẻ lớn bé. Có khổ cũng không dám nói, muốn khóc cũng không dám khóc. Còn phụ nữ thì sao, chẳng phải phụ nữ chỉ cần xinh đẹp mà thôi, đúng không? Ha ha, tuy nhiên, anh nói vậy cũng không phải có ý kỳ thị phụ nữ. Anh chỉ muốn nói cho em hiểu, trong thời bình ai cũng có thể nói nam nữ bình đẳng, nhưng một khi chiến tranh xảy ra, người phải ra chiến trường trước chắc chắn là đàn ông. Khi nói những lời này, khí thế của Lý Trạch Vũ quá mạnh mẽ làm Triệu Như Mộng nữa chứ cũng không phản bác được. Hách Liên vô tình vốn định vỗ tay khen ngợi nhưng lại sợ Lý Đại Đương ra nói được thì làm được, thế nên vì bảo vệ mấy cây răng ít ỏi còn lại trong miệng. Mình lão ta quyết định bỏ qua. Bà xã, anh hỏi lần cuối, em có đồng ý với đề nghị của anh hay không? Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Mặc dù hắn đã đồng ý với yêu cơ sẽ tha mạng cho Triệu Như Mộng nhưng nếu người phụ nữ này không biết điều, hắn chắc chắn sẽ giết cô ta. Bởi vì hắn không muốn võ lâm lại xảy ra một trận gió tanh mưa máu nữa. Phu quân, Triệu Như Mộng cắn răng, vẻ mặt vô cùng không cam lòng. Đồng ý hay không? Lý Trạch Vũ chợt lên giọng. Em, Triệu Như Mộng ấp úng. Bỗng nhiên, cô ta vươn tay chạm vào thắt lưng trên eo. Lý Trạch Vũ tưởng người phụ nữ này muốn liều một trận sống mái nên nhanh chóng bày ra tư thế phòng ngự, chuẩn bị tấn công đối phương. Nhưng ngay sau đó, Triệu Như Mộng lại lấy hai viên đạn đen tuyền từ trong thắt lưng ra và ném về phía Lý Trạch Vũ. Vẻ on. Lý Trạch Vũ vốn định giơ tay bắt lấy nhưng một dự cảm không lành chợt lóe lên, thế là hắn nhanh chóng thu tay lại. Bùm. Viên đạn rơi xuống đất, tiếng nổ mạnh vang lên, giây tiếp theo một làn khói màu trắng và một làn khói hồng cùng xuất hiện. Bấy giờ Lý Trạch Vũ mới nhận ra bản thân đã trúng kế. Hắn lập tức đánh ra mấy chưởng liên tục. Lợi dụng cơn gió để xua tan làn khói, lúc này bóng dáng Triệu Như Mộng đã biến mất. Không chỉ vậy, ngay cả Hách Liên vô tình cũng mất tăm. Lý Trạch Vũ lập tức chạy ra ngoài hang. Vù vù, chiếc Land Cruiser đậu gần đó đã khởi động. Lúc này, bọn họ cách nhau hơn 100 mét, đường xá lại gập ghềnh, dù Lý Trạch Vũ dùng hết sức bay theo cũng không đuổi kịp. Má nó, Tôn Ngộ không muốn trốn thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai à? Lý Trạch Vũ bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho một dãy số. Alo, lại tìm tôi dọn dẹp bãi chiến trường nữa à? Giọng nói của Long Thiên Quân truyền đến. Lý Trạch Vũ bĩu môi rồi nói, mau điều tra từng tích của một chiếc xe giúp tôi, đồng thời dùng biển số xe và hệ thống camera giám sát điều tra hướng đi cuối. Cùng của chiếc xe kia. Long Thiên Quân ở đầu dây bên kia nghe thấy bản thân không phải đi dọn dẹp chiến trường nên vui vẻ đồng ý. Hơn nửa giờ sau, Lý Trạch Vũ về đến bộ lạc.
Yêu cơ biết con gái đã bỏ trốn lập tức nóng nảy, con nhóc kia bị ma ám rồi, còn nhất định phải ngăn cản nó, nếu không võ lâm sẽ gặp đại nạn. Mẹ yên tâm. Lý Trạch Vũ cười giả tạo, chỉ cần có con, người đàn bà điên kia sẽ không làm nên trò trống gì đâu. Đỡ mẹ đứng dậy, yêu cơ nói. Lý Trạch Vũ cũng không nghe theo mà lấy mấy cây kim bạc ra cắm vào người yêu cơ, sau đó hắn lại truyền một ít kình khí vào đan điền của bà ta. Ml yêu cơ khẽ hừ một tiếng, trông vẻ mặt bà ta rất thoải mái. Thật ra cơ thể bà ta không có vấn đề gì cả, chỉ vì kình khí trong đan điền bị rút cạn nên mới dẫn đến hiện tượng toàn thân tê liệt. Tình trạng này giống như xe bị hết đầu nên không thể khởi động được. Sau khi Lý Trạch Vũ truyền kình khí vào cơ thể bà ta thông qua kim bạc, đan điền của yêu cơ hoạt động trở lại và có thể tự ngưng tụ kình khí. Tuy nhiên, vì đan điền đã từng bị rút cạn, chịu hao tổn nặng nề nên cảnh giới võ thuật của bà ta không thể khôi phục lại như trước. Sau nửa giờ ngồi thiền, yêu cơ có thể tự mình xuống giường đi lại, bà ta bước tới góc khuất của căn lều, cố hết sức nhổ cây phát tài lên. Phía dưới gốc cây có giấu một hộp gỗ nhỏ. Yêu cơ lấy quyển sách cũ trong hộp gỗ ra rồi đưa tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Đây là bí kíp thay mận đổi đào, bây giờ mẹ giao nó cho con, muốn tu luyện hay tiêu hủy là tùy con. Nếu bí kíp nằm trong tay mẹ làm sao con gái mẹ lại học được? Lý Trạch Vũ cảm thấy vô cùng hoang mang. Từ nhỏ Triệu Như Mộng đã có năng khiếu chỉ cần xem qua một lần là sẽ không quên, yêu cơ từng cho cô ta xem Lý Đại Đào Cương một lần, không ngờ cô ta lại nhớ hết, hơn nữa còn len lén luyện tập. Nếu như yêu cơ biết, có thế nào bà ta cũng sẽ không để con gái biết chuyện này. Đáng tiếc không có nếu như. Quyền công pháp này giao lại cho cậu, đồng thời tôi cũng hy vọng bất kể như thế nào cũng mong cậu hãy tha cho Như Mộng một mạng. Yêu cơ dùng giọng điệu cầu khẩn nói. Lý Trạch Vũ gật đầu, nói, tôi cũng không muốn giết cô ta, nhưng điều kiện là cô ta đừng có chạm đến giới hạn của tôi. Không muốn giết Triệu Như Mộng là thật, dù sao cô ta cũng đã từng cứu Lý Viễn Sơn và Lý Định Quốc. Thật ra tôi có thể cảm nhận được, con bé đó thật lòng thích cậu. Hay. Yêu cơ thở dài một tiếng, nói, tôi rất hy vọng cậu và con bé có thể sống với nhau, trải qua cuộc sống bình an, hạnh phúc trọn đời. Giờ này phút này, chỉ có những bậc làm mẹ trên thế giới này mới hiểu được tấm lòng của bà ta. Lý Trạch Vũ không nói gì thêm, cấm giấy và viết trên bàn, sau đó viết một bài thuốc, rồi dặn dò nói, 7 loại thuốc này mỗi loại 2 văn tiền, 3 bát nước nấu tới khi còn một bát, uống liên tục trong vòng 1 tháng, có thể giúp cho bà nhanh chóng hồi phục. Cảm ơn. Yêu cơ gật đầu. Lý Trạch Vũ không ở lại thêm nữa, lái xe rời khỏi bộ lạc. Cũng cùng lúc đó, Triệu Như Mộng lái xe trốn chạy nhưng không hề rời khỏi Tắc Bắc, mà là lái xe đến biên giới nước Thảo Nguyên và nước Hùng. Hách Liên vô tình ngồi đằng sau, trong lòng cảm thấy khó chịu, lúc đó kế hoạch của lão ta đã vụt mất dù đã trong tầm tay, lão ta thua trong tay Triệu Như Mộng. Thánh Vương, không ngờ vật đổi sao rời, chúng ta lại đồng mệnh tương liên. Bị người ta bức ép đến mức phải chạy trốn tha phương. Triệu Như Mộng tràn đầy cảm xúc nói. Nhà đầu, hút hết công lực của lão đây trong một lần đi, cho lão đây được ra đi nhanh chóng. Lắm lúc Hách Liên vô tình lại có suy nghĩ muốn tìm đến cái chết. Có lẽ lão ta biết rõ đã không còn cơ hội để chờ mình, tiếp tục sống cũng chỉ là chịu khổ, chỉ bằng chết quách đi cho xong. Thánh Vương, giờ tôi còn chưa thể giết ông. Triệu Như Mộng bất lực thở dài, nói. Ở nước Thảo Nguyên tôi còn phải dựa vào mối quan hệ của ông. Hả? Nghe thấy những lời này, tâm hồn đã héo tàn của Hách Liên vô tình lại bừng sức sống. Ở nước Thảo Nguyên lão ta có rất nhiều người quen, đến đó nói không chừng còn có cơ hội đâm sau lưng Triệu Như Mộng một cái, từ đó cướp lại những thứ thuộc về mình. Bỗng nhiên, Hách Liên vô tình đã không muốn chết nữa. Nhận ra tinh thần của lão ta đã thay đổi, Triệu Như Mộng không khỏi cười khẩy trong lòng. Bởi vì cô ta tuyệt đối sẽ không cho Hách Liên vô tình có một cơ hội nào để chờ mình. Ở nơi khác, Lý Trạch Vũ đi theo tuyến đường Long Thiên Quân cung cấp để đuổi theo, khi đến biên giới thì mất dấu của Triệu Như Mộng. Song điều duy nhất có thể xác định chính là Triệu Như Mộng đã dẫn Hách Liên vô tình trốn đến nước Hùng. Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, khi gặp được chẳng tốn công. Lý Trạch Vũ cong khóe môi lên cười gian ác, đồng thời lấy điện thoại ra thuần thục gọi đến một số điện thoại. Oh my god, người anh em tốt của tôi đã chịu liên lạc với tôi rồi. Chắc anh không biết, gần như lúc ngủ tôi cũng ôm điện thoại sợ lỡ cuộc gọi của cậu. Ông trời không phụ lòng người, tôi đã không bỏ lỡ cuộc gọi của cậu. Điện thoại vừa kết nối,
trong điện thoại đã vang lên một loạt những câu nói xến xúa. Đáng tiếc đầu dây bên kia không phải là nữ, nếu không chắc Lý đại đương gia đã có chút cảm động rồi. Bill, giờ tôi đang ở biên giới nước Hạ và nước Hùng, nghĩ cách cho tôi nhập cảnh vào nước Hùng đi. Bản lĩnh của Lý Trạch Vũ hoàn toàn có thể tránh khỏi những chiến sĩ biên phòng, nhưng hắn cho rằng không nhất thiết phải tốn sức như thế. Dù gì đến nước Hùng cũng phải tìm bạn cũ giúp đỡ. Người anh em gửi vị trí cho tôi đích thân đi đón cậu. Biết Lý Trạch Vũ sẽ đến nước Hùng, người được xưng là vua súng ống vui như một đứa trẻ. Hai tiếng sau, Bill có thân hình cao to vạm vỡ đã đích thân dẫn tướng quân nước Hùng là Thomas xuất hiện trước mặt Lý Trạch Vũ. Cho qua, lập tức cho qua, Thomas ra lệnh, binh sĩ biên phòng lập tức mở rào chắn. Chuông cảnh báo của nước Hạ lập tức vang lên, không đến 5 phút sau, một đoàn binh sĩ nước Hạ đã đến. Súng ống đã lên nòng, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Cũng may Lý Trạch Vũ đã gọi một cuộc điện thoại, nhờ đó đã kiểm soát được. Cục diện. Dưới sự dẫn dắt của Bill, Lý Đại Đương ra hiên ngang bước vào nước Hùng. Còn về hộ chiếu thì... Đùa gì chứ, có Bill, người mà ngay cả đại tướng nước Hùng cũng phải kính trọng đi bên cạnh, ai dám kiểm tra hộ chiếu của hắn. Người anh em, cậu là cố ý đến thăm tôi hả? Bill đặt tay lên vai của Lý Trạch Vũ, nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ tắt. Chơi thì để sau đi. Sắc mặt Lý Trạch Vũ nghiêm túc nói, khoảng 3-4 tiếng trước, có hai người từ nước Hạ nhập cảnh vào nước Hùng, cậu giúp tôi điều tra xem bọn họ đi về hướng nào nhé. Hai người đó quan trọng không? Bill hiếu kỳ hỏi. Lý Trạch Vũ liếc xéo hắn ta một cái, nói, coi cậu hỏi kia, có phải là dư thừa không, nếu không quan trọng ông đây sẽ đích thân đuổi theo sao? Anh bạn này mong anh nói chuyện khách sáo một chút. Thomas không quen Lý Trạch Vũ. Thấy hắn dám sai bảo Bill thì lập tức tỏ uy phong. Tuy nhiên hành động này của ông ta không những không nịnh bợ được Bill, ngược lại chọc cho hắn ta không vui nói. Một, người anh em của tôi đang đùa với tôi, ông đừng có lo chuyện bao đồng được không? Thomas há hốc mồm. Nên biết ở nước Hùng dù là đại tướng cũng phải nể Bill ba phần, bỏ Hùng đang khai chiến với nước Tiểu Lan, cần vua súng ống cung cấp rất nhiều vũ khí bí mật. Rõ ràng là một ông lớn. Lại khom lưng uốn gối với người đàn ông châu Á, giống như đàn em của người ta. Nếu như không phải Thomas chính mắt thấy, thì chẳng bao giờ ông ta dám tin. Ông đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy người anh em của tôi nói gì hay sao? Bill tức giận muốn tát cho Thomas vài cái. Thomas lập tức hoàn hồn, nói, không thành vấn đề, tôi lập tức cho người đi điều tra. Vài phút sau, Thomas đã nhận được tin tức, không có người nào giống miêu tả nhập cảnh vào nước Hùng. Có điều ở biên giới giữa ba nước là nước Hạ, nước Hùng và nước Thảo Nguyên thì có binh sĩ nước Hùng nhìn thấy một chiếc xe Land Cruiser đã đi vào biên giới nước Thảo Nguyên. Bấy giờ Lý Trạch Vũ mới phát hiện mình đã tìm sai hướng rồi, thế là định chuyển hướng chuẩn bị đi tới nước Thảo Nguyên. Người anh em, tôi ở nước Thảo Nguyên cũng có người quen, tôi đi cùng cậu. Bill tự đề cử mình. Lý Trạch Vũ từ chối ý tốt của hắn ta, nói, không cần đâu, cậu cũng có việc của mình. Đợi khi nào rảnh cậu đến nước Hạ tìm tôi, cùng nhau uống rượu thỏa thích. Vậy được. Tuy không nỡ, nhưng Bill vẫn không làm trái ý Lý Trạch Vũ. Nhưng mà hắn ta lại bảo Thomas đích thân đi ngoại giao với nước Thảo Nguyên, để Lý Trạch Vũ được nhập cảnh vào nước Thảo Nguyên bình thường. Trước khi chào tạm biệt, Bill còn đặc biệt tìm cho Lý Trạch Vũ một chiếc xe Hummer. Đi nhét Lý Trạch Vũ vẫy tay chào tạm biệt, sau đó đạp chân ga nghênh ngang rời đi. Hắn ta dõi mắt nhìn thấy bóng lưng chiếc xe, Bill đã dõi theo rất lâu nhưng vẫn không nỡ rời mắt đi. Thomas thật sự không nhìn được hỏi, Bill, tên nhóc đó rốt cuộc là ai? Anh em tốt của tôi, cũng là ân nhân của tôi. Nếu như không có cậu ấy, lúc đó tôi sẽ không thể từ nước Mỹ trở về nước Hùng được. Tựa như nhớ lại quá khứ, cảm xúc trong lòng Bill rất phức tạp. Thomas đứng bên cạnh nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra hắn chính là quân đế. Người gây bất lợi cho nước Mỹ. Nước Thảo Nguyên, thành phố Tích Lâm. Người ra đón Triệu Như Mộng cùng Hách Liên Vô Tình chính là người có tiếng nói tuyệt đối trong quân đội, Đại tướng Ô Lạc Cát. Thánh Vương. Ô Lạc Cát đặt tay phải lên ngực trái, khóm người 90 độ, thể hiện nghi thức đón tiếp khách vô cùng cao quý nhất của nước Thảo Nguyên. Cho dù trước Hách Liên Vô Tình trước mặt ông ta có tóc tai bù xù, toàn thân bốc mùi hôi thối, ông ta cũng không có chút gì chê bai. Chỉ có lòng tôn trọng tận sâu trong con tim. Ô Lạc Cát, chắc là chúng ta đã có 5-10 năm chưa gặp lại nhau rồi.
đã 48 năm rồi. Ô Lạc Cát giống như nhớ ra chuyện gì đó. Năm đó cha ông ta bị đối thủ cạnh tranh âm thầm hãm hại, nếu như không có Hách Liên vô tình ra tay giúp đỡ, chỉ sợ là cả nhà ông ta đã chết dưới thủ đoạn thâm độc của đối thủ. Mấy năm nay cũng là nhờ vô tình thần cung hỗ trợ tiền tài, ông ta mới có thể ngồi vững chức vụ đại tướng quân. Cho nên Ô Lạc Cát vô cùng biết ơn Hách Liên vô tình. Chuyện qua rồi không cần nhắc đến nữa. Hách Liên vô tình cho rằng không nên nhìn lại quá khứ, trầm giọng nói, tôi bị kẻ gian hãm hại, không thể tiếp tục ở nước Hạ được nữa, cho nên khoảng thời gian này ông hãy sắp xếp chỗ dừng chân cho bổn tọa. Không vấn đề. Ô Lạc Cát sẵn lòng đồng ý, nói, chỉ cần là ý của Thánh Vương, Thảo Nguyên chính là nhà của ngài, tôi đảm bảo không ai ở đây dám bất kính với ngài. Tôi thích nơi nào đó yên tĩnh một chút, Triệu Như Mộng đột nhiên nói. Lúc này Ô Lạc Cát liếc nhìn về phía Triệu Như Mộng một cái, lại nhìn Hách Liên vô tình, hỏi nói, Thánh Vương, vị này là... Khụ khụ, cô ta là bạn bè của bổn tọa, cứ theo ý cô ta mà làm, Hách Liên vô tình trả lời qua loa. Ô Lạc Cát khế gật đầu, sau đó dặn dò cấp dưới nói, nhanh dọn dẹp hoa viên lan ngự ở biệt thự rồi sắp xếp cho Thánh Vương vào ở. Vâng, một binh sĩ gật đầu đáp. Ô Lạc Cát nịnh nọt cười nói, Thánh Vương, tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối xong rồi, sau khi ăn cơm tối xong tôi sẽ đích thân dẫn ngài qua đó. Được, Hách Liên vô tình đồng ý nói. Tuy nhiên đúng lúc này, đại tướng quân, một binh sĩ hốt hoảng hấp tấp chạy vào. Ô Lạc Cát nhất thời không vui, quát, hoảng hốt cái gì, không thấy tôi đang có khách hả? Thuộc hạ có tội, chỉ là, binh sĩ muốn nói lại thôi. Ô Lạc Cát càng thêm không vui, quát lớn, nói đi, ở đây không có người ngoài. Nghe thấy những lời này, Hách Liên vô tình cực kỳ hài lòng. Năm đó lão ta vì để tiện sau khi tranh đoạt được quyền chính trị và có được sự ủng hộ, nên lão ta đã bố trí và ủng hộ một số người lên nắm quyền ở các nước láng giềng của nước Hạ. Ô Lạc Cát chính là một trong số đó. Giờ xem ra sách lược ban đầu của lão ta rất là sáng suốt, giờ dù cho không thể tiếp tục ở nước Hạ lão ta cũng có thể đến chỗ khác. Vừa rồi nguyên thủ đại nhân gọi điện thoại tới. Hỏi dò có phải ngài đang tiếp hai người khách đến từ nước Hạ hay không? Hai. Soạt, lời binh sĩ vừa nói ra, tất cả những người có mặt ở đó mặt mày đều tái sầm lại. Phản ứng của Triệu Như Mộng kích động khác thường, nhất định là Lý Trạch Vũ đuổi theo tới rồi. Từ rất lâu cô ta từng nghe nói, Lý Trạch Vũ rất có sức ảnh hưởng ở nước. Ngoài, cho nên dù cho đã đến nước Thảo Nguyên cô ta vẫn không buông lỏng lòng đề phòng, không ngờ được rằng sợ cái gì thì cái đó đến. Cô khoang hay căng thẳng. Hách Liên vô tình dùng ánh mắt ra hiệu cho Ô Lạc Cát, ông ta cũng hiểu ý lão ta, liền hỏi binh sĩ, nói, nguyên thủ sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Nguyên thủ không nói lý do, chỉ nói là ngài hãy nhanh dẫn hai người nước Hạ này đến chỗ ngài ấy. Binh sĩ thành thật đáp. Đi, Triệu Như Mộng quyết đoán nói. Hách Liên vô tình cũng không phải loại người lề mề chậm chạp, gật đầu nói, chúng ta đi đến nước Hùng, ở đó tôi cũng có người quen. Thánh Vương ngài khoan hãy vội, hãy để tôi làm rõ xem chuyện gì. Ô Lạc Cát không muốn mất mặt trước Hách Liên vô tình. Dù gì mới vừa rồi còn ăn to nói lớn, là ở trên Thảo Nguyên không ai dám bất kính với Hách Liên vô tình. Ông ta dùng điện thoại cá nhân gọi vào số cá nhân của nguyên thủ. Ô Lạc Cát nói một tràn tiếng Thảo Nguyên, Hách Liên vô tình và Triệu Như Mộng nghe đến ông lỗ tai. Sau khi cúp điện thoại, Ô Lạc Cát cau mày, Thánh Vương. Sao ngài lại chọc vào tên điên quân đế vậy? Quân đế, là ai vậy? Vẻ mặt Hách Liên vô tình khó hiểu hỏi. Triệu Như Mộng nghiến răng nhắc nhở nói, quân đế chính là Lý Trạch Vũi. Thánh Vương, tên danh quân đế là một thằng điên, ngay cả nước Mỹ cũng không ít lần chịu thiệt thòi trong tay hắn, nhưng mà cũng chẳng dám hó hé câu nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.